Sau đó, Bùi Đông Lai lợi dụng cảnh sát đã phong sát toàn bộ hộp đêm, trung tâm massage, club tư nhân, sòng bạc khắp nơi dưới cờ của Đông Tinh, Lăng Hoa Cường căn bản không cách nào ngăn cản được. Hôm nay, mắt thấy Hồng Tinh nhân cơ hội đào tường nghệ sĩ của Đông Tinh, hắn cũng là như thế. Cửa thang lầu biệt thự Chu Nhược Đồng thấy Lăng Hoa Cường vẫn giống như ba ngày trước đó, ngồi trầm lặng ở trong đại sảnh, nàng không dám đi xuống quấy rầy mà là thân thể lùi lại, sắc mặt buồn bực trở về phòng ngủ. Buồn bực sao? Đúng vậy. Ba ngày trước, sau khi Lăng Hoa Cường nói cho nàng biết tin Tương Cương chết, hơn nữa còn nói cho nàng biết Bùi Đông Lai kẻ mà ngày đó sỉ nhục nàng ở trên máy bay sẽ chết ở Nam Cảng. Hơn nữa hắn còn thề son sắt sẽ cho nàng thay thế Mộ Khuynh Nhan trở thành nữ nghệ sĩ nổi tiếng nhất châu Á. Hiện giờ, kế hoạch to lớn mà Lăng Hoa Cường vẽ ra cho nàng chẳng những không có thực hiện được mà nàng còn thông qua một ít quan hệ biết được hết thảy phát sinh trong ba ngày qua. Nàng chẳng những biết Lăng Hoa Cường bị dồn đến tuyệt cảnh mà Đông Tinh gặp phải hết thảy chuyện này còn liên quan đến Bùi Đông Lai đã nhục nhã nàng lúc đầu. Loại tương phản hoàn toàn này khiến cho nàng có một loại cảm giác từ trên thiên đường rớt xuống địa ngục. Reng, reng. Chu Nhược Đồng vừa mới trở lại phòng ngủ thì điện thoại di động của nàng rung lên. Chu Nhược Đồng là một người thông minh vừa cầm lấy điện thoại di động vừa nhìn, rõ ràng phát hiện là số điện thoại của người đại diện cho nàng gọi tới. Nhược Đồng, cô có tiện nghe điện thoại không? Điện thoại vừa chuyển, trong điện thoại truyền ra giọng nói quen thuộc của người đại diện của nàng. Tiện. Chu Nhược Đồng có chút lo sợ nhìn thoáng qua cửa phòng ngủ, nhỏ giọng nói. A Phi. Chuyện gì vậy? Nhược Đồng, dựa vào tin tức có thể tin cậy thì xế chiều hôm nay tất cả nghệ sĩ của công ty đã đầu nhập vào công ty giải trí Hồng Tinh rồi. Đầu bên kia điện thoại, A Phi thân là người đại diện cho Chu Nhược Đồng nói. Cái gì? Ngạc nhiên nghe được lời nói của A Phi, Chu Nhược Đồng sợ hết hồn. Tại sao có thể như vậy? Cô còn hỏi là tại sao à? Có lẽ là Chu Nhược Đồng còn hỏi ngây thơ như vậy, A Phi buồn bực nói. Còn không phải rõ ràng rồi sao? Lăng Hoa Cường gặp phải bi kịch, Đông Tinh cũng xong đời. Ách! Vốn là Chu Nhược Đồng mong đợi Lăng Hoa Cường có thân phận hiển hách ở Nam Cảng có thể xoay chuyển càn khôn. Hiện giờ nghe được A Phi nói như vậy thì nàng lập tức sững sờ ngay tại chỗ khẽ nhếch miệng, nhưng không cách nào nói ra một lời nào. Nhược Đồng, tôi nói lời thật với cô nhé, nói cho cô biết cho đến bây giờ cô không thể trông cậy vào Lăng Hoa Cường được nữa rồi. Ngược lại cô nếu như muốn tiếp tục lăn lộn trong giới giải trí thì nên nhanh chóng rời khỏi Lăng Hoa Cường đi, cùng những nghệ sĩ khác gia nhập công ty giải trí Hồng Tinh đi. Thấy Chu Nhược Đồng không nói lời nào, A Phi liền nhắc nhở. Nhưng, là... Còn nhưng mà cái gì? A Phi tức giận nói. Tôi đã giúp cô liên lạc với người phụ trách công ty giải trí Hồng Tinh rồi, hắn nói vô cùng hoan nghênh cô gia nhập công ty giải trí Hồng Tinh. Điều kiện tiên quyết là cô phải nói lời xin lỗi với người thanh niên ngày đó làm nhục cô ở trên máy bay. Nói xin lỗi. Bên tai vang lên lời nói của A Phi, trong đầu của Chu Nhược Đồng không khỏi khỏi hiện ra gương mặt của Bùi Đông Lai làm nàng uất nghẹn, nhất thời không có lên tiếng. Nhược Đồng, cô vì muốn trở thành đại minh tinh mà ngay cả hai chân đều có thể dang rộng ra cho Lăng Hoa Cường thượng thì nói xin lỗi có là cái gì? Có lẽ đoán được Chu Nhược Đồng có cảm giác ủy khuất. A Phi tiếp tục nói. Cô phải biết rằng tên thanh niên gọi là Bùi Đông Lai kia chính là người dồn Lăng Hoa Cường vào tuyệt cảnh. Tôi không biết số điện thoại của hắn. Chu Nhược Đồng giống như mới tỉnh lại trong giấc mộng, cảm giác kia hận không được lập tức quỳ rạp trước mặt Bùi Đông Lai liếm gót giày cho hắn. Tôi có số của hắn, cô nhớ cho kỹ. Mặt khác không được cho Lăng Hoa Cường biết. A Phi vừa nói liền đem số điện thoại lấy được nơi người phụ trách công ty giải trí Hồng Tinh nói cho Chu Nhược Đồng. Chu Nhược Đồng nhớ kỹ số điện thoại sau đó trực tiếp bấm. Anh, chào anh, xin hỏi anh là Bùi Tiên Sinh phải không? Điện thoại vừa chuyển, Chu Nhược Đồng giống như là hoàng hoa đại khuê nữ bị cướp đi trinh tiết, vẻ mặt hoảng sợ nói. Là tôi. Đầu bên kia điện thoại, Bùi Đông Lai nhàn nhạt đáp lại. Tôi là Chu Nhược Đồng. Hô hấp của Chu Nhược Đồng trở nên dồn dập. Tôi biết. Thật xin lỗi, Bùi Tiên Sinh, ngày đó do tôi có mắt không tròng mạo phạm ngài, kính xin ngài đại nhân đại lượng không chấp nhặt với tôi. Chu Nhược Đồng ăn nói khép nép xin lỗi, cảm giác kia tựa như chỉ cần một câu nói của Bùi Đông Lai, nàng liền lập tức dang rộng hai chân ra cho hắn chà đạp. Chỉ cần cô giúp tôi làm một việc, tôi sẽ đáp ứng cho cô gia nhập công ty giải trí Hồng Tinh.
Bùi Đông Lai cắt đứt lời nói của Chu Nhược Đồng. Việc gì? Chu Nhược Đồng khẩn trương đến nỗi ngừng cả hô hấp. Lúc bóng tối che lấp hoàn toàn bầu trời, màn đêm buông xuống, ngọn đèn rực rỡ chiếu lên cùng hàng vạn ngọn đèn khác chiếu sáng màn đêm Nam Cảng. Kể từ khi Tương Cương chết đi, nhóm người giàu ở khu biệt thự Bán Sơn này sợ bị tai ương, trong 3 ngày nay không dám ở trong khu biệt thự ở Bán Sơn, khiến cho khu biệt thự ở Bán Sơn lộ ra vẻ hiu quạnh. Tối hôm nay cũng là như vậy. Khu biệt thự Bán Sơn lớn như vậy, ngoại trừ căn biệt thự của Lăng Hoa Cường ra thì chỉ có mấy ngôi biệt thự lóe lên ánh đèn, mà những biệt thự kia cách biệt thự của Lăng Hoa Cường rất xa. Trong phòng ngủ lầu 2 biệt thự, Chu Nhược Đồng khẩn trương đứng ở phía trước cửa sổ nhìn về phía cửa biệt thự. Trong đại sảnh lầu 1, Lăng Hoa Cường đem toàn bộ thức ăn mà người giúp việc mang tới ném ở trên mặt đất, không nói chén dĩa rơi đầy đất, thậm chí ngay cả tivi treo tường cũng bị hắn đập vỡ, cả đại sảnh là một mảnh hỗn độn. Biến, cút hết đi. Bỗng nhiên, Lăng Hoa Cường đang ngồi hút thuốc ở trên ghế salon liếc mắt nhìn thấy trước cửa xuất hiện một đạo thân ảnh thì cho là thủ hạ của mình muốn đi vào hồi báo chuyện gì, hắn giống như kẻ bị nhận đả kích thật lớn cũng không ngẩng đầu lên mắng to. Không trả lời. Bùi Đông Lai dễ dàng đi vào biệt thự, sải bước đi về phía Lăng Hoa Cường, tiếng bước chân trầm ổn phá vỡ vẻ an tĩnh trong đại sảnh. Ân. Bên tai vang lên tiếng bước chân trầm ổn, Lăng Hoa Cường ý thức được cái gì đột nhiên ngẩng đầu lên. Xoạch. Hắn nhìn thấy khuôn mặt của Bùi Đông Lai đã khắc sâu trong nội tâm của hắn thì Lăng Hoa Cường giống như là nhìn thấy quỷ giữa ban ngày, hắn cả kinh trợn mắt há hốc mồm, điếu xì gà trong miệng trực tiếp rơi xuống đất. Mày vào đây bằng cách nào? Hoảng sợ rất nhiều nhưng Lăng Hoa Cường vẫn hỏi theo bản năng. Bùi Đông Lai dừng bước lại ở khoảng cách gần đánh giá Lăng Hoa Cường một lúc rồi khinh thường cười một tiếng. Chẳng lẽ mày cho rằng những thứ thủ hạ phế vật kia của mày có thể ngăn cản tao sao? Ách! Lăng Hoa Cường không phản bác được, trong 3 ngày vừa qua hắn tốn rất nhiều công sức đi điều tra thân phận của Bùi Đông Lai, kết quả là chỉ điều tra được Bùi Đông Lai là sinh viên Đại học Đông Hải, được Cổ Bồi Nguyên Thu làm đệ tử, ngoài ra có quan hệ tốt cùng với Liễu Nguyệt. Ngoài những chuyện đó ra thì hắn không biết thêm được gì về Bùi Đông Lai nên tự nhiên cũng không biết thân thủ Bùi Đông Lai kinh khủng cỡ nào. Mày! Rốt cuộc mày là ai? Mắt thấy Bùi Đông Lai ở trong nhà mình mà lại tùy ý, trực tiếp ngồi ở trên ghế salon đốt một điếu thuốc lá thì Lăng Hoa Cường tức giận hỏi. Tao là ai không quan trọng, quan trọng là, những thứ mày cố gắng lấy được sắp hóa thành hư vô. Bùi Đông Lai phun ra một ngụm sương khói nhìn Lăng Hoa Cường sắp bị tức điên mà gằn từng chữ. Hô, hô, nghe được lời nói của Bùi Đông Lai. Nghĩ đến khoảng thời gian ngắn ngủi có mấy ngày mà mình từ trên thiên đường rơi xuống địa ngục, mất đi hết thảy thì hô hấp của Lăng Hoa Cường trở nên dồn dập, hắn giống như một con dã thú sắp nổi điên gắt gao nhìn chằm chằm Bùi Đông Lai, cảm giác kia hận không được lập tức đem Bùi Đông Lai bầm thây thành vạn đoạn. Dường như Bùi Đông Lai cũng không thèm để ý Lăng Hoa Cường sắp chó cùng dứt dậu, hắn không chút hoang mang lấy điện thoại di động ra trực tiếp bấm số điện thoại của Chu Nhược Đồng. Bởi vì vách tường của biệt thự có hiệu quả cách âm thật tốt nên Chu Nhược Đồng ở trong phòng ngủ lầu 2 không cách nào nghe được Bùi Đông Lai cùng Lăng Hoa Cường nói chuyện với nhau, nàng vẫn đứng ở phía trước cửa sổ nhìn phía cửa biệt thự với vẻ mặt mong đợi. Giờ khắc này nàng quên mất chính mình lúc ban đầu là muốn cho Bùi Đông Lai trả giá thật nhiều, ngược lại bây giờ nàng chỉ hy vọng Bùi Đông Lai có thể mau chóng tới biệt thự. Cái này có chút châm chọc nhưng đúng là sự thật. Reng, ông reng. Trong sự chờ đợi Bùi Đông Lai gọi điện cho nàng tới mức khẩn cấp thì điện thoại trong tay nàng chợt rung lên. Thanh âm rung lên rất nhỏ rất bình thường của cái điện thoại mà làm cho nàng kích động không gì sánh kịp, nàng liền mong chóng nghe điện thoại, thanh âm run rẩy nói. Bùi tiên sinh. Tôi ở dưới lầu. Trong đại sảnh lầu 1, trong ánh mắt nhìn chăm chú của Lăng Hoa Cường thì Bùi Đông Lai chậm rãi mở miệng sau đó trực tiếp cúp điện thoại. Bá. Ngạc nhiên nghe được lời nói của Bùi Đông Lai, Lăng Hoa Cường trong lòng vừa động đột nhiên ý thức được cái gì lại không dám khẳng định. Mày vừa gọi điện thoại cho Nhược Đồng. Lăng Hoa Cường, mày cảm thấy Chu Nhược Đồng yêu mày không? Bùi Đông Lai hỏi ngược lại. Hoặc là nói mày cảm thấy nàng ở chung một chỗ với mày là vì cái gì? Rốt cuộc mày muốn làm gì? Lời nói của Bùi Đông Lai khiến cho Lăng Hoa Cường có một loại cảm giác muốn nổi điên. Hắn muốn phản kháng nhưng lý trí nói cho hắn biết, Bùi Đông Lai nếu dám nghênh ngang tới đây thì tuyệt đối có thể thoải mái khiến cho hắn đi tìm Diêm Vương ra đàm luận chuyện nhân sinh. Xoạch, xoạch. Lúc này đây không đợi Bùi Đông Lai mở miệng,
thanh âm giày cao gót dẫm ở trên sàn nhà vang lên, Chu Nhược Đông đã thay một thân lễ phục dạ hội từ trên lầu đi xuống. Lăng Hoa Cường nghe thấy thì lập tức đem ánh mắt quăng về hướng cầu thang. Mắt thấy Chu Nhược Đồng được hắn coi là tâm can bảo bối mà yêu thương che chở giống như ngày thường cùng với hắn tham gia yến tiệc, một bộ dáng trang phục tỉ mỉ thì Lăng Hoa Cường giận đến cả người run lên. Chu tiểu thư, tôi mới vừa hỏi Lăng Hoa Cường, cô có yêu hắn hay không nhưng hắn chưa trả lời. Mắt thấy Chu Nhược Đồng từ trên lầu đi xuống, Bùi Đông Lai chậm rãi bóp tắt tàn thuốc nói. Cô tới nói cho hắn biết đi. Khanh khách. Dưới ánh đèn, Chu Nhược Đồng giống như một phu nhân cao cao tại thượng, ngẩng cao cái đầu dùng một loại ánh mắt của thần linh nhìn xuống một con kiến hôi, nhìn Lăng Hoa Cường một cái, sau đó nhẹ nhàng cười một tiếng, khinh thường nói. Lăng Hoa Cường, ông sẽ không cho là tôi thật sự yêu ông đấy chứ. Cô. Lăng Hoa Cường giận đến cả người run cầm cập. Lăng Hoa Cường, ông cũng không soi gương nhìn lại xem mình là cái dạng gì. Cái đầu của ông lùn thì không nói làm gì, nhìn có khác gì một con tinh tinh không, với lại ông cũng sắp 60 rồi, cái tuổi đó có thể làm cha của tôi rồi đó, tôi sẽ yêu ông sao? Mặc dù nhìn ra Lăng Hoa Cường đang tức giận đến cực điểm nhưng nghĩ đến Bùi Đông Lai có thể đem Lăng Hoa Cường bước đến tuyệt cảnh hơn nữa có thể dễ dàng đi tới biệt thự như trở về nhà mình thì Chu Nhược Đồng trong lòng không có chút điểm sợ hãi nào. Nàng giống như là đang đóng phim đem cái vai phu nhân cao cao tại thượng này diễn xuất ra vô cùng nhuần nhuyễn. Nếu như không phải bởi vì trong tay ông có tiền, ở Nam Cảng có địa vị và có thể mang lại vinh hoa cho tôi thì tôi làm sao có thể cùng loại người sắp bước một cái chân vào quan tài như ông ở chung một chỗ chứ? Cô là đồ đê tiện. Thân là đại ca của Đông Tinh nên Lăng Hoa Cương tự nhiên biết nguyên nhân mình có thể làm cho Chu Nhược Đồng trẻ tuổi xinh đẹp phong tao tựa như hồ ly tinh ở chung một chỗ với hắn. Chẳng qua là mắt thấy Chu Nhược Đồng nói ra sự thật trần trụi đó thì hắn có cảm giác bị phản bội thật nhiều nên lập tức nổi giận. Ai u uy, Lăng Hoa Cường, ông gọi tôi là gì? Đồ đê tiện. Chu Nhược Đồng không thèm để ý chút nào tới Lăng Hoa Cường đang tức giận mà là vẻ mặt tươi cười trào phúng. Chẳng lẽ ông đã quên mất mỗi lần ông trước khi cùng tôi làm tình cũng sẽ gọi tôi là bảo bối? Nga, tôi thiếu chút nữa thì quên mất. Đầu ông thấp như vậy thì thôi nhưng đồ chơi phía dưới kia cũng là ngắn kinh người, hơn nữa nếu mà không uống thuốc thì ngay cả kiên trì một phút cũng không được, ông nói một chút xem không được thì coi như xong luôn rồi mỗi lần uống thuốc vào thì ông cảm thấy có gì sao. Hô, hô, mắt thấy Chu Nhược Đồng từng đem mình trở thành thượng đế trở mặt còn nhanh hơn cả cởi quần dùng hết mọi lời nói ác độc nhục nhã chính mình thì may là Lăng Hoa Cường biết hết thảy chuyện này là Bùi Đông Lai giở trò quỷ nhưng hắn vẫn giận đến hai mắt biến thành màu đen. Như thế nào, chẳng lẽ ông không thừa nhận à? Tựa hồ cảm thấy đả kích như vậy với Lăng Hoa Cường vẫn chưa đủ, không thể để cho Bùi Đông Lai hài lòng, Chu Nhược Đồng khinh thường liếc nhìn giữa hai chân Lăng Hoa Cường. Còn có nữa tôi vẫn là muốn nói với ông cho rằng ông uống thuốc thì đồ chơi phía dưới của ông có thể biến thành lợi hại sao? Mỗi lần đều hỏi tôi có thoải mái hay không, có đạt tới cao chiều hay không? Ông cảm thấy cái đồ chơi như con run kia ra ra vào vào mấy chục cái là có thể khiến cho tôi cao chiều sao? Tôi cao chiều cái CMN. Đồ đê tiện, tao giết mày. Một lần nữa nghe được Chu Nhược Đồng nói ra những lời độc ác thì Lăng Hoa Cường rốt cuộc không cách nào nhịn được nữa, chỉ thấy hai mắt đỏ lên hai tay nắm chặt chờ từ trên ghế salon đứng lên, giống như một con dã thú điên cuồng đánh về phía Chu Nhược Đồng. Bùi tiên sinh. Mắt thấy Lăng Hoa Cường đánh tới. Chu Nhược Đồng bị dọa cho sợ đến hoa dung thấy sắc liền lên tiếng kêu cứu Bùi Đông Lai. Tôi chỉ đáp ứng cho cô tiến vào công ty giải trí Hồng Tinh chứ không có đáp ứng phải bảo vệ cô. Bùi Đông Lai thờ ơ lạnh nhạt với hết thảy nhưng trong lòng thì cảm thấy Lăng Hoa Cường cùng Chu Nhược Đồng quả thực chính là tuyệt phối. Một người vì vinh hoa phú quý mà vứt bỏ vợ con trở thành người giàu có rồi cũng chưa từng nghĩ tới người vợ cùng đứa con của mình. Một người vì danh lợi mà tình nguyện dang rộng hai chân ra. Hơn nữa bản lĩnh biến sắc mặt so với cởi quần còn nhanh hơn. Anh! Nghe được lời nói của Bùi Đông Lai, Chu Nhược Đồng theo bản năng cho là chính mình bị Bùi Đông Lai đùa bỡn, cả kinh sững sờ ngay tại chỗ. Lăng Hoa Cường nhào tới trước một phát tóm được tóc Chu Nhược Đồng, thuận tay cho một cái tát. A! À, bốp! Tiếng thét chói tai vang lên, Chu Nhược Đồng trực tiếp bị một bạt tai này đánh ngã trên mặt đất, hai tay ôm đầu. Bốp! 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 A! À. Lăng Hoa Cường giống như là phát điên, hướng về phía khuôn mặt quyến rũ của Chu Nhược Đồng đá liên tiếp một trận, Chu Nhược Đồng đau đến nỗi lăn lộn trên mặt đất kêu rên không ngừng. Không biết qua bao lâu,
lúc khuôn mặt của Chu Nhược Đồng máu me be bét thì Lăng Hoa Cường dường như đã đem hết lửa giận của mình phát tiết ra ngoài, hắn quay đầu lại hai mắt đỏ lên sắc mặt hận ý nhìn chằm chằm vào Bùi Đông Lai. Lăng Hoa Cường, mày cảm thấy cảm giác hai bàn tay trắng thoải mái hay là tư vị bị nữ nhân của mày vũ nhục thoải mái hơn? Bùi Đông Lai vẻ mặt trào phúng hỏi. Tiểu tạp chủng, có gan thì mày giết tao đi. Lăng Hoa Cường thanh âm khàn giọng gầm nhẹ nói. Tao muốn giết mày thì mày đã sớm chết 100 lần rồi. Bùi Đông Lai cười lạnh nói. Nếu như chỉ là bởi vì mày nghĩ muốn đem mạng của tao để lại Nam Cảng thì có lẽ tao sẽ đưa mày đi gặp Diêm Vương gia. Mày, rốt cuộc mày muốn làm gì? Lời nói của Bùi Đông Lai khiến cho Lăng Hoa Cường đầu tiên là ngẩn ra, hắn cố gắng nhớ lại mình đã đắc tội với Bùi Đông Lai lúc nào, kết quả là nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra được. Có người muốn mày quỳ gối dập đầu sám hối trước mộ mẹ của hắn. Bùi Đông Lai đứng lên, trực tiếp đi tới trước người Lăng Hoa Cường nhìn khuôn mặt bởi vì tức giận mà vặn vẹo của Lăng Hoa Cường nói. Hắn là con của mày cũng là anh em của tao. Cùng với thành phố lớn xa hoa Trụy Lạc bất đồng, lúc mặt trời đỏ dần dần mọc lên, thôn Ninh nằm ở phía nam Tổ quốc đã xuất hiện những dòng người như nước thủy triều. Không có tiếng động náo nhiệt, không có tiết tấu hối hả, có chẳng qua là yên lặng. Ánh dạng đông, vài làn khói xanh toát ra từ ống khói trên nóc nhà, nhóm phụ nữ trung niên dậy sớm đã bắt đầu nhóm lửa làm điểm tâm rồi, mà nam nhân của các nàng thì đợi cho các nàng làm xong bữa sáng mới rời giường, ăn no sau đó mới ra biển đánh cá. Bởi vì gần với biển lớn nên đánh cá cùng trồng trọt là ngành nghề chủ yếu của người dân thôn Ninh. Chẳng qua là, bởi vì thôn Ninh dựa vào hải vực không có ngư trường thiên nhiên hơn nữa cá cũng không nhiều, vì thế lúc rất nhiều làng chài thông qua việc đánh cá làm giàu thì thôn Ninh vẫn nghèo khó rơi lại phía sau. Ngay cả thôn Ninh hết sức nghèo khó rớt lại phía sau thì bất quá dựa vào chính sách của quốc gia vẫn có một đường quốc lộ có thể trực tiếp đi thẳng vào thôn. Sáng sớm lúc các nam nhân trong thôn ăn no bụng, thu thập xong các dụng cụ đánh cá tính toán ra biên thì một chiếc Audi Q7 tuyệt đối có thể được xem là một điều hiếm thấy ở thôn Ninh chạy dọc theo đường quốc lộ tiến thẳng tới thôn Ninh. Trong ô tô ngồi ba nam một nữ. Người nữ duy nhất có mái tóc dài phiêu giật, mặt trứng ngỗng, mắt to, ngũ quan không tính là tinh xảo nhưng kết hợp lại một chỗ thì khiến cho người ta có một loại phối hợp cực kỳ mỹ cảm. Nói riêng về khuôn mặt lúc không trang điểm này thì cũng được tính là mỹ nữ trong hàng ngũ nữ nhân. Nếu như cộng thêm vóc người mà nói thì hai chữ mỹ nữ quả thật không đủ để hình dung, phía trước mỹ nữ phải cộng thêm hai chữ cực phẩm nữa. Thánh nữ phong cao ngất, thân hình mảnh khảnh thon thả, đôi chân dài thẳng tắp mà cân xứng. Nàng có dáng người ma quỷ mà nữ nhân ước mơ tha thiết cũng như làm điên đảo nam nhân. So sánh với nữ nhân mà nói thì nam nhân ngồi ở bên cạnh nữ nhân, chính xác ra là một nam hài thì thuộc vào loại người lẫn vào trong đám người cũng sẽ không bị chú ý. Các nàng là tỷ đệ nhưng là nói riêng về diện mạo lại không chút nào giống tỷ đệ. Hiểu Vân, phía trước là thôn Ninh sao? Lúc chỉ cách thôn Ninh không tới 300 mét thì một gã nam nhân đeo mắt kính viền vàng ngồi ở vị trí kế bên tài xế quay đầu lại vẻ mặt mỉm cười hướng Trang Hiểu Vân ngồi ở hàng ghế sau hỏi. Ánh dạng đông xuyên qua cửa kính ô tô chiếu vào trong ô tô, chiếu rọi nụ cười trên mặt nam nhân làm cho người ta rõ ràng cảm giác được. Trong nụ cười của nam nhân không có chút cảm giác bị ổi nào, trong con người cũng không có một chút điểm dục vọng. Không có dục vọng không phải là hắn cảm thấy Trang Hiểu Vân không đủ mê người, cũng không phải là lực khống chế của hắn rất tốt mà là bởi vì không dám. Đúng vậy, hắn không dám. Ngay cả hắn là một trong những nhân vật thực quyền của công ty giải trí Đông Nguyệt, tay nắm tiền đồ của nghệ sĩ, tiền đồ có thể làm cho rất nhiều nghệ nhân khóc, hô van xin để cho hắn vận dụng quy tắc ngầm. Chỉ là, đối mặt với Trang Hiểu Vân vừa mới gặp may đạt được giải quán quân tiếng hát thì hắn không có một chút suy nghĩ không an phận. Bởi vì hắn biết, Phương Húc Vĩ thủ đoạn độc ác có tiếng xấu trong giới giải trí từng nghĩ vận dụng cái quy tắc ngầm lên cô bé hát xong có xuất thân bình dân này trong quán ba thì kết quả là bị cắt đứt hai chân, xám xịt chạy trở về Nam Cảng. Hơn nữa người động thủ là người của Đông Nguyệt Bang. Ở dưới dạng tình hình này, mặc dù hắn không biết là người nào đang âm thầm bảo vệ Trang Hiểu Vân nhưng theo hắn xem ra, cái người kia nếu có thể vận dụng người của Đông Nguyệt Bang đi đối phó với đồng bạn hợp tác với công ty giải trí Đông Nguyệt thì tự nhiên là người không phải là hắn có thể động vào. Ừ, nghe được câu hỏi của nam nhân đeo mắt kính viền vàng, sắc mặt Trang Hiểu Vân phức tạp nhìn thấy đã sắp tới thôn Ninh, chính xác hơn là sau tòa núi không tính là quá cao này thì vẻ mặt nàng hơi có vẻ bi thương trong giọng nói mang theo vài phần âm dung.
dường như có thể nhận thấy được tâm trạng bi thương của Trang Hiểu Vân nên nam nhân đeo mắt kính viền vàng cũng không có hỏi thêm cái gì nữa. Dựa theo an bài của công ty thì hắn chịu trách nhiệm đưa Trang Hiểu Vân về thôn Ninh, đợi Trang Hiểu Vân tế bái mẹ của nàng xong thì lại đưa Trang Hiểu Vân sang Nam Úc, cùng với các thành viên khác cử hành một buổi biểu diễn âm nhạc ở Nam Úc. So sánh với Trang Hiểu Vân mà nói thì Trang Bích Phàm luôn luôn thích ầm ĩ trên thông thiên văn dưới tường địa lý, được xưng là trí khôn lão nhân, nhìn thấy cuộc sống đặc thù ở nơi này, sau đó nghĩ tới chính mình sắp về tới địa phương mình ra đời thì lại yên tĩnh lạ thường. Hắn mang mũ đội đầu cùng với một gọng kính đen ngồi ở bên cạnh Trang Hiểu Vân không nói tiếng nào, trong lòng cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Sau khi chiếc Audi Q7 khó gặp ở thôn Ninh này chạy tới đầu thôn đưa tới lực chú ý của không ít hài tử cùng thôn dân. Hiểu Vân, có cần chào hỏi cùng người dân ở đây không? Thấy đầu thôn có một nhóm người đứng khá đông thì nam nhân đeo mắt kính viền vàng lại quay đầu hướng Trang Hiểu Vân hỏi. Không cần. Lúc này đây, không đợi Trang Hiểu Vân mở miệng thì Trang Bích Phàm vẫn trầm mặc không nói chợt mở miệng, giọng nói như chém đinh chặt sắt, không nói trong giọng nói lại lộ ra mấy phần hận ý. Trang Hiểu Vân trầm mặc không nói khiến cho nam nhân đeo mắt kính viền vàng ngạc nhiên. Trong ký ức của hắn, rất nhiều thí sinh tham gia vào giới giải trí này khi thành công mà trở lại quê hương của mình thì thường sẽ được mọi người tung hô đón chào, cái này đối với các thí sinh có xuất thân bình dân mà nói cũng coi như là một chuyện làm rạng rỡ tổ tông. Hắn không biết là năm đó lúc Lăng Hoa Cường, Nga, không, khi Trang Hổ bởi vì không cam lòng cả ngày bán mặt cho đất bán lưng cho trời mà rời khỏi thôn Ninh thì những người dân lấy ăn no bụng làm mục tiêu để tồn tại kia không có năng lực trợ giúp cho các nàng thì thôi. Ngược lại bởi vì trong nhà không có nam nhân nên mẹ của Trang Bích Phàm và Trang Hiểu Vân bị không ít nam nhân trong thôn khi dễ. Bởi vì mẹ Trang Hiểu Vân tính cách cương liệt nên những nam nhân kia cuối cùng cũng không có được như ý, bất quá lại đem cả nhà bọn họ đuổi ra khỏi thôn Ninh. Sau đó, trong ánh nhìn chăm chú đầy tò mò của người dân thì chiếc Audi Q7 ở thành phố lớn nhiều vô kể nhưng ở thôn Ninh này lại khó gặp, vòng qua thôn chạy nhanh hướng ngọn núi phía sau thôn. Bởi vì đường quốc lộ chỉ tới thôn là hết nên xe hơi bị buộc phải dừng lại, hai chị em Trang Hiểu Vân, Trang Bích Phàm xuống xe từ chú ý tốt của nam nhân đeo mắt kính viền vàng cùng tài xế đi mua đồ tế bái cần thiết mà đi tới đỉnh núi mà đối với bọn họ mà nói đã rất quen thuộc. Dương Tổng, ông nói Trang Hiểu Vân sinh ra ở một cái địa phương sao chim cũng không có này thì rốt cuộc bằng vào cái gì khiến cho Phương Húc Vĩ không thể vận dụng quy tắc ngầm thành công. Đưa mắt nhìn hai chị em Trang Hiểu Vân. Trang Bích Phàm lên núi, tên tài xế đốt một điếu thuốc lá vừa hút thuốc vừa nói. Dương Hải Bình cười nói. Tiểu Lý, trên mạng không phải là truyền lưu một câu nói sao? Một nữ nhân cố chấp không có gì hơn hai loại tình huống, một loại là mẹ của nàng là một người cố chấp, cái thứ hai là nam nhân của nàng là người cố chấp, mẹ của Trang Hiểu Vân mất sớm nên kết quả chỉ có thể là loại thứ hai. Có lý. Tài xế gật đầu đồng ý với quan điểm của Dương Hải Bình. Dương Tổng, tôi nghe nói Phương Húc Vĩ chẳng những không có vận dụng quy tắc ngầm thành công với Trang Hiểu Vân hơn nữa còn bị Triệu Tổng phái người đánh gãy hai chân. Có lẽ là bởi vì việc chờ đợi dưới chân núi thực sự quá nhàm chán, có lẽ là bởi vì muốn thông qua Dương Hải Bình hoàn thành một chút tin tức để sau này trong lúc khoác lác với bằng hữu còn có chuyện mà nói nên tên tài xế do dự một chút hỏi. Người bao nuôi Trang Hiểu Vân rốt cuộc là ai? Tiểu Lý, có một số việc hay là không biết vẫn tốt hơn. Nếu không đối với cậu cũng không có chỗ nào tốt. Mặc dù bản thân Dương Hải Bình cũng không biết chuyện này, chỉ là hắn cũng không có thừa nhận mà là cảnh cáo Tiểu Lý một tiếng. Thật xin lỗi, Dương Tổng là tôi hồ đồ. Tên tài xế Tiểu Lý vội vàng cười cầu tài, từ đầu tới cuối vẫn không có hoài nghi Dương Hải Bình không biết tin tức. Cùng lúc đó, những nữ nhân cùng hài tử nhìn thấy chiếc Audi Q7 sau khi dừng lại ở sau thôn thì một đám hài tử kết bạn cùng nhau lại đi về hướng phía sau núi. Cố gắng nhìn xem đến cùng là có chuyện gì. Mau nhìn, lại có mấy chiếc xe hơi tới. Đột nhiên, một thằng bé chảy nước mũi nhìn thấy phương xa đi tới mấy chiếc xe hơi thì giống như là phát hiện ra đại lục mới mà hét lên. Nghe được tiếng hét của thằng bé, những thôn dân chuẩn bị đi tới phía sau núi nhìn xem có chuyện gì lại dừng bước lại, quay đầu nhìn về hướng khác. Ánh dạng đông, bốn chiếc xe hơi xuất hiện trong tầm mắt của bọn họ. Trong đó, chiếc xe mở đường là chiếc Audi Q7 giống với xe của Trang Hiểu Vân cùng Trang Bích Phàm ngồi, phía sau cùng là một chiếc Mercedes-Benz S0, hai chiếc xe còn lại là Land Rover. Tổ hợp như vậy xuất hiện ở thành thì lớn một chút như Đông Hải hay Nam Cảng cũng không có gì đặc biệt,
nhưng nếu xuất hiện ở tiểu thành thì tuyệt đối có khả năng hấp dẫn không ít ánh mắt, huống chi là thôn đinh nghèo khó này. Trong lúc nhất thời, mọi người đều là dừng bước đợi bốn chiếc xe hơi đi tới. Ở trong chiếc Mercedes-Benz S3, Bùi Đông Lai cùng Lăng Hoa Cường cùng nhau ngồi ở hàng ghế sau, Bùi Đông Lai nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ cũng như đỉnh núi nơi xa kia, trong lúc lơ đãng lại nhớ lại cái thôn phía Bắc Trung Quốc kia và cũng đang nhớ lại cuộc sống của hắn cùng Qua Tử ở nơi đó từng ly từng tí một. Bùi Đông Lai tức cảnh sinh tình, Lăng Hoa Cường dường như cũng thế. Lúc thôn đinh xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn, cái khuôn mặt đầy rẫy cho tàn, tuyệt vọng kia lại xuất hiện một tia tâm tình dao động. Rất nhỏ, nhưng lại tồn tại chân thật. Dường như cảm giác được cảm xúc của Lăng Hoa Cường đang dao động, Bùi Đông Lai thu hồi ánh mắt nhìn Lăng Hoa Cường một cái. Lăng Hoa Cường, nói thật tao rất hiếu kỳ, rốt cuộc là cái gì khiến cho mày đang công thành danh toại ở đây mà vẫn chẳng quan tâm gì đến vợ con của mày như vậy? Lăng Hoa Cường khôi phục vẻ mặt cho tàn, trầm mặc không nói. Chẳng lẽ vinh hoa phú quý đối với mày mà nói thì nó rất quan trọng như vậy sao? Bùi Đông Lai tiếp tục hỏi. Một lần nữa nghe được câu hỏi của Bùi Đông Lai, Lăng Hoa Cường chân mày khẽ nhướng lên, lạnh lùng nhìn Bùi Đông Lai một cái. Không cần tỏ ra mình là người thiện lương, nam nhân nào không phải là vì muốn thượng vị mà không chừa thủ đoạn nào. Như chính bản thân mày thôi, mày dám vỗ tay lên ngực nói mày nhúng tay vào chuyện tình ở Nam Cảng chỉ vì giúp báo thù cho Tương Cương cùng với mày không có quá nhiều giao tình không? Chắc không phải đâu nhỉ, mày có để ý đến bọn họ chết hay sống đâu. Đang lúc nói chuyện, vẻ mặt Lăng Hoa Cường cười lạnh nói. Hắc, khi một câu nói của mày là có thể khiến cho những nữ nhân cao cao tại thượng kia quỳ gối giữa hai chân của mày thì liệu mày có thể nghĩ đến một người đàn bà quê mùa không? Bùi Đông Lai không có nói cái gì nữa. Hắn cảm thấy cùng Lăng Hoa Cường nói mấy cái này đúng là đàn gảy tai trâu. 5 phút sau, giữa sườn núi, hai chị em Trang Hiểu Vân, Trang Bích Phàm tìm được mộ của mẹ. Nói là mộ phần thật ra thì chỉ là một gò đất nhô cao, ngay cả bia cũng không có, chẳng qua là ở trước gò đất có gắn một tảng đá. Bởi vì trong thời gian dài không có ai tới thăm nom nên chung quanh gò đất cỏ dại mọc đầy. Mẹ, con mang Bích Phàm tới thăm mẹ. Bịch, dưới ánh mặt trời chói chang, hai chị em Trang Hiểu Vân cùng Trang Bích Phàm hai mắt đỏ bùng nhất tề quỳ xuống gò đất phía trước. Dưới chân núi, bốn chiếc xe hơi trước sau dừng lại. Bùi Đông Lai tay xách Lăng Hoa Cường như xách một con chó chết ra khỏi xe hơi. Tới mộ phần phụ tử. Ở dưới chân núi, tên tài xế Tiểu Lý cùng Phó Tổng Dương Hải Bình của công ty giải trí Đông Nguyệt thấy bốn chiếc xe ô tô đều dừng lại thì liền trợn tròn cặp mắt. Bọn họ thật sự không nghĩ ra rốt cuộc là ai lại giống với bọn họ rảnh rỗi đi trên những chiếc xe tốt tới địa phương ngay cả sao 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 chim cũng không có này. Thấy một đám thành viên Phong Diệp mặc áo đen đeo kính đen tựa như đóng phim từ trong ô tô đi xuống đi về phía chiếc Mercedes-Benz S600, Bùi Đông Lai một thân trang phục cao quý, một tay xách Lăng Hoa Cường như xách một con chó chết từ trong ô tô ném ra thì tên tài xế Tiểu Lý bị cái khí thế lạnh lẽo này dọa cho sợ đến trợn mắt há hốc mồm, mà Dương Hải Bình thì lại là sợ choáng váng. Đúng vậy. Ánh dạng động, hắn há to mồm trợn tròn hai mắt không nhúc nhích nhìn chằm chằm Lăng Hoa Cường trong tay Bùi Đông Lai. Thân là phó tổng của công ty giải trí Đông Nguyệt, Dương Hải Bình cũng không phải là tay ngang, ngược lại hắn đã từng rất nhiều lần tự mình xuất hiện trong các buổi lễ trao giải của giới giải trí và hắn cũng đã từng nhiều lần tới Nam Cảng. Đối với Lăng Hoa Cường thì hắn cũng không xa lạ gì, ngược lại hắn hết sức quen thuộc người này. Hắn biết Lăng Hoa Cường là chủ tịch tập đoàn Đông Tinh, là đại ca của Đông Tinh cùng với Tương Cương nổi danh là lão đại xã hội đen của Nam Cảng. Hắn thậm chí còn biết tin tức Tương Cương đã chết. Ở dưới dạng tình hình này, theo hắn xem ra thì Lăng Hoa Cường vốn là nên thống nhất Giang Sơn Hắc Đạo Nam Cảng. Thế nhưng mà lúc này lại giống như một con chó chết bị xách từ trong ô tô đi ra, cái này có thể khiến hắn không rung động sao? Giờ khắc này hắn thậm chí hoài nghi mình nhận lầm người. Nhưng mà, khi hắn thấy nốt ruồi đen ở phía dưới bên trái khóe miệng của Lăng Hoa Cường thì hắn biết mình không có nhận lầm người. Mặc dù hắn không thể tin được cái người tên là Lăng Hoa Cường kia từng khiến cho hắn và rất nhiều ông trùm giới giải trí phải nhìn lên lại giống như một con chó chết bị ném ra ngoài xe ô tô. Phong Diệp, cậu dẫn người trông coi ở đây không cho thôn dân lên núi. Bùi Đông Lai không để ý đến Dương Hải Bình cùng tài xế Tiểu Lý bị hù dọa đến há hốc mồm mà là phân phó với Phong Diệp một tiếng, sau đó một tay nhấc Lăng Hoa Cường lên rồi lên núi.
Rõ, Bùi tiên sinh. Phong Diệp trước tiên là cúi người xuống đáp ứng, sau đó đánh ra một cái thủ thế, dấu tay vừa ra thì lập tức có bốn gã thành viên Phong Diệp hướng đường phía trước đi tới chuẩn bị phong tỏa. Bùi tiên sinh. Nghe được lời nói của Phong Diệp, Dương Hải Bình cùng tài xế Tiểu Lý liếc mắt nhìn nhau, cảm giác kia như muốn hỏi đối phương, Bùi tiên sinh này là thần thánh phương nào? Không có đáp án, trong mắt hai người nhìn nhau ngoài trừ khiếp sợ ra thì vẫn là khiếp sợ. Giữa sườn núi, Trang Hiểu Vân không có lau đi nước mắt trên mặt mà là lấy ra một cái lưỡi hái đã chuẩn bị trước đó, chuẩn bị nhổ cỏ trên mộ phần của mẫu thân. Trong quá khứ những năm trước, hàng năm nàng cùng Trang Bích Phàm cứ vào tiết thanh minh lại trở về thôn đinh bái tế mẹ của mình, mỗi một lần đều sẽ tu sửa lại mộ phần của bà, hơn nữa cũng chính là do nàng nhổ cỏ. Chị, để em. Mắt thấy Trang Hiểu Vân muốn nhổ cỏ trên mộ của mẹ giống như những lần tế bái trước thì Trang Bích Phàm lau hết nước mắt, thanh âm khàn khàn nói. Để chị làm, em đem giấy, rượu cùng hương lấy ra. Trang Hiểu Vân đầu tiên là ngẩn ra sau đó nói. Nghe được lời nói của Trang Hiểu Vân, Trang Bích Phàm trong quá khứ luôn nghe lời nàng lại không có làm theo lời nàng, mà là đứng dậy im lặng không lên tiếng đi tới trước người Trang Hiểu Vân. Nhìn bộ dáng thương tâm mà quật cường kia của Trang Bích Phàm thì Trang Hiểu Vân không nói gì nữa mà đem lưỡi hái đưa cho Trang Bích Phàm. Một tay nhận lấy lưỡi hái, Trang Bích Phàm tháo kính cũng cái mũ xuống bắt đầu cắt cỏ. Mẹ, thật lâu không có tới thăm mẹ, mẹ ở dưới đó có khỏe không? Mắt Trang Hiểu Vân đỏ hoe theo thứ tự đem rượu, giấy, hương lấy ra nhẹ giọng nói. Mẹ, mẹ không cần lo lắng cho con cùng với em trai, chúng con đều sống rất tốt. Nói tới đây Trang Hiểu Vân không nhịn được cười. Mẹ, khi con còn bé mẹ luôn nói em trai so với con thì thông minh hơn, thật ra là nói đúng, nó thi được vào trường đại học tốt nhất của cả nước, hơn nữa còn là người có số điểm cao nhất chuyên ngành đó. Còn có A, mẹ, con tham gia một hoạt động Trung Quốc Idol, hơn nữa đã đoạt được giải nhất, rồi được còn ký hợp đồng với một công ty lớn. Mẹ, từ nay về sau con có thể kiếm được nhiều tiền hơn, có thể thoải mái nuôi nó ăn học đại học, sau đó lại cho hắn lên học nghiên cứu sinh. Dưới ánh mặt trời, Trang Bích Phàm giơ lưỡi hái lên một bên khóc một bên cắt cỏ, mà Trang Hiểu Vân thì quỳ gối trước nấm mồ gâu inh như là đang núp ở trong lồng ngực ấm áp của người mẹ, lặng lẽ nói chuyện cùng mẫu thân. Mặt khác, con cùng nó đã tính toán rồi, chúng con sẽ lập cho mẹ một tấm bia, sau đó sửa sang lại ngôi mộ cho mẹ. Như vậy thì sau này quanh mộ của người sẽ không còn cỏ dại nữa. Vừa nói thì lỗ mũi của Trang Hiểu Vân hít mạnh, khóc đến nỗi tê tâm liệt phế, mà Trang Bích Phàm lại là đỏ hồng con mắt, máu tươi do bị lưỡi hái cứa vào tùy ý chảy ra, nhưng hắn vẫn giơ cao lưỡi hái nhổ cỏ trên mộ phần của mẫu thân. Bích Phàm, tay của em chảy máu rồi, để chị làm cho. Trang Hiểu Vân thấy thế lấy tay lau nước mắt đứng lên nói. Không sao đâu chị, sắp xong rồi. Trang Bích Phàm lắc đầu tăng nhanh tốc độ cắt cỏ. Nửa phút đồng hồ sau, Trang Bích Phàm đã dọn sạch cỏ dại bốn phía nấm mồ, sau đó tới trước nấm mồ quỳ rạp xuống giống như Trang Hiểu Vân. Trước tiên lau qua cái tay đi. Trang Hiểu Vân từ trong ví lấy ra khăn giấy đưa tới trước người Trang Bích Phàm. Trang Bích Phàm không đón lấy mà là dùng cái tay chảy máu móc ra cái bật lửa, đốt tiền âm. Trang Hiểu Vân thấy thế, thu hồi khăn giấy đem tiền âm ném vào trong đống lửa. Hóa vàng mã, dâng hương, mời rượu. Làm xong hết thảy chuyện này, hai chị em Trang Hiểu Vân cùng Trang Bích Phàm dập đầu ba cái trước mộ mẫu thân. Cùng với cắt cỏ giống nhau, trước kia bởi vì nhát gan nên việc đốt pháo này toàn là Trang Hiểu Vân làm đốt pháo tiễn vong nhé mọi người. Hôm nay, Trang Bích Phàm chẳng biết tại sao chẳng những xung phong nhận việc cắt cỏ, hơn nữa sau khi dập đầu xong lại dẫn đầu lấy ra một quả pháo chuẩn bị đốt. Đông Lai. Đột nhiên. Trang Bích Phàm chuẩn bị đi tới một bên đốt pháo thì thấy được Bùi Đông Lai đứng ở cách đó không xa, lập tức hô lên. Đông Lai. Nghe được hai chữ này, trong lòng Trang Hiểu Vân vừa động, vội vàng đứng dậy, ánh mắt nhìn theo hướng phía trước Trang Bích Phàm. Trong bụi cỏ, Bùi Đông Lai tay nhấc Lăng Hoa Cường thấy được một màn vừa rồi, vốn là muốn đợi Trang Bích Phàm đốt pháo xong mới đi qua, lúc này mắt thấy Trang Bích Phàm đã phát hiện ra mình thì lập tức một tay nhấc Lăng Hoa Cường lên đi tới. Mắt thấy trong tay Bùi Đông Lai giơ lên một người sống thì hai chị em Trang Hiểu Vân, Trang Bích Phàm rất nhanh đem ánh mắt dịch chuyển khỏi trên người Bùi Đông Lai mà nhìn về Lăng Hoa Cường đang ở trong tay Bùi Đông Lai. Xôn xao. Thấy khuôn mặt của Lăng Hoa Cường cùng với chính mình có vài phần tương tự thì cả người Trang Bích Phàm chấn động kịch liệt,
tay phải run lên làm cho quả pháo từ trong tay của hắn rơi xuống, mà Trang Hiểu Vân thì giống như bị trúng ma pháp, thân thể cứng ngắc, không nhúc nhích nhìn chằm chằm vào Lăng Hoa Cường, cả người nàng hoàn toàn ngây dại. Đông Lai, hắn là ai vậy? Sau đó, Trang Bích Phàm hồi phục lại tinh thần trong cơn khiếp sợ đầu tiên, trong lòng hắn mơ hồ đoán được cái gì lại không dám khẳng định, cả người hắn đột nhiên trở nên kích động vô cùng, hai nắm đấm gắt gao nắm chặt lại với nhau. Hắn chính là người chú hận nhất. Bùi Đông Lai vừa nói vừa một tay nắm lấy Lăng Hoa Cường ném tới trước nấm mồ. Hắn là người mà chú hận nhất. Dưới ánh mặt trời, lời nói của Bùi Đông Lai rất hời hợt, nhưng khi rơi vào trong tai Trang Bích Phàm cùng Trang Hiểu Vân thì lại tựa như ngũ lôi oanh đỉnh, khiến cho bọn họ ngây dại một lần nữa. Bọn họ mở to hai mắt nhìn chằm chằm vào Lăng Hoa Cường, nhìn chằm chằm vào tên nam nhân năm đó đã vứt bỏ bọn họ cũng như mẹ của bọn họ. Trước nấm mồ, Lăng Hoa Cường đã nhìn thấy con gái ruột thịt cùng vợ đã chết đi của mình, nhưng hắn cũng không có một chút tâm tình dao động, vẫn là một bộ dáng trầm lặng. Ông, tên súc sinh này. Sau đó, Trang Hiểu Vân đột nhiên lấy lại tinh thần, cả người giống như là bị nhận một kích thích vô cùng lớn lao, khóc lóc vào tới trước người Lăng Hoa Cường, hướng về phía Lăng Hoa Cường định đánh hắn một trận. Tại sao ông lại nhẫn tâm như vậy? Lòng của ông chẳng lẽ là làm bằng sắt thép hay sao? Ô, ô! Khóc nấc lên, Trang Hiểu Vân vô lực ngã ngồi xuống nền đất, gào khóc giống lên, nàng một bên vừa khóc vừa mắng. Ông có biết là sau khi ông đi thì mẹ đã bị bao nhiêu người làm khổ không? Ông có biết là trong thời gian 2 năm ông đi thì mỗi lần con trai của ông hỏi ông đâu thì mẹ cũng sẽ nói ông đi ra ngoài kiếm tiền, đợi kiếm được nhiều tiền sẽ trở lại. Ông có biết hay không, mẹ vì lo cho hai chị em chúng tôi đi học mà một mình lao động gấp 3 người bình thường, cuối cùng ngã bệnh bởi vì không có tiền nên đã vĩnh viễn rời bỏ chúng tôi không? Ông biết không? Nói tới đây, Trang Hiểu Vân trở nên vô cùng kích động, nàng giống như một con sư tử giận dữ hướng về phía Lăng Hoa Cường gầm thét. Ông không biết. Bốp! Thanh âm vừa dứt, Trang Hiểu Vân trực tiếp hướng về phía Lăng Hoa Cường xuất ra một cái tát. Tiếng bạt tai theo dự đoán không có truyền ra, dưới ánh mặt trời Lăng Hoa Cường bắt được tay của Trang Hiểu Vân, mặt không chút thay đổi nói. Mày tính làm gì vậy? Cũng dám đánh tao. Hô! Không đợi Trang Hiểu Vân phản kháng, không đợi Bùi Đông Lai xuất thủ, Trang Bích Phàm cho tới này luôn trang bức để che giấu nội tâm hèn yếu cùng tự ti của chính mình, chẳng biết lúc nào đã giơ lưỡi hái xuất hiện ở phía sau Lăng Hoa Cường, mắt hắn đỏ ngầu sắc mặt hận ý xuất ra lưỡi hái chém về phía cánh tay của Lăng Hoa Cường. Dưới ánh mặt trời, trên mặt của hắn không có chút sợ hãi do dự nào, có chỉ là kiên quyết. Tư! Phốc suy! Đao rơi, máu tươi! Lưỡi hái sắc bén trực tiếp đem cánh tay của Lăng Hoa Cường chặt xuống. Tê! Máu tươi phun ra, đau đớn kịch liệt khiến cho đại não của Lăng Hoa Cường mê muội một trận, không nhịn được hít vào một hơi. Trang Hiểu Vân bị dọa cho sững sờ ngay tại chỗ, sắc mặt nàng khiếp sợ nhìn về đệ đệ của mình mà ngày thường vốn nhát gan sợ phiền phức. Quỳ xuống! Giọng nói khàn khàn vang lên, sắc mặt Trang Bích Phàm giữ tợn đem lưỡi hái đặt ở trên cổ họng của Lăng Hoa Cường, đao phong lạnh như băng, vết máu chói mắt còn lưu lại trên lưỡi hái. Cảm nhận được đao phong truyền đến cảm giác lạnh lẽo, nhìn Trang Bích Phàm cùng mình có mấy phần giống nhau nhưng trên mặt lại toát ra hận ý cùng sát ý thì Lăng Hoa Cường không khỏi ngẩn ra. Tựa hồ, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, hắn tự cho mình là siêu phàm rơi vào hoàn cảnh như vậy sẽ bị đứa con chính mình vứt bỏ năm đó chém xuống một cánh tay. Bích Phàm, không cần làm thế. Cùng lúc đó, Trang Hiểu Vân lấy lại tinh thần, sắc mặt lo lắng hướng về phía Trang Bích Phàm hô to. Ha ha! Ha ha ha, ha 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 ha. Không đợi Trang Bích Phàm làm thêm cái gì, Lăng Hoa Cường cố nén cảm giác đau đớn truyền đến từ cánh tay, bỗng nhiên cười phá lên, hắn dùng một loại ánh mắt khinh miệt tới cực điểm nhìn Trang Bích Phàm. Mày đang uy hiếp lão tử đó sao? Lúc lão tử năm đó giơ đao lên chém người thì mày vẫn còn ở chỗ này nghịch bùn đấy. Không trả lời. Trang Bích Phàm một lần nữa vung lưỡi hái lên. Bá! Tay nâng, đao rơi. Lăng Hoa Cường chợt nghiêng người qua khiến cho một đao này của Trang Bích Phàm chém vào không khí, đồng thời chân phải đá ra cố gắng một cước đem Trang Bích Phàm đá ngã xuống đất. Quỳ xuống cho tao. Bùi Đông Lai bước tới trong nháy mắt đã tới trước người Lăng Hoa Cường, một cước giẫm lên mắt cá chân Lăng Hoa Cường. Răng rắc. Tiếng xương gãy giòn tan, chân của Lăng Hoa Cường trực tiếp bị giẫm cho nát bấy, vừa lúc ngã nhào xuống trước nấm mồ. Lăng Hoa Cường,
mày có phải cảm thấy là mày ở Nam Cảng hô phong hoán vũ thì ở trước mặt con trai, con gái cùng vợ của mày rất có cảm giác ưu việt. Một cước này giẫm nát bàn chân của Lăng Hoa Cường, sau đó Bùi Đông Lai lại giẫm lên đầu Lăng Hoa Cường khiến cho đầu của hắn chôn vào trong bùn đất. Con mẹ nó, mày coi như là một con súc sinh thì cũng phải có chút cảm giác áy náy chứ. Hắc hắc, miệng của Lăng Hoa Cường ngậm đầy đất không cách nào mở miệng nhưng lại phát ra tiếng cười âm trầm. Nói thật, Lăng Hoa Cường, tao thật không rõ đến lúc này mày tại sao còn có thể cười được. Đúng, không sai, mày ở Nam Cảng đúng là người có quyền thế, mày có thể ở biệt thự tốt nhất, đi xe tốt nhất, ngủ cùng nữ nhân xinh đẹp, một câu nói của mày có thể khiến cho rất nhiều người vì mày bán mạng. Một câu nói của mày cũng có thể quyết định sinh tử của người khác, chỉ là, những thứ đó có thể đại biểu cho cái gì? Đại biểu rằng Lăng Hoa Cường mày làm người rất thành công sao? Tao nhổ vào. Bùi Đông Lai càng nói càng phát cáu. Trong mắt tao, mày chỉ là một kẻ đáng thương. Bởi vì, bên cạnh mày không có một ai chân chính quan tâm đến mày, những thứ kia sở dĩ vây quanh mày nếu không phải là vì tiền của mày thì cũng là vì quyền của mày. Chu Nhược Đồng chính là ví dụ tốt nhất. Đến lúc mày không có quyền lẫn tiền thì cái nữ nhân ngày ngày đem mày trở thành ông tướng mà hầu hạ kia ngay cả liếc mắt cũng không thèm nhìn mày một cái, mày ở trong mắt nàng ta ngay cả đồ bỏ đi cũng không bằng. Giọng nói vừa dứt, Bùi Đông Lai nhận thấy được thân thể Lăng Hoa Cường run lên kịch liệt liền dịch chuyển cái chân ra. Phi! Lăng Hoa Cường phun ra bùn đất trong miệng, sắc mặt âm trầm nhìn Bùi Đông Lai. Tiểu tử, tao đã rơi vào trong tay mày thì tùy mày muốn chém muốn giết hay muốn dốc thịt tùy mày. Nhưng mày không nên hy vọng tao sẽ dập đầu nhận sai trước người đàn bà nhà quê này, đó là chuyện không thể nào. Không sai, nàng đúng là một người đàn bà quê mùa nhưng nàng có thể dưới tình huống nam nhân của nàng từ bỏ nàng cùng con gái của nàng mà vừa làm cha vừa làm mẹ đem con gái của nàng nuôi khôn lớn. Có lẽ, nàng còn chưa được hưởng qua một ngày hạnh phúc vui vẻ nhưng cho dù là nàng đã chết, con gái của nàng vẫn nghĩ tới nàng, yêu nàng, hơn nữa hàng năm cũng sẽ đến thăm nàng. Bùi Đông Lai gằn từng chữ. Nhưng, còn mày, mày có cái gì, mày chỉ có hai bàn tay trắng. Tiền và quyền mà mày tự nhận là không ai bì nổi trong chớp mắt tan biến thành mây khói. Hơn nữa con của mày, con ruột thịt của mày chẳng những đối với mày không có một chút tình cảm, thậm chí đem mày trở thành địch nhân tự mình chặt đi một cánh tay của mày. Mà mày hẳn là đã nhìn ra, hắn chẳng những muốn chặt một cái tay của mày mà còn muốn giết chết mày. Đây quả thực là một loại bi ai. Bá. Lúc này đây, Lăng Hoa Cường giống như là bị đánh trúng điểm yếu chí mạng, sắc mặt hơi đổi, da thịt nơi khóe mắt nhăn nhúm một trận. Mày sống còn như thế thì mày cảm thấy sau khi mày chết thì sẽ như thế nào? Lời nói của Bùi Đông Lai tựa như một thanh chủy thủ sắc bén hung hăng cắm vào trái tim của Lăng Hoa Cường, một đao thấy máu. Tao cho mày biết, sau khi mày chết những người đã từng a dua nịnh hót mày sẽ lập tức quên mày, sẽ không nhớ đến mày. Thậm chí, tao dám đánh cuộc. Trong bọn họ sẽ không có bất cứ người nào đến nhặt xác cho mày. Không ai nhặt xác cho mày, mày biết không? Cho dù thi thể của mày có bị sói núi tha đi thì bọn họ cũng sẽ không có bất kỳ phản ứng nào. Đủ rồi. Lăng Hoa Cường kích động giống lớn một tiếng. Lăng Hoa Cường, có lẽ mày cảm thấy Lăng Hoa Cường mày ở Nam Cảng hô phong hoán vũ, có thể tùy tiện ngủ với những nữ nhân mà người khác tặng mày sẽ rất có cảm giác thành tựu. Nhưng là, tao cho mày biết. Thân là một người đàn ông hắn có bao nhiêu thành tựu không phải là đời này hắn có thể ngủ cùng bao nhiêu nữ nhân mà là một nữ nhân cả đời quan tâm hắn, yêu hắn. Bùi Đông Lai lạnh lùng nói. Đã từng có một nữ nhân như vậy đáng giá để mày dùng một đời đi yêu thương nàng. Người đàn bà kia sau khi mày rời đi vừa làm cha vừa làm mẹ, đã hy sinh thanh xuân cùng tính mạng, bằng vào hai tay của mình dùng những đồng tiền sạch sẽ nhất đem các con của nàng nuôi lớn. Người đàn bà kia thậm chí lúc mày rời đi được 3 năm chẳng những mong đợi mày có thể trở về lại còn nói dối với các con của mày, nói mày là đi ra ngoài kiếm tiền. Khi mày nằm với những nữ nhân mà mày tự nhận là rất cao quý kia, nữ nhân kia bởi vì yêu mày nên gả cho mày cuối cùng lại bị mày vứt bỏ, bởi vì không có tiền chữa bệnh mà nàng đang sống sờ sờ lại phải chết trên giường ở nhà. Xôn xao. Lưỡi hái từ trong tay Trang Bích Phàm rơi xuống, hắn vô lực ngồi xổm trên mặt đất khóc không ra tiếng. Ô, ô, Trang Hiểu Vân ngồi ngay cạnh đó ôm đầu thất thanh khóc giống. Bên tai quanh quẩn lời nói của Bùi Đông Lai, nghe thấy tiếng khóc bi thống, lại nhìn bộ dáng lệ rơi đầy mặt của Trang Hiểu Vân cùng Trang Bích Phàm, Lăng Hoa Cường chỉ cảm thấy tín ngưỡng kiên trì rất nhiều năm trong nội tâm bắt đầu sụp đổ,
một cỗ cảm xúc tự trách chưa bao giờ có tràn ngập trong lòng hắn. Mày cho rằng mày chiếm được vinh hoa phú quý trở thành người có tất cả. Mặt của Bùi Đông Lai không chút thay đổi nói. Trên thực tế, mày đã mất đi thứ quý giá nhất, mày là người thật đáng buồn, đáng hận nhưng không phải người đáng thương. Oanh! Câu nói sau cùng của Bùi Đông Lai giống như một đạo sấm rền nổ vang bên tai Lăng Hoa Cường, hắn mờ mịt quay đầu, nhìn tới cái nấm mồ tầm thường trước mắt trong đầu trong lúc lơ đãng hiện ra thân ảnh người đàn bà kia. Người đàn bà kia, thân mặc một thân quần áo vải thô, tóc kết đuôi sam, khuôn mặt tươi lúc nào cũng tươi cười ôn nhu. Người đàn bà kia, từng ở lúc nhà không có gạo mà cam chịu dâng lên canh cá, dành hết những thứ ngon lành cho hắn cùng con của hắn ăn, chính mình chỉ ăn cái đầu cá nhưng vẻ mặt lại nở nụ cười nói nàng thích ăn nhất là đầu cá. Người đàn bà kia, khi hắn thấy được vẻ xa hoa trụy lạc của thành thị mà dã tâm đầy lòng oán giận lão thiên bất công thì nàng liền lên tiếng an ủi hắn nghèo một chút cũng không sao chỉ cần có thể cho hài tử ăn học tử tế là được. Người đàn bà kia bị hắn coi là người quê mùa, bị hắn vứt bỏ cuối cùng vì không muốn ném bỏ chức đại ca trước mặt, vì lòng tự ái đáng thương mà chưa lúc nào trở về tìm nàng không nói, thậm chí còn đem nàng quên lãng. Người đàn bà kia mặc dù rời xa hắn nhưng dường như lại đang ở trước mặt hắn cười nói. Hồ, anh đã về. Lộp bộp. Nụ cười ôn nhu trăm năm không thay đổi kia dường như là một phát đao vô hình trong nháy mắt đâm trúng lương tri ẩn núp tận cùng của lương tâm hắn, khiến cho hắn tự cúi xuống cái đầu mà hắn tự nhận là rất cao quý kia. Bịch. Hắn không thể không chế được mà quỳ xuống trước nầm mồ mà hắn không coi trọng trước đó. Trang Bích Phàm một lần nữa cầm lưỡi hái lên. Bích Phàm, đừng. Trang Hiểu Vân thất thanh hô to. Bù. Phốc. Tay phải giơ lên chém xuống, cột máu cao ngất trời, đầu người rơi xuống đất. Tới mộ phần phụ tử. Dập đầu sám hối muộn màng. Yêu hận chỉ cách nhau một lằn ranh. Mất đi không thể lấy lại. Mặt trời chiều ngã về Tây, một chiếc Mercedes-Benz S600, một chiếc Audi Q7 cùng hai chiếc Land Rover hộ tống dọc theo xa lộ cao tốc chạy nhanh tới hướng bến cảng Hoàng Cương thuộc Nam Quyến. Một canh giờ sau, trời chiều dần dần rơi xuống đỉnh núi. Bốn chiếc xe ô tô trước sau đã tới bến cảng Hoàng Cương. Người phụ trách tập đoàn Đông Hải tại Nam Cảng là Đồng Vĩ đã sớm dẫn người chờ trực đã lâu, thấy xe của Bùi Đông Lai đã tới thì vội vàng nghênh đón. Bùi tiên sinh. Đồng Vĩ cực kỳ bước nhanh đi tới trước người Bùi Đông Lai, cúi người chào vấn an thái độ cực kỳ tôn kính hơn như ánh mắt nhìn về phía Bùi Đông Lai khiến cho người ta có một loại cảm giác kính sợ. Vài ngày trước, lúc Đồng Vĩ nhận được điện thoại của Quý Hồng, biết được Bùi Đông Lai là người nắm quyền phía sau màn của tập đoàn Đông Tinh, hơn nữa còn yêu cầu hắn phối hợp với hết thảy hành động của Bùi Đông Lai ở Nam Cảng, phản ứng của Đồng Vĩ chỉ có một, khiếp sợ. Một khắc kia, hắn thậm chí không cách nào tiếp nhận sự thật này. Lúc khiếp sợ qua đi, hắn không có tự tung tự tác mà hỏi thêm một chút tin tức nào từ Quý Hồng mà là vỗ ngực đảm bảo nhất định toàn lực phối hợp với Bùi Đông Lai. Có thể nói, mặc dù hắn rất thông minh nhanh chóng đáp ứng nhưng trong lòng hắn đối với chuyện Bùi Đông Lai vì sao có thể trở thành người nắm quyền phía sau màn của tập đoàn Đông Hải lại hết sức tò mò, cộng thêm bởi vì hắn đối với Bùi Đông Lai không biết gì cả cho nên lúc lần đầu tiên hắn đối mặt với Bùi Đông Lai chỉ là bởi vì thân phận của Bùi Đông Lai mà tôn kính hắn mà thôi. Hiện giờ, hắn kính sợ Bùi Đông Lai chính là bởi vì Bùi Đông Lai đã làm ra những hành động lớn ở Nam Cảng. Nhận thấy được trong đôi mắt của Đồng Vĩ toát ra kính sợ. Bùi Đông Lai gật đầu một cái đột nhiên sau đó xoay người đi về phía chiếc Audi Q7 phía sau. Trong chiếc Audi Q7, cả khuôn mặt của Trang Bích Phàm đỏ bừng nằm ở ghế phía sau say bất tỉnh nhân sự, Trang Hiểu Vân ngồi ở vị trí kế bên tài xế vốn là sắc mặt phức tạp như đang suy nghĩ cái gì thì thấy Bùi Đông Lai đi tới liền lấy lại bình tĩnh đẩy cửa xe bước xuống. Bích Phàm không sao chứ? Bùi Đông Lai trực tiếp di tới bên cạnh Trang Hiểu Vân, quan tâm hỏi trong giọng nói cũng là hơi lộ vẻ phức tạp. Từ ý nào đó mà nói thì Bùi Đông Lai nghĩ rằng sau khi Trang Bích Phàm nhìn thấy Lăng Hoa Cường dù không khống chế được tâm tình cũng chỉ nhục mạ hoặc đánh Lăng Hoa Cường nhưng hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới Trang Bích Phàm luôn luôn tự ti, hèn yếu sẽ lại một đao chém xuống cánh tay của Lăng Hoa Cường, cuối cùng còn chém đầu hắn. Dù sao, đối với người bình thường mà nói giết người là một việc cực kỳ đáng sợ, không đơn giản là chỉ cần dũng khí là có thể làm được. Mà sau khi Trang Bích Phàm giết chết Lăng Hoa Cường cũng không có giống như trong tưởng tượng của Bùi Đông Lai là hắn sẽ thất kinh mà ngược lại hắn lại trầm mặc không nói. Cho đến buổi trưa, Bùi Đông Lai lợi dụng mạng lưới quan hệ trong tay che giấu,
giải quyết chuyện của Trang Bích Phàm. Trang Bích Phàm mới khôi phục lại một chút, sau đó lôi kéo Bùi Đông Lai đi uống rượu. Kết quả tử lượng của hắn quá kém nên không có gì bất ngờ khi hắn uống rượu say đến bất tỉnh nhân sự. Trên đường phun ra một lần, hẳn là không có chuyện gì. Trang Hiểu Vân lắc đầu, vẻ mặt so sánh với Bùi Đông Lai còn phức tạp hơn. Trong nháy mắt mà Bích Phàm động thủ đó, tôi có thể ngăn cản hắn nhưng tôi không có làm như vậy. Bùi Đông Lai suy nghĩ một chút liền giải thích. Có hai nguyên nhân, thứ nhất, đây là chuyện nhà của các người, quyền quyết định xử trí Lăng Hoa Cường như thế nào nằm trong tay chị cùng Bích Phàm. Tiếp theo, trong nháy mắt mà Bích Phàm động thủ thì tôi nhìn ra được biểu hiện của hắn không kích động một chút nào, ngược lại, hết sức tỉnh táo cùng kiên quyết. Giọng nói vừa dứt, trong lòng Bùi Đông Lai mơ hồ có chút ngạc nhiên, tò mò là Trang Bích Phàm luôn luôn tự ti, yếu đuối vì sao lại thay đổi thành một người như vậy. Ngay từ đầu, tôi không nghĩ tới Bích Phàm sẽ làm như vậy nhưng là lúc đi trên đường thì tôi cũng đã nghĩ thông suốt rồi. Trang Hiểu Vân thở dài nói. Giống như cậu đã nói, hẳn lẽ nhó muốn làm chuyện này đã lâu rồi mà không phải nhất thời kích động. Tại sao? Bùi Đông Lai nghi ngờ hỏi. Trang Hiểu Vân cười khổ một tiếng. Nó cùng tôi bất đồng, lúc người kia rời khỏi bọn tôi đã 5 tuổi rồi tuy rằng chưa nói tới hiểu chuyện nhưng cũng biết một ít chuyện. Hơn nữa tôi cùng người kia chung sống 5 năm thì cũng phải có chút trí nhớ thậm chí là tình cảm. Nhưng nó lại bất đồng, khi đó nó mới sinh ra đời không bao lâu nên đối với Lăng Hoa Cường căn bản không có chút ấn tượng gì chứ đừng nói tới tình cảm. Bùi Đông Lai bừng tỉnh đại ngộ. Từ nhỏ đến lớn, sở dĩ nó có tính cách tự ti, nhát gan ngoại trừ bởi vì là người nghèo ra thì là bởi vì trong nhà bọn tôi không có nam nhân làm chủ thường hay bị người khác khi dễ. Ở trong thôn Ninh, hay là sau này vào trong thành thị cũng thế. Có thể nói, từ lúc nó còn rất nhỏ thì nó đã bắt đầu hận người kia. Bởi vì mẹ của tôi không tiền chữa bệnh mà chết đau đớn, điều này đã trực tiếp khiến cho hận ý của nó đối với người kia tăng lên mức độ mà người ngoài không thể hiểu nổi. Nó nắm lấy tay mẹ mà khóc suốt 3 ngày 3 đêm, khóc đến nỗi hôn mê đi. Trang Hiểu Vân nói tới đây, giọng nói có chút run rẩy. Ở dưới dạng tình hình đó, người kia đứng ở phía trước mộ phần của mẹ tôi không có một chút hối hận nào trực tiếp khiến cho nó hạ quyết tâm. Cũng chính là nói kiên quyết như cậu nói. Trong lòng của Bùi Đông Lai ngầm thở dài, sau đó lại hỏi. Trong lòng chị khẳng định cũng không dễ chịu đúng không? Lúc mới bắt đầu quả thực là không dễ chịu, dù sao nói như thế nào thì ông ấy cũng là cha ruột của bọn tôi, trong xương tủy bọn tôi có chảy xuôi dòng máu của ông ấy. Trang Hiểu Vân thở dài nói. Nhưng lại nghĩ tới những năm tháng mà ba mẹ con tôi phải trải qua thì lại bình thường trở lại, hắn nếu không muốn bọn tôi trở thành người thân thì việc gì tôi phải coi hắn là người thân chứ? Nghe Trang Hiểu Vân nói như vậy, Bùi Đông Lai âm thầm thở phào nhẹ nhõm nhưng trong lòng cũng cảm thấy Trang Hiểu Vân có thể thoải mái cũng là chuyện tình hợp lý. Mẹ của Trang Hiểu Vân, Trang Bích Phàm một tay nuôi họ khôn lớn hơn nữa cuối cùng bởi vì không có tiền chữa bệnh mà chết ở trên giường bệnh. Mà trong khi đó, Lăng Hoa Cường lại ở bên ngoài ăn chơi đàng điếm, trong tay hắn chẳng những có quyền mà còn có tiền. Có thể nói, chỉ cần khi đó Lăng Hoa Cường xuất hiện mà nói thì mẹ của Trang Hiểu Vân cùng Trang Bích Phàm cũng sẽ không chết. Huống chi, Lăng Hoa Cường là ông chủ của tập đoàn Đông Tinh đã từng rất nhiều lần đem nghệ sĩ đùa bỡn chỗ kín, mà Trang Hiểu Vân vừa vận chính là một nghệ sĩ trong đó, hơn nữa cũng nhiều lần bị áp dụng quy tắc ngầm. Mặc dù bởi vì nàng tính tình cương liệt không có chịu tiềm quy tắc bẩn này nhưng là sâu trong nội tâm nàng đối với quy tắc ngầm thì căm thù đến tận xương tủy. Kể từ đó, điểm tình cảm bé nhỏ không đáng kể này so sánh với hận ý của nàng thì không đáng giá được nhắc tới. Nó sẽ không bị làm sao chứ? Mắt thấy Bùi Đông Lai không nói lời nào thì Trang Hiểu Vân lại lo lắng. Bùi Đông Lai biết Trang Hiểu Vân nói chính là Trang Bích Phàm giết chết Lăng Hoa Cường sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật không liền lắc đầu. Yên tâm đi Bích Phàm sẽ không có việc gì. Lời nói khẳng định của Bùi Đông Lai khiến cho Trang Hiểu Vân yên lòng sau đó cảm kích nhìn Bùi Đông Lai, chẳng qua là ngoài vẻ cảm kích còn kèm theo mấy phần cảm xúc phức tạp. Lấy kinh nghiệm của chị thì nên biết rằng ở cái thế giới này có thật nhiều người vẫn ở ngoài vòng pháp luật, thậm chí trực tiếp coi rẻ pháp luật. Đối với những loại người này thì chúng ta chỉ có thể lấy đạo của người trị lại người. Bùi Đông Lai dường hồ có thể đoán được tâm tư của Trang Hiểu Vân, cũng không che giấu nàng cái gì mà là cười như không có gì. Từ ý nào đó mà nói thì tôi cùng bọn họ là cùng một loại người. Không, cậu cùng bọn họ bất đồng. Trang Hiểu Vân rất kiên định lắc đầu.
Cậu là người tốt. Người tốt. Nghe được hai chữ này, Bùi Đông Lai cười khổ không dứt, hắn không có tiếp tục cái đề tài này mà là suy nghĩ một chút nói. Tôi đã giúp cho chị từ chối buổi biểu diễn ở Nam Úc rồi. Ừ. Mặc dù trong lòng đã để chuyện đó xuống nhưng Trang Hiểu Vân quả thật không có chút tâm tư nào tham gia buổi biểu diễn, đối với quyết định lần này của Bùi Đông Lai thì nàng không có bất kỳ dị nghị gì, bất quá sau đó nhớ ra cái gì đó mang theo vài phần nghi ngờ hỏi. Cậu dẫn hai chị em chúng tôi đi Nam Cảng làm gì? Tôi cần đi cáo biệt một vị bằng hữu một chút, thuận tiện giới thiệu cho mọi người biết nhau. Bùi Đông Lai nói, chẳng lẽ chị vẫn còn lo Bích Phàm sẽ không yên lòng? Nghe Bùi Đông Lai nói như vậy thì Trang Hiểu Vân không khỏi cảm thấy căng thẳng trong lòng, trên khuôn mặt đẹp hiện lên vẻ lo lắng chuyện lần này có để lại bóng ma không cách nào xóa đi trong lòng Trang Bích Phàm hay không. Bởi vì lo lắng nên nàng không có đi hỏi Bùi Đông Lai rốt cuộc muốn giới thiệu người nào cho nàng bia mà là chau mày trầm mặc không nói. Chuyện lần này sẽ không lưu lại bóng ma trong lòng Bích Phàm bởi vì trong lòng hắn sớm có loại ý nghĩ này, không phải là vọng động bố trí mà là mưu sau mà động. Bùi Đông Lai một lần nữa trấn an nàng. Đôi mắt của Trang Hiểu Vân không nhúc nhích nhìn Bùi Đông Lai, trong đó lại tràn đầy sự tò mò. Chuyện gì vậy? Bùi Đông Lai hỏi. Thật không biết trong 18 năm qua cậu rốt cuộc đã trải qua những gì mà cậu có thể đoán được tâm tư của người khác không nói còn có thể biết nhiều thứ như vậy, hoàn toàn không giống một người 18 tuổi. Trang Hiểu Vân nói. Bùi Đông Lai cười khổ một tiếng nhưng không có nói gì nữa. Bởi vì sợ Mộ Khuynh Nhan xúc cảnh sinh tình nên Bùi Đông Lai không để Mộ Khuynh Nhan ở lại khu nhà giàu Vịnh Nước Cạn hay là khu biệt thự ở Bán Sơn mà là để cho Mộ Khuynh Nhan ở trong biệt thự cạnh biển mà Đồng Vĩ cung cấp. 40 phút sau, Bùi Đông Lai mang theo hai chị em Trang Hiểu Vân, Trang Bích Phàm đã tới căn biệt thự cạnh biển mà lúc ban đầu Đồng Vĩ cấp cho Bùi Đông Lai ở Nam Cảng. Trong biệt thự, Mộ Khuynh Nhan nằm ở trên giường lớn trong phòng ngủ. Tựa vào đầu giường tuy rằng không có giống mấy hôm trước lấy nước mắt rửa mặt nhưng bất quá cả người nàng nhìn rất phờ phạc không có một chút sức sống nào. Khuynh Nhan. Bùi Đông Lai đi vào phòng ngủ thấy trạng thái của Mộ Khuynh Nhan thì biết rõ Mộ Khuynh Nhan chưa hết bàng hoàng vì cái chết của Tương Cương để khôi phục lại như cũ. Mộ Khuynh Nhan nghe tiếng quay đầu lại thấy người đến là Bùi Đông Lai thì trong đôi mắt ảm đạm kia hiện ra mấy phần thần sắc. Tớ muốn giới thiệu một vị bằng hữu cho cậu biết, nàng ở dưới lầu chờ cậu rồi. Không đợi Mộ Khuynh Nhan mở miệng, Bùi Đông Lai đi tới trước người Mộ Khuynh Nhan cười nói. Chuẩn bị một chút rồi theo tớ xuống lầu nhé. Ừ. Kể từ khi Tương Cương chết đi, Mộ Khuynh Nhan đối với Bùi Đông Lai có một loại cảm giác vô cùng lệ thuộc. Lúc này nghe được lời nói của Bùi Đông Lai liền không có dị nghị nào hơn nữa, nàng cũng không hỏi Bùi Đông Lai giới thiệu người nào cho nàng biết. 5 phút sau. Lúc Mộ Khuynh Nhan chuẩn bị đơn giản một phen rồi đi theo Bùi Đông Lai xuống lầu đi tới đại sảnh biệt thự thì Trang Hiểu Vân trực tiếp cả kinh đứng lên, vẻ mặt không thể tin nổi nhìn Mộ Khuynh Nhan sau đó lại nhìn Bùi Đông Lai một chút, cảm giác kia phảng phất như đang hỏi, người mà cậu muốn giới thiệu cho chị là Mộ Khuynh Nhan sao? Trong lòng của Mộ Khuynh Nhan cũng là ngẩn ra. Sở dĩ Bùi Đông Lai tới Nam Cảng là bởi vì nhận được lời mời của nàng tham gia sinh nhật của nàng. Mà trong lần nói chuyện đó thì nàng biết được Bùi Đông Lai biết em của Trang Hiểu Vân, hơn nữa nàng lại nói với Bùi Đông Lai rằng nàng quá bận nên không thể đi Đông Hải dự buổi lễ trao giải cho Trang Hiểu Vân, cũng nói với Bùi Đông Lai rằng muốn hắn giới thiệu Trang Hiểu Vân với nàng. Lúc ấy, Bùi Đông Lai chẳng những đáp ứng còn nói giỡn rằng sẽ cho hai người tạo thành một nhóm. Mộ tiểu thư, thật không nghĩ tới sẽ được gặp cô như vậy. Kinh ngạc qua đi. Trang Hiểu Vân là người đầu tiên phá vỡ vẻ an tĩnh trong đại sảnh mang theo vài phần hưng phấn nói. Cho tới này, cô vẫn là thần tượng của tôi, tất cả các bài hát của cô tôi đều rất thích. Các bài hát của chị cũng vậy, hát rất khá. Trang Hiểu Vân đến khiến cho tâm tình bị đè nén của Mộ Khuynh Nhan chuyển biến tốt đẹp một chút. Mới vừa rồi Đông Lai nói với em là sẽ giới thiệu một vị bằng hữu cho em biết, thật không nghĩ tới là chị. Nga, các người đã đều biết nhau rồi. Cũng không cần tôi phải giới thiệu nữa. Bùi Đông Lai thấy thế liền cười trêu ghẹo nhưng trong lòng thì âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Theo hắn xem ra, Mộ Khuynh Nhan cùng Trang Hiểu Vân đều phải trải qua những chuyện giống nhau cho nên sẽ đồng bệnh tương liên. Ở dưới dạng tình hình này, giới thiệu cho hai người biết nhau mà nói chẳng những có thể khiến cho hai người sớm khôi phục lại như cũ mà còn có thể khiến cho hai người trở thành đôi bạn thân, một tổ hợp tốt. Reng, reng. Bùi Đông Lai vừa dứt lời thì nhận thấy được điện thoại trong túi áo rung lên,
mấy người cứ nói chuyện đi nhé nhé, tôi đi nghe điện thoại. Bùi Đông Lai cười nói một chút sau đó cầm lấy điện thoại di động đi ra ngoài. Lão bản thân ái, tôi dựa theo chỉ thị của ngài, hấp tấp chạy tới Nam Cảng chùi đít cho ngài. Điện thoại vừa chuyển, thanh âm mê người của Quý Hồng liền truyền ra. Cực khổ rồi. Không cực khổ, một chút cũng không cực khổ, tôi có khi là thừa tinh lực. Đầu bên kia điện thoại, Quý Hồng mới vừa xuống máy bay dùng một loại ngữ khí mê chết người không đền mạng nói. Chẳng qua là, vạn nhất lúc chùi đít cho ngài tôi không cẩn thận lướt qua dây của ngài thì phải làm sao bây giờ? Bùi Đông Lai một đầu hắc tuyến. Căn biệt thự cạnh biển mà đồng vĩ cấp cho Bùi Đông Lai tuy rằng không có bằng biệt thự cao quý ở vịnh nước cạn nhưng ở nơi tấc đất tấc vàng như Nam Cảng này thì giá tiền cũng là quá cao, khiến cho người khác chặt lưỡi, khiến cho người bình thường phải nhìn lên. Cùng rất nhiều khu nhà giàu giống nhau, lúc sáng sớm thì ở khu biệt thự cạnh bờ biển này có không ít người tập thể dục, có một cặp nam nữ khiến người khác phải chú ý. Nữ nhân vóc dáng không tính là cao. Đại khái khoảng 1m65 nhưng mà thân thể của nàng có tỷ lệ phối hợp có thể nói là hoàn mỹ, nhất là cặp hung khí trước ngực kia có chút đồ sộ. Cặp hung khí như vậy thì ở bất cứ địa điểm hoặc bất kỳ thời gian nào đều sẽ hấp dẫn ánh mắt của nam nhân. Mà bản thân nàng tựa hồ cũng biết cặp hung khí mà nàng tự hào nhất rất đẹp rất hấp dẫn cho nên nàng cố ý mặc một bộ quần áo màu đỏ bó sát người hơi hở ngực. Chẳng những ngực nàng lộ ra một mảng da thịt tuyết trắng mà còn có thể rõ ràng nhìn thấy được chiến hào hoặc là nói khe hở chết người kia, hai nhục cầu đè ép cùng một chỗ khiến cho người ta có một loại cảm giác nó tùy thời sẽ bung ra. Ngoài ra nàng còn có một gương mặt quyến rũ mê hoặc chúng sinh, cặp mắt hoa đào kia toát ra ánh sáng dường như mang theo một ma lực nào đó có thể trong thời gian ngắn nhất khiến cho kích thích tố thượng thận của ngươi thăng tiến mạnh nhất. Đôi môi đỏ tươi kia khiến cho ngươi vừa nhìn liền có cảm giác muốn ngấu nghiến lên nó. Đây là một nữ nhân hấp dẫn từ trong ra ngoài. Thanh niên bên cạnh nữ nhân có thể ở cạnh nàng thì 100% có quan hệ rất lớn đến nữ nhân này, vô luận là nam hay nữ đều rất muốn biết có thể hàng phục loại yêu tinh này rốt cuộc là thần thánh phương nào. Đối mặt với những ánh mắt đánh giá trực tiếp hoặc âm thầm của những người tập thể dục kia thì Quý Hồng không những không ngần ngại, ngược lại luôn tặng cho đối phương một nụ cười nũng nịu, nụ cười kia khiến cho người ta có một loại cảm giác trêu chọc tựa hồ như đang nói, đến đây đi. Chỉ cần cậu có dũng khí đẩy ngã tỷ thì tỷ liền dang rộng hai chân ra cho cậu chơi đùa. Trong đó một ít nam nhân không biết Quý Hồng thì bị mê hoặc đến điên đảo đầu óc không phân biệt được Đông Tây Nam Bắc, mà những nam nhân có gặp qua hoặc là biết Quý Hồng thì chỉ cảm thấy nụ cười quyến rũ kia của Quý Hồng giống như nụ cười của ác ma khiến cho bọn họ không rét mà run. Lão bản thân ái, nếu để cho đôi hoa tỷ muội kia cùng đi luyện công buổi sáng thì cậu nói xem những nam nhân kia có thể hay không vì ghen tị mà nhảy xuống biển. Ánh dạng động, Quý Hồng và Bùi Đông Lai cùng nhau chạy bộ ở bờ biển, gió sớm thổi lên mái tóc dài phiêu giật của nàng tung bay phấp phới, cặp hung khí trước ngực đung đưa với biên độ kinh người khiến cho người ta sợ rằng nó sẽ trực tiếp rơi xuống. Tôi cảm thấy được một cô tỷ cũng có thể làm được điểm này. Bên tai vang lên lời nói của Quý Hồng, Bùi Đông Lai không có né tránh mà là nhìn về phía gương mặt quyến rũ của Quý Hồng, thậm chí, dư quang ánh mắt còn có thể thấy chiến hào thâm thúy kia. Khanh khách. Lời khen tặng hiếm thấy của Bùi Đông Lai khiến cho Quý Hồng nở nụ cười, cười đến rất mê người. Lão bản thân ái, có câu nói không gặp mặt 3 ngày lúc gặp lại nhìn với cặp mắt khác xưa, tôi cùng cậu cũng chỉ là mấy ngày không gặp mà miệng lưỡi của ngài trở nên ngọt ngào như vậy chẳng lẽ là đã luyện qua đối với hoa tỉ muội kia sao? Luyện với em gái cô A. Bùi Đông Lai tức giận mắng. Tỷ không có em gái nếu có thì tuyệt đối sẽ cho cậu luyện. Quý Hồng chuyển dịch thân thể. Cặp hung khí kinh khủng kia thiếu chút nữa áp vào trên người Bùi Đông Lai, miệng nàng phúc mùi thơm nói. Bởi như vậy, ngài là muốn là hai đôi hoa tỉ muội à? Ách! Bùi Đông Lai dở khóc dở cười nhắc nhở. Tôi cùng các nàng chẳng qua là quan hệ bạn bè, ở trước mặt tôi thì cô nói lung tung cũng không sao nhưng đừng có làm trò trước mặt các nàng. Tôi nhớ rõ ràng mà, tối hôm qua lúc nhìn thấy đôi hoa tỉ muội kia thì một người trong đó rất lệ thuộc vào cậu. Một người lại đối với cậu rất cảm kích. Quý Hồng bĩu môi. Còn nói là quan hệ bạn bè cậu coi tỷ là tiểu hài tử 3 tuổi dễ lừa gạt hay sao? Bùi Đông Lai im lặng một trận nhưng trong lòng thì biết Quý Hồng nói không sai. Kể từ khi Tương Cương chết đi thì Mộ Khuynh Nhan đối với mình lệ thuộc hoàn toàn vượt ra khỏi thân phận bạn bè. Còn Trang Hiểu Vân thì là bởi vì mình trợ giúp nàng dạy dỗ Phương Húc Vĩ.
thuận lợi trở thành quán quân chương trình Trung Quốc Idol cộng thêm việc khiến cho Lăng Hoa Cường quỳ xuống trước mộ phần mẫu thân của nàng, do đó đối với mình có cảm kích trong lòng. Một tiếng sau, Bùi Đông Lai kết thúc luyện công buổi sáng, cùng bốn người Quý Hồng, Mộ Khuynh Nhan, Trang Hiểu Vân cùng Trang Bích Phàm cùng nhau dùng bữa sáng. Trải qua tiếp xúc tối hôm qua, hai người Mộ Khuynh Nhan cùng Trang Hiểu Vân quen thuộc lẫn nhau rất nhiều hơn nữa đối với đề nghị của Bùi Đông Lai muốn hai người bọn họ tạo thành một nhóm nhạc không có bất kỳ dị nghị gì mà Trang Bích Phàm cũng dần dần thoát ra khỏi ám ảnh từ chuyện tình của Lăng Hoa Cường. Bởi vì có Quý Hồng ở đây nên hai người Mộ Khuynh Nhan cùng Trang Hiểu Vân trong lúc dùng cơm không có nói chuyện với nhau. Bùi Đông Lai nhìn ở trong mắt nhưng không nói gì. Hắn biết rõ lấy khí chàng mà yêu tinh Quý Hồng này thể hiện ra thì trong nữ nhân có thể chống lại đã ít lại càng ít. Dùng xong bữa sáng, Bùi Đông Lai đề nghị Mộ Khuynh Nhan mang theo hai chị em Trang Hiểu Vân, Trang Bích Phàm đi dạo phố, mua sắm mà hắn thì lại là mang theo Quý Hồng đi tới tập đoàn Hồng Tinh. Lúc Bùi Đông Lai mang theo Quý Hồng tới phòng họp trên tầng cao nhất của tòa nhà tập đoàn Hồng Tinh thì lấy Uông Chu cầm đầu năm vị đại lão Hồng Tinh đã sớm chờ trực đã lâu. Bởi vì cho tới nay thì tập đoàn Hồng Tinh cũng là đối tác của Đông Nguyệt Bang nên cho dù Quý Hồng không bao giờ xuất hiện ở Nam Cảng nhưng đám người Uông Chu cũng chỉ nghe nói đến danh tiếng của Quý Hồng mà chưa bao giờ gặp mặt. Lúc này, mắt thấy Quý Hồng mặc áo màu đỏ, quần da màu đỏ, giày cao gót cũng màu đỏ đi theo Bùi Đông Lai tiến vào phòng họp, năm người Uông Chu đứng dậy đúng là kìm lòng không đậu nhìn Quý Hồng một cái sau đó mới đem ánh mắt nhìn về Bùi Đông Lai. Bùi tiên sinh, chư vị, ngồi đi. Bùi Đông Lai mỉm cười chào lại mọi người sau đó mang theo Quý Hồng đi thẳng tới ghế chủ tọa của phòng họp. Thấy Bùi Đông Lai làm ra hành động như vậy nhưng trên mặt đám người Uông Chu không có bất kỳ biến hóa nào thì trong lòng Quý Hồng không khỏi âm thầm cảm thán thủ đoạn của Bùi Đông Lai. Bùi Đông Lai có thể diệt trừ Đông Tinh cũng không làm nàng kỳ quái nhưng Bùi Đông Lai có thể trong thời gian thật ngắn khiến cho đám người Uông Chu thần phục từ trong thâm tâm, thủ đoạn này của hắn khiến cho nàng bội phục. Chư vị, vị này là tiểu thư Quý Hồng. Ngồi xuống, Bùi Đông Lai chỉ về phía Quý Hồng ngồi ở bên trái phía dưới mình nói. Tôi ở trong tập đoàn Đông Hải thuộc về thành phần giữ chức không quyền, hết thảy sự vụ đều là do Quý tiểu thư toàn quyền quyết định, sau này cũng là như vậy. Chào mọi người. Quý Hồng thấy vậy thì mỉm cười đứng dậy, ánh mắt theo thứ tự quét qua trên mặt đám người Uông Chu. Có lẽ là thanh danh bên ngoài của Quý Hồng nên đối mặt với nụ cười nũng nịu của Quý Hồng thì đám người Uông Chu không có bị mê hoặc đến đầu óc choáng váng, mà là trước tiên đứng dậy mỉm cười chào hỏi, nhưng trong lòng âm thầm khiếp sợ vì sao Bùi Đông Lai lại tín nhiệm Quý Hồng như thế. Chư vị, đại cục hôm nay đã định, Đông Tinh diệt vong chỉ còn là vấn đề thời gian. Đợi đám người Quý Hồng cùng 5 người Uông Chu ngồi xuống một lần nữa, Bùi Đông Lai khẽ nghiêng thân thể về phía trước. Hai tay đặt ở trên bàn hội nghị mở miệng nói. Hôm nay, tôi dựa theo đề nghị của mọi người tổ chức cái hội nghị này nhằm mục đích rất đơn giản, đem những chuyện cần giải quyết ra tiến hành thảo luận tìm ra một phương án hợp lý. Bùi tiên sinh, cái này cũng không cần thảo luận, dựa theo lời nói lúc trước cậu sẽ làm đại ca. Bùi Đông Lai vừa nói hết lời xong thì Thiết Khiêm liền trước tiên mở miệng thái độ hết sức thành khẩn vẻ mặt không có chút do dự nào. Đối với Thiết Khiêm mà nói, ban đầu hắn ngộ nhận là Bùi Đông Lai là hung thủ giết chết Tương Cương, Bùi Đông Lai không có trách hắn không nói lại hoàn thành việc báo thù cho Tương Cương bảo vệ Hồng Tinh, bảo vệ tính mạng của hắn và mấy vị huynh đệ, khiến cho hắn đối với Bùi Đông Lai tràn đầy cảm kích đồng thời trong thâm tâm cũng bội phục hắn vô cùng. A Khiêm nói không sai, năm huynh đệ chúng tôi cũng muốn để cho Bùi tiên sinh làm đại ca, Bùi tiên sinh cậu cũng không nên từ chối. Uông Chu biểu lộ thái độ. Uông Chu vừa thốt lên xong thì ba tên đại lão Hồng Tinh khác mặc dù không có mở miệng nhưng vẻ mặt lại tán thành điều đó. Nếu mọi người đã nói như vậy thì tôi đây cũng không phải nói thêm gì, nếu như quyết định cá nhân của tôi có vấn đề gì thì mọi người có ý kiến đều có thể nói ra. Thấy năm người Uông Chu đúng là cam tâm tình nguyện dâng lên vị trí đại ca thì Bùi Đông Lai cũng không từ chối nữa mà là nói ngay vào điểm chính. Thứ nhất, ngoài mặt thì vẫn là Uông tiên sinh ra mặt đảm nhiệm chức vụ đại ca của Hồng Tinh. Phất cờ hò reo mượn lực lượng của cảnh sát tiêu diệt Đông Tinh. Thứ hai, toàn bộ cổ phần của Tương Tiên Sinh ở tập đoàn Hồng Tinh đều chuyển cho tiểu thư Mộ Khuynh Nhan. Cổ phần của Phương Khôn chia ra làm 5 phần mỗi phần chuyển cho các vị mỗi người một phần. Thứ ba, chờ chúng ta tiếp nhận sản nghiệp của Đông Tinh đối với tất cả sản nghiệp dưới quyền của Đông Tinh thì tiến hành tính toán giá trị sau đó một nửa quy về tập đoàn Đông Hải. Một nửa tùy 5 người các ông chia đều. Các ông thấy thế nào?
có lẽ không nghĩ tới Bùi Đông Lai sẽ sảng khoái như vậy nên năm người Uông Chu nghe được lời nói của Bùi Đông Lai chẳng những không có dị nghị gì mà đều sắc mặt vui mừng lắc đầu. Nếu chư vị đối với việc phân phối cổ phần không có dị nghị gì như vậy kế tiếp tôi nói một chút cách quản lý. Bùi Đông Lai tiếp tục nói. Theo tôi được biết thì chư vị đây ngoại trừ Uông Tiên Sinh ra những người khác ở tập đoàn Hồng Tinh cũng không có chức vụ cụ thể, chẳng qua là lấy thân phận cổ động hàng năm nhận được tiền hoa hồng. Đúng vậy, Bùi Tiên Sinh. Uông Chu gật đầu. Ý kiến cá nhân của tôi là, đợi tập đoàn Đông Tinh thâu tóm tập đoàn Đông Tinh xong, thì cùng thống nhất với tập đoàn Đông Hải. Cứ như thế mà nói thì tiện cả đôi đường, mạng lưới quan hệ có thể cùng hưởng, xung đột về sản nghiệp có thể gom thành nhóm đạt tới lợi ích lớn nhất. Bùi Đông Lai nói tới đây thì dừng lại một chút thấy đám người Uông Chu không có dị nghị gì lại tiếp tục nói. Hai đại tập đoàn thống nhất lại, Uông Tiên Sinh đảm nhiệm chức vụ người phụ trách Nam Cảng, tổng thể do Quý Hồng Tiểu Thư chịu trách nhiệm. Bùi Tiên Sinh, chúng tôi không có ý kiến. Ánh mắt Uông Chu theo thứ tự từ Tiết Khiêm quét qua ba người còn lại thấy bốn người trước sau gật đầu cho thấy thái độ ủng hộ của bọn họ. Nếu mọi người không có ý kiến gì thì mời Quý Hồng Tiểu Thư lên tiếng phát biểu một chút. Bùi Đông Lai vừa nói vừa dẫn đầu vỗ tay. Bành bạch. Năm người Uông Chu cũng là vỗ tay hoan nghênh. Thấy một màn như vậy, Quý Hồng có cảm giác hoang đường, theo nàng xem ra thì ngoài mặt Bùi Đông Lai nhượng lại một nửa cổ phần của Đông Tinh, lại thâu tóm Đông Tinh vào dưới cờ Hồng Tinh tương đương với việc thâu tóm quyền lực vào trong tay. Làm như vậy không những tiêu trừ sự nghi ngờ của đám người Uông Chu hơn nữa còn tránh khả năng có người nắm quyền trong tay bởi vì dã tâm bành trướng mà nghĩ đoạt lại tất cả. Đám người Uông Chu chiếm được cổ phần trong hai tập đoàn Đông Tinh và Hồng Tinh tuy không tính là ít nhưng khi gộp vào trong tập đoàn Đông Hải thì lại rất bình thường. Đến gần buổi trưa, Quý Hồng liền sắp xếp kế hoạch công việc cùng đám người Uông Chu đạt thành nhất trí, hội nghị kết thúc mọi người cùng nhau dùng cơm ăn mừng ở khách sạn Hồng Tinh. Sau khi kết thúc bữa trưa, Quý Hồng cùng Bùi Đông Lai cùng nhau lên xe trở về biệt thự cạnh biển. Lão bản thân ái, chuyện này so với trong tưởng tượng của tôi thì quá thuận lợi rồi. Chúc mừng cậu lại chinh phục được một tòa thành trì. Trong ô tô, Quý Hồng bởi vì nguyên nhân uống rượu mà hai gò má đỏ ửng kết hợp với đôi môi đỏ mọng của nàng khiến chỉ số hấp dẫn tăng vọt. Thế sự khó liệu. Bùi Đông Lai cười khổ một tiếng, vốn là hắn tới Nam Cảng tham dự sinh nhật của Mộ Khuynh Nhan kết quả bất đắc dĩ bị buộc phải phản kích cuối cùng lại trở thành người nắm quyền của thế giới ngầm Nam Cảng. Lão bản thân ái. Trải qua trận chiến này thì dù cậu không có bại lộ thân phận chân thật nhưng dựa vào hết thảy việc cậu đã làm thì những người kia không nên ở trước mặt cậu mà làm ra chuyện gì gây bất lợi cho cậu. Quý Hồng cười trêu ghẹo. Ngược lại, tỷ cảm thấy được bọn họ ngày sau thấy sát thần cậu liền sẽ trốn rất xa. Bùi Đông Lai cười cười, coi như là chấp nhận lời nói của Quý Hồng. Kế tiếp, nên đi Yên Kinh thôi. Thấy Bùi Đông Lai không nói lời nào, nụ cười trên mặt Quý Hồng đột nhiên biến mất. Thay vào đó là vẻ mong đợi thật sâu. Ừ, Bùi Đông Lai nhìn bầu trời phương Bắc bao la lặng lẽ nắm chặt hai tay. Lúc màn đêm buông xuống, ánh đèn mờ nhạt chiếu sáng cả sân bay Phổ Đông to lớn, nương theo ánh đèn có thể thấy từng chiếc máy bay lần lượt hạ xuống hay cất cánh bay. Đây là một sân bay bận rộn. Sau khi bóng tối hoàn toàn bao phủ bầu trời, một chiếc máy bay hành khách loại nhỏ đúng lúc hạ xuống sân bay Phổ Đông. Tuy nói là máy bay thương vụ hành khách loại nhỏ nhưng cũng có thể ngồi hơn 10 người, bất quá bên trong buồng máy bay chỉ có mấy người, trừ tổ nhân viên công tác bảo dưỡng ra thì chỉ có hai nam hai nữ. Hai nam nhân thoạt nhìn cũng tầm thường, một người thì cắt tóc húi cua mặc một thân yến vĩ phục không nói tới đẹp trai nhưng lại cho người ta có một loại cảm giác kiên định rất có tư vị của nam nhân hơn nữa nhìn đi nhìn lại cũng không tài nào phán đoán được hắn bao nhiêu tuổi. Một người đàn ông khác hoặc là nói một nam hài có vóc người nhỏ thấp. Mang theo một gọng kính đen nhìn qua có chút văn nhược. So sánh với hai nam nhân mà nói thì hai nữ nhân đều là sắc nước hương trời tuyệt đại phương hoa khiến cho nam nhân say mê điên cuồng, dáng người ma quỷ nhất là đôi chân của hai người, một đôi chân tùy tiện trong hai người cũng là cực phẩm nếu như cùng xuất hiện thì quả thực chính là cực phẩm trong cực phẩm. Mặc dù hai nữ nhân thuộc về loại người có thể trong thời gian ngắn khiến cho nam nhân mê chết cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn khiến cho nữ nhân ghen ghét sau đó ngay cả lòng ghen tị cũng không có nữa. Mặc dù hai nữ nhân vừa mới hợp thành một nhóm hoàng hậu khiến trong giới giải trí nhấc lên một cơn động đất cấp 12 nhưng là toàn bộ nhân viên trong buồng máy bay vô luận là nam hay nữ cũng không có đem ánh mắt ném về hướng hai người bọn họ, mà là nhìn về phía thanh niên mặc yến vĩ phục kia.
Bởi vì thân phận của hắn các nàng cũng biết, tên kia nhìn qua không đẹp trai kia nhưng lại là một nam nhân chính là người nắm quyền phía sau màn của tập đoàn Đông Hải. Chiếc máy bay này chính là chuyên cơ của hắn, các nàng cũng là vì thanh niên này mà phục vụ. Đối mặt với ánh nhìn chăm chú lẫn âm thầm của nhân viên đội bay cùng nữ tiếp viên hàng không, Bùi Đông Lai cũng không có để ý mà là đợi máy bay hạ xuống liền mở ra điện thoại di động. Reng, reng. Bùi Đông Lai mới vừa mở ra điện thoại di động thì điện thoại di động liền rung lên. Alo. Bùi Đông Lai nhìn thoáng qua số điện thoại biểu hiện trên màn hình cười khổ chuyển máy. Kháo, Đông Lai, các chú đã tới chưa? Điện thoại vừa mới chuyển được thì trong điện thoại đã truyền ra thanh âm quen thuộc của Ngô Vũ Trạch, giọng nói hơi lộ vẻ vội vàng. Bọn ca đều là đang đợi hai người các chú nãy giờ. Máy bay vừa mới hạ cánh tí nữa chúng ta mới qua được. Lúc mà rời khỏi Nam Cảng, Bùi Đông Lai nhận được điện thoại của Ngô Vũ Trạch biết được hôm nay là sinh nhật của Ngô Vũ Trạch, hắn muốn tiến hành một dạ hội sinh nhật mang tính chất cá nhân, lúc này nghe được lời nói của Ngô Vũ Trạch thì hắn liền lập tức trả lời chắc chắn. Kháo, nhanh lên một chút, bọn ca đợi lâu lắm rồi. Sắc mặt Ngô Vũ Trạch buồn bực tố khổ. Bùi Đông Lai dở khóc dở cười cúp điện thoại. Reng, reng. Điện thoại vừa cúp. Không đợi Bùi Đông Lai nói gì thì điện thoại của hắn lại rung lên một lần nữa. Ách! Bùi Đông Lai hơi có vẻ nghi ngờ, đưa điện thoại di động ra trước mặt nhìn thì phát hiện là số điện thoại của Đông Phương Lãnh Vũ. Anh Đông Lai, anh đang ở đâu? Điện thoại vừa chuyển, Đông Phương Lãnh Vũ liền hỏi trước. Ca đi nước ngoài làm một ít chuyện vừa tới Đông Hải, máy bay cũng vừa mới hạ cánh thôi có chuyện gì vậy? Bùi Đông Lai hỏi. Anh Đông Lai, anh ở sân bay chờ em. Em hiện tại lái xe qua đó đón anh. Đông Phương Lãnh Vũ đáp một nẻo. Nghe được lời nói của Đông Phương Lãnh Vũ thì Bùi Đông Lai cho là Đông Phương Lãnh Vũ bên kia đã xảy ra chuyện gì, chân mày không khỏi nhướng lên hỏi lần nữa. Tiểu Vũ, xảy ra chuyện gì? Không có chuyện gì. Đầu bên kia điện thoại, Đông Phương Lãnh Vũ hơi lộ vẻ lúng túng gãi gãi đầu, Đông Phương Uyển Nhi mặc trang phục công chúa ở một bên liền khinh bỉ một trận. Hôm nay không phải là chủ nhật sao, em muốn đi tìm anh đi chơi, Đông Lai ca anh có thời gian không? Tiểu Vũ, nhật xuất Đông Lai, anh nghe đây. Nghe Đông Phương Lãnh Vũ nói không có chuyện gì, Bùi Đông Lai yên lòng, vốn định lấy sinh nhật của Ngô Vũ Trạch làm cái cớ để cự tuyệt thì kết quả không đợi hắn đem lời cự tuyệt nói ra khỏi miệng. Trong biệt thự đàn cung tiểu ma nữ Đông Phương Uyển Nhi rất không nhịn được cướp lấy điện thoại trên tay Đông Phương Lãnh Vũ. Một tay chống nạnh, một tay nắm điện thoại di động giống như là một tiểu công chúa phát ra mệnh lệnh mà người được kêu là một thần tử. Ách! Nghe được giọng nói của tiểu ma nữ Đông Phương Uyển Nhi, Bùi Đông Lai không thể làm gì khác hơn là đem lời nói đến khóe miệng nuốt trở về trong bụng cười nói. Uyển Nhi, em nói đi. Nhật xuất Đông Lai, em cùng anh Tiểu Vũ ở trong biệt thự rất nhàm chán, anh ý đề nghị đi tìm anh để đi chơi. Em cảm thấy đề nghị này vô cùng không tệ cho nên quyết định cùng anh ý cùng đi tìm anh. Tiểu ma nữ hừ hừ nói. Anh nếu là dám cự tuyệt, em liền đem anh đánh cho thành đầu heo. Bên tai vang lên lời nói của tiểu ma nữ, Đông Phương Lãnh Vũ làm ra một thủ thế của người chiến thắng, mà Bùi Đông Lai lại là dở khóc dở cười. Ở trong lòng hắn, tiểu ma nữ Đông Phương Uyển Nhi có thể sánh bằng đại ma đầu Quý Hồng thuộc loại châu bò càng khó dây dưa hơn. Tiểu cô nãi nãi. Coi như là anh sợ em. Tiểu ma nữ này vừa mở miệng, Bùi Đông Lai thật ra lại nói ngượng ngùng. Như vậy đi, em cùng tiểu vũ ca ca của em hiện tại đi tới phòng 888 của hội sở William, anh lập tức qua đó bây giờ. Anh có hai người bạn tới trước rồi nếu như các em đến trước lúc anh tới thì liền nói cho bọn hắn biết các em là bằng hữu của anh. Tốt, ngoéo tay treo ngược, 100 năm cũng không thay đổi. Mưu kế của tiểu ma nữ được như ý thì đầu tiên là hướng về phía Đông Phương Lãnh Vũ giơ giơ cái đầu nhỏ lên sau đó sắc mặt biến đổi so với lật sách còn nhanh hơn, uy hiếp nói. Nhớ kỹ, nhật xuất Đông Lai, anh nếu dám bỏ buông chúng em thì em sẽ giành anh thành đầu trâu. Sốt cuộc là đầu heo hay là đầu trâu? Bùi Đông Lai không biết nói gì. Tiểu ma nữ hừ hừ nói. Còn xem vào biểu hiện của anh. Ngô, tuân lệnh. Bùi Đông Lai dở khóc dở cười nói một tiếng sau đó cúp điện thoại. Trong máy bay, Mộ Khuynh Nhan vốn là đang cùng Trang Hiểu Vân trò chuyện gì đó sau khi nghe được cuộc trò chuyện của Bùi Đông Lai với tiểu ma nữ xong thì không hẹn mà cùng đình chỉ cuộc nói chuyện lại sau đó dùng một loại ánh mắt nhìn quái vật nhìn Bùi Đông Lai,
cảm giác kia dường như đang hỏi, người nào có thể khiến cho Bùi Đông Lai ăn nói như vậy. Tôi có một đứa em gái, nàng muốn rủ tôi đi chơi, một lúc nữa hai người sẽ được gặp nó. Bùi Đông Lai dường như có thể đoán được tâm tư của hai người, liền cười giải thích một câu. Câu giải thích này của Bùi Đông Lai thật ra lại khiến cho hai người Mộ Khuynh Nhan cùng Trang Hiểu Vân đều cảm thấy có một chút không tốt, đồng thời trong lòng tràn ngập lên một cỗ cảm giác kỳ quái khiến cho hai người chỉ cảm thấy tim đập nhanh hơn, gương mặt nóng lên hơi lộ vẻ kinh hoàng nha một tiếng sau đó liền dịch chuyển ánh mắt. Mộ Khuynh Nhan cùng Trang Hiểu Vân bởi vì một câu giải thích của Bùi Đông Lai mà trong lòng không khỏi khẩn trương, vui mừng, trong biệt thự đàn cung, Đông Phương Lãnh Vũ thấy tiểu ma nữ Đông Phương Uyển Nhi cúp điện thoại. Vẻ mặt hắn khẩn trương mong đợi hỏi. Uyển Nhi, anh Đông Lai đồng ý sao? Anh cũng không nhìn là ai ra tay. Tiểu ma nữ kiêu ngạo mà hết bộ ngực nhỏ bằng phẳng giống như sân bay của mình lên, sau đó khinh thường nhìn Đông Phương Lãnh Vũ một cái. Uyển Nhi number one. Đông Phương Lãnh Vũ hưng phấn mà đem tiểu ma nữ Đông Phương Uyển Nhi bế lên xoay quanh tại chỗ. Tiểu Vũ, đừng đem Uyển Nhi xoay vòng như thế. Liễu Nguyệt một bên mặc đồ ngủ thấy thế vẻ mặt bất đắc dĩ ngăn cản. Đông Phương Lãnh Vũ nghe thấy vậy liền để Đông Phương Uyển Nhi xuống sau đó hưng phấn mà hướng Liễu Nguyệt hỏi. Tiểu cô, anh Đông Lai đáp ứng cho cháu đi chơi cùng anh ấy, cô có đi không? Ách! Trong lòng của Liễu Nguyệt vừa động, lại không khỏi xấu hổ khi nói ra khỏi miệng, trầm ngâm một chút hỏi. Các cháu đi nơi nào? Nhật Xuất Đông Lai bảo chúng cháu đi tới phòng 888 của hội sở William tìm hắn, hắn nói còn có mấy bằng hữu của hắn nữa. Tiểu ma nữ vẻ mặt đắc ý cười nói, dường như muốn nói đây là công lao của nàng. Như vậy à? Nghe được tiểu ma nữ nói như vậy thì Liễu Nguyệt do dự một chút nói. Các cháu đi chơi đi, cô không đi đâu. Tiểu Vũ, lái xe chậm một chút. Yên tâm đi, tiểu cô, xe của cháu sẽ đi rất chậm. Trong cơn hưng phấn Đông Phương Lãnh Vũ cũng không có nhận thấy được Liễu Nguyệt có vẻ dị thường nào, thấy Liễu Nguyệt không đi cũng không có suy nghĩ nhiều mà là vẻ mặt tự hào nói. Anh Tiểu Vũ, anh dám tăng tốc độ, chờ em nhìn thấy Nhật Xuất Đông Lai em sẽ bảo hắn đem anh đánh cho thành đầu heo. Tiểu ma nữ hừ hừ nói. Nếu là hắn không đem anh đánh cho thành đầu heo thì em sẽ đem hắn đánh cho thành đầu heo. Đông Phương Lãnh Vũ một đầu hắc tuyến. Bởi vì sân bay cách hội sở William khá xa cộng thêm ngày chủ nhật thường kẹt xe cho nên một nhóm 4 người Bùi Đông Lai phải dùng một canh giờ mới tới được nơi cần tới. Cùng quán ba hoàng hậu giống nhau, hội sở William trước kia cũng là sản nghiệp dưới quyền Đông Nguyệt Bang, hôm nay Đông Nguyệt Bang cùng Mãnh Hổ Bang hợp hai thành một, hội sở William cùng một chút hội sở hạng sang khác, khách sạn giống nhau, đều là thuộc quyền công ty giải trí ăn uống dưới quyền tập đoàn Đông Hải. Mặc dù lấy thân phận lão bản của hội sở William thì vẫn còn chưa đủ tư cách biết bí mật Bùi Đông Lai là người nắm quyền phía sau màn của tập đoàn Đông Hải, nhưng hắn biết Bùi Đông Lai cùng Liễu Nguyệt có quan hệ không tầm thường cộng thêm mới vừa nhìn thấy hai người Đông Phương Lãnh Vũ cùng Đông Phương Uyển Nhi tới hội sở. Ở dưới dạng tình hình này, biết được Bùi Đông Lai sẽ tới hội sở cho nên hắn đã thật sớm đứng chờ trực ở cửa hội sở khiến cho nhóm nhân viên mỹ nữ thu nhập cao kia có vẻ mặt buồn bực. Buồn bực không biết là dạng khách quý gì có thể khiến cho lão bản của hội sở William làm như thế. Ở cái thời đại đồng tiền làm vua này, đối với nam nhân mà nói, quyền lực, kim tiền là pháp bảo tốt nhất chứng minh địa vị của họ trong xã hội, mà muốn phán đoán một nữ nhân rốt cuộc là ma tước hay là chim hoàng yến hoặc là phượng hoàng thì không phải là đánh giá nàng có bao nhiêu châu báu mà là thông qua nam nhân ở bên cạnh các nàng. Đối với rất nhiều nam nhân mà nói, nữ nhân chỉ là làm đẹp cho bọn hắn. Như Diệp Tranh Vanh là một ví dụ. Nhưng không thể phủ nhận chính là, khi mà ngươi không cách nào nhìn ra thân phận chân chính cùng địa vị của một người nam nhân thì nhìn xem nữ nhân bên cạnh hắn hoặc là địch nhân của hắn là sự lựa chọn tốt nhất. Mặc dù Mộ Khuynh Nhan cùng Trang Hiểu Vân bởi vì sợ bại lộ thân phận nên đã đeo cái mũ cùng kính mát che một nửa khuôn mặt, chỉ là hai người vừa xuất hiện lập tức khiến cho lão bản hội sở William hiện lên vẻ mặt ngạc nhiên. Khiến cho những nhân viên nữ đứng ở cửa kia tự nhận là đẹp về vóc người cũng không khỏi tự ti mặc cảm. Bùi tiên sinh, ngắn ngủi ngạc nhiên qua đi, lão bản hội sở William trước tiên chào đón cung kính hướng Bùi Đông Lai mà vấn an. Đông Phương thiếu gia, Đông Phương tiểu thư cùng bằng hữu của ngài đều đã đến. Ừ, Bùi Đông Lai mỉm cười chào lại sau đó trong ánh mắt tò mò của những tiểu thư đứng ở cửa, tùy ý lão bản hội sở William tự mình cùng đi tiến vào hội sở. Đi thang máy tới phòng 888. Một phút sau,
Lão bản hội sở William đi trước một bước vì Bùi Đông Lai mà đẩy cửa phòng 888 ra. Két. Trong chốc lát, ánh mắt của mọi người trong dạp đều là quăng về hướng cửa ghế lô, tụ tập ở trên người Bùi Đông Lai. Ba nữ nhân một bàn diễn, nhất xuất Đông Lai, anh tối nay nghĩ chơi mấy PA. Trong nháy mắt an tĩnh này, tiểu ma nữ này là người đầu tiên nhìn thoáng qua Hạ Y Na đang âm thầm tranh đấu với nàng, sau đó lại nhìn một chút hai người Mộ Khuynh Nhan, Trang Hiểu Vân đứng ở phía sau Bùi Đông Lai, hai tay ôm ngực, vẻ mặt xấu xa cười nói. Ba nữ nhân một bàn, nhật xuất Đông Lai, anh tối nay nghĩ chơi mấy PA. Trong phòng an tĩnh, lời nói không sợ thiên hạ không loạn của tiểu ma nữ Đông Phương Uyển Nhi rơi vào trong tai mỗi người ở đây. Hình ảnh như dừng lại, thời gian chậm dần. Trong chốc lát, tất cả mọi người đều đem ánh mắt ném về tiểu ma nữ một thân trang phục công chúa, không khí quỷ dị vô cùng. Kháo, Đông Lai, cuối cùng các chú cũng tới. Ngắn ngủi ngạc nhiên qua đi, Ngô Vũ Trạch đã biết tiểu ma nữ cùng Hạ Y Na đấu võ mồm âm thầm cảm thán hiện tại tiểu hài tử xấu xa này chưa có dậy thì thân thể mà trong lòng đã dậy thì rồi, cảm thán đồng thời đứng dậy cứu chàng. Ngô, kẹt xe nên tới trễ. Bùi Đông Lai cười cười, sau đó mang theo mọi người tiến vào phòng, lão bản hội sở William thấy thế vội vàng thức thời lui ra ngoài. Trong phòng, hai người Ngô Vũ Trạch, Cổ Văn Cảnh ngồi ở trên một cái ghế salon, Hạ Y Na, Tăng Khả Tâm cùng Dương Tĩnh ngồi ở trên một ghế salon, Đông Phương Lãnh Vũ cùng Đông Phương Uyển Nhi ngồi cùng một chỗ, Sở Hán rõ ràng chia làm ba phe cánh. Mắt thấy đoàn người Bùi Đông Lai tiến vào phòng, tất cả mọi người đều nghĩ chào hỏi một chút nhưng lại không dám mở miệng, không khí lại có chút quỷ dị. Vũ Trạch, theo lý thuyết thì hôm nay là sinh nhật của chú, bất quá hay là để ca giới thiệu mọi người làm quen một chút đi. Bùi Đông Lai thấy thế liền cười khổ một tiếng, chỉ vào Mộ Khuynh Nhan cùng Trang Hiểu Vân phía sau mình nói. Hai người các nàng đối với mọi người cũng không có xa lạ gì. Thấy Bùi Đông Lai giới thiệu thì Mộ Khuynh Nhan cùng Trang Hiểu Vân vội vàng tháo xuống mắt kính đen. Hiểu Vân tỷ, Mộ Khuynh Nhan, nhóm nhạc Hoàng hậu. Trong lúc nhất thời, giọng nói hô lên khắp bốn phía. Mọi người đều hô lên khiến cho Trang Hiểu Vân có chút giật mình cũng là Mộ Khuynh Nhan thoải mái cười một tiếng nói. Chào mọi người, thật vui khi có thể gặp mặt mọi người ở chỗ này. Nhật xuất Đông Lai, không nhìn ra nhé, thưởng thức cao thật, bắt đầu hướng giới giải trí phát triển rồi. Giọng nói của Mộ Khuynh Nhan vừa dứt, tiểu ma nữ Đông Phương Uyển Nhi thấy Bùi Đông Lai đem ánh mắt nhìn về nàng thì chủ động đi lên phía trước hứng thú đánh giá một phen Mộ Khuynh Nhan cùng Trang Hiểu Vân nói. Hai vị mỹ nữ tỷ tỷ, chào các chị, mới vừa rồi bọn họ đã biết em rồi. Em bây giờ giới thiệu mình một chút, em gọi là Đông Phương Uyển Nhi. Chào em, đối mặt với nụ cười biết điều của tiểu ma nữ, vô luận là Mộ Khuynh Nhan hay là Trang Hiểu Vân đều là có một loại cảm giác hoảng hốt, cảm giác kia dường như không thể tin được cô bé khả ái trước mắt mới vừa rồi đã nói những lời chết không cần đền mạng vừa rồi. Đại ca ca, mắt kính của anh rất xứng đôi với anh. Rất tuấn tú nha. Tiểu ma nữ lại hướng về phía Trang Bích Phàm chào hỏi. Có lẽ là bởi vì chưa thoát được ra khỏi sự kiện Lăng Hoa Cường nên Trang Bích Phàm không giống như ngày thường tỏ ra trang bức, chẳng qua là mỉm cười một chút. Hai vị mỹ nữ tỷ tỷ, anh Bích Phàm, chào các vị, em là Đông Phương Lãnh Vũ, là em kết nghĩa của anh Đông Lai hay là đồ đệ của anh Đông Lai? Đông Phương Lãnh Vũ đứng dậy tự giới thiệu bản thân. Lúc trước hắn từ Ngô Vũ Trạch mà bia Trang Bích Phàm cùng đi với Bùi Đông Lai. Đồ đệ. Ngạc nhiên nghe được hai chữ này, trừ tiểu ma nữ Đông Phương Uyển Nhi ra thì những người khác đều là vẻ mặt quái dị nhìn Bùi Đông Lai. Bùi Đông Lai thấy thế cũng không có giải thích mà là theo thứ tự giới thiệu đám người Ngô Vũ Trạch với Mộ Khuynh Nhan. Tới nào, chúng ta cùng nhau nâng chén chúc mừng Vũ Trạch sinh nhật vui vẻ. Giới thiệu xong xuôi, Bùi Đông Lai chủ động tiến lên bưng một ly La Phi mà lão bản hội sở William tự mình đưa tới. Sinh nhật vui vẻ. Mọi người đều nâng chén chúc mừng Ngô Vũ Trạch. Thông thường mà nói thì bữa tiệc là nơi nói chuyện làm ăn, là nơi cầu người làm việc tốt nhất mà rượu chính là cây cầu nối thông tất cả. Một chén rượu xuống bụng, ngăn cách giữa mọi người tiêu trừ không ít, không khí không còn quỷ dị nữa ngược lại trở nên náo nhiệt. Sau đó... Dưới sự đề nghị của mọi người thì Mộ Khuynh Nhan cùng Trang Hiểu Vân mới vừa tạo thành nhóm nhạc Hoàng hậu cùng hợp ca một bài Luân Hồi khiến cho cả sảnh vỗ tay hoan hô. Chẳng qua là,
đồng thời vỗ tay trầm trồ khen ngợi thì Hạ Y Na cùng tiểu ma nữ Đông Phương Uyển Nhi đều là âm thầm đánh giá Bùi Đông Lai, trong đó Hạ Y Na thấy ánh mắt Bùi Đông Lai nhìn về phía hai người Mộ Khuynh Nhan cùng Trang Hiểu Vân rất trong suốt thì bỏ đi nghi ngờ trong lòng, mà tiểu ma nữ Đông Phương Uyển Nhi lại là vẻ mặt nghi ngờ mối quan hệ của Bùi Đông Lai với hai người Mộ Khuynh Nhan cùng Trang Hiểu Vân. Anh Tiểu Vũ, anh xem Nhật Xuất Đông Lai cùng các nàng rốt cuộc có quan hệ gì? Đợi hai người Mộ Khuynh Nhan, Trang Hiểu Vân cùng với ba người Hạ Y Na, Tăng Khả Tâm, Dương Tinh ngồi cùng một chỗ xong thì tiểu ma đầu dùng ngón tay thọt bên hông Đông Phương Lãnh Vũ, chớp đôi mắt to hỏi. Tiểu hài tử xấu xa quản nhiều như vậy làm gì, đi ra chỗ khác, anh muốn đi tìm anh Đông Lai uống rượu. Đông Phương Lãnh Vũ bởi vì lần đầu tiên gặp mặt đám người Ngô Vũ Trạch, không dám lộ ra bản sắc hỗn thế ma vương, lúc này thấy không khí trở nên náo nhiệt thì không còn khách sáo nữa. Hừ! Nghe được lời nói của Đông Phương Lãnh Vũ, tiểu ma nữ tức giận hừ một tiếng, sau đó không đợi Đông Phương Lãnh Vũ đứng dậy liền đứng lên trước tay bưng ly nước trái cây, lắc lắc cái mông nhỏ bước nhanh tới trước người Bùi Đông Lai nói. Nhật Xuất Đông Lai, chúng ta chơi trò chơi đi. Bùi Đông Lai vốn là đang cùng Ngô Vũ Trạch nói chuyện thì nghe được lời nói của tiểu ma nữ, thấy một bộ dáng anh mà không chơi em liền đem anh đánh thành cho thành đầu heo của tiểu ma nữ, dở khóc dở cười nói. Chơi trò chơi gì? Hai con tiểu ong mật, anh thua thì uống rượu, em thua thì uống nước trái cây. Tiểu ma nữ nói như đúng rồi. Được. Bùi Đông Lai gật đầu đáp ứng, biết rõ tiểu ma nữ này rất kinh khủng nên Ngô Vũ Trạch liền tắt nhạc. Thấy Bùi Đông Lai đáp ứng, tiểu ma nữ đem nước trái cây đặt ở trên bàn, không để ý ánh mắt của mọi người mà rất tự nhiên ngồi ở trên đùi Bùi Đông Lai. Bùi Đông Lai sớm tập thành thói quen chiều chuộng tiểu ma nữ, cũng không có để ý. Hai con tiểu ong mật a, bay bên phải, bay bên phải, bay lên, chụt 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 chát. Sau đó trong ánh nhìn chăm chú cùng biểu lộ trợn mắt há hốc mồm của đám người Ngô Vũ Trạch, tiểu ma nữ cưỡi ở trên đùi Bùi Đông Lai học tư thế bay lượn của tiểu ong mật, bay trái một chút, lượn phải một chút, sau đó mở ra cái miệng nhỏ nhắn khêu gợi làm ra động tác hôn môi, cảm giác đó hận như không được trực tiếp hôn Bùi Đông Lai một cái. Ngoài ra mỗi một lần Bùi Đông Lai thua nàng cũng sẽ mân mê miệng nhỏ liếc mắt nhìn về phía Hạ Y Na, Mộ Khuynh Nhan cùng Trang Hiểu Vân một cái, sau đó tự mình bưng chén rượu lên hướng miệng Bùi Đông Lai rót vào. Thấy một màn như vậy, Ngô Vũ Trạch len lén nhìn một chút Hạ Y Na lúc trước bị tiểu ma nữ đánh bại, không khỏi âm thầm cảm thán trường giang sóng sau đẻ sóng trước, nếu so sánh cùng với tiểu ma nữ mà nói thì không riêng gì Hạ Y Na. Hai người Mộ Khuynh Nhan cùng Trang Hiểu Vân cũng kém bạo dạn, thậm chí ba người ở cùng một chỗ cũng không phải là đối thủ của tiểu ma nữ. Mặc dù nhìn ra tiểu ma nữ không biết điều giống như bề ngoài đơn thuần như vậy, nhưng là vẻ mặt của tiểu ma nữ thật sự có chứ lừa tình quá mức rồi, cộng thêm tuổi nàng còn nhỏ nên mọi người cũng không để ý. Tiểu ma nữ biểu diễn xong thì đến lượt Đông Phương Lãnh Vũ cũng không cam chịu rơi ở phía sau, hắn xung phong nhận việc chúc rượu. Hắn uống cạn một chai La Phi rồi bất quá thoạt nhìn cũng không có chuyện gì nên trực tiếp kéo gần quan hệ cùng với mọi người. Két! Sau đó lúc Đông Phương Lãnh Vũ chuẩn bị tìm Bùi Đông Lai uống mấy chén rượu thì cửa phòng mở ra. Bá! Cửa phòng vừa mở ra, mọi người đều đem ánh mắt nhìn tới, rõ ràng phát hiện ở cửa xuất hiện thêm một nữ nhân, chính xác ra là một mỹ nữ. Nữ nhân này mái tóc dài phiêu giật tùy ý choàng qua vai, một khuôn mặt trứng ngỗng tiêu chuẩn nhất lưu. Ngũ quan hết sức tinh xảo, nàng mặc trên người một cái áo khoác ngoài màu trắng phối hợp với quần vải tơ cùng bốt ngắn, cả người nhìn qua hết sức thanh thuần, ngoài vẻ thanh thuần ra cũng khó mà che giấu khí chất tiểu thư nhiều năm dưỡng thành trên người của nàng. Dưới ánh đèn, nữ nhân mặc dù không mời mà đến nhưng mà tay trái của nàng cầm một bó hoa tươi, tay phải lại cầm một món quà giống như là đã có chuẩn bị từ trước. Ách! Tại sao lại xuất hiện thêm một người? Tiểu ma nữ làm ra một bộ dáng đề phòng. Cùng tiểu ma nữ bất đồng, ngoại trừ Bùi Đông Lai cùng Ngô Vũ Trạch ra thì những người khác đều là vẻ mặt nghi ngờ nhìn nữ nhân không mời mà đến. Khi mọi người còn đang nghi ngờ thì trong sắc mặt khiếp sợ của Ngô Vũ Trạch, Tô Thi Vận đang đứng ở cửa rất nhanh liền tìm được đám người Ngô Vũ Trạch, trên mặt lộ ra một nụ cười hạnh phúc. Sau đó, nàng không để ý đến ánh mắt của mọi người, cầm lấy bó hoa tươi cùng hộp quà trực tiếp tới bên cạnh Ngô Vũ Trạch nói. Sinh nhật vui vẻ. Ngô Vũ Trạch há to miệng, dường như cảm thấy mình đang nằm mờ, hắn dùng lực xoa mắt một chút cố gắng làm cho mình nhìn rõ ràng hơn một chút. Tô Thi Vận mỉm cười đem bó hoa tươi cùng hộp quà đặt ở bên cạnh Ngô Vũ Trạch,
sau đó nhìn thoáng qua mọi người cuối cùng đem ánh mắt rơi vào trên người Bùi Đông Lai mỉm cười nói. Chào mọi người, tớ là bạn gái của Ngô Vũ Trạch, tớ tên là Tô Thi Vận. Tớ không nói cho hắn biết là tớ sẽ tới là muốn dành cho anh ý một kinh hỉ, hy vọng không có ảnh hưởng đến cuộc vui của mọi người. Vũ Trạch, không tốt nha, có một người bạn gái đẹp như thiên tiên như vậy cũng không nói cho chúng tớ, phạt các người trước mặt mọi người hôn nhau. Nghe được lời giới thiệu không chê vào đâu được của Tô Thi Vận, Hạ Y Na âm thầm biết Ngô Vũ Trạch cùng Tô Thi Vận là người yêu ồn ào nói. Đúng vậy, anh Vũ Trạch, hôn đi. Đông Phương Lãnh Vũ hò hét ủng hộ, một bộ dáng không sợ thiên hạ đại loạn. Hôn đi. Trong lúc nhất thời, thanh âm ồn ào nổi lên bốn phía. Đúng như theo lời của Tô Thi Vận, nàng xác thực cho Ngô Vũ Trạch một cái kinh hỉ, vì thế cho nên Ngô Vũ Trạch sau khi bất ngờ thì bị cảm động đến rối tinh rối mù. Lúc này, mắt thấy mọi người ồn ào thì Ngô Vũ Trạch hít sâu một hơi. Một tay kéo lấy Tô Thi Vận ôm vào trong ngực sắc mặt hạnh phúc nói. Lão bà yêu dấu, hôn nhau nào. Thanh âm vừa dứt, Ngô Vũ Trạch trước mặt mọi người hôn Tô Thi Vận một cái khiến cho Tô Thi Vận đỏ mặt. Thấy một màn như vậy, ba người Hạ Y Na, Mộ Khuynh Nhan cùng Trang Hiểu Vân tràn đầy hâm mộ đều là không nhịn được len lén nhìn Bùi Đông Lai một cái. Trong ánh mắt mong chờ của ba người, Bùi Đông Lai mỉm cười dẫn đầu vỗ tay hoan hô. Có lẽ là ánh đèn quá mờ nên không có nhận thấy được trong mắt Bùi Đông Lai lóe lên cô đơn. Tô Thi Vận xuất hiện khiến cho bầu không khí càng thêm náo nhiệt, nàng lấy thân phận nữ chủ nhân mời rượu một vòng không nói, cử chỉ ưu nhã nói năng nhẹ nhàng rất nhanh liền hòa hợp cùng mọi người. Gần 2 giờ sáng bữa tiệc sinh nhật mới kết thúc, lão bản hội sở William chủ động yêu cầu không cần trả tiền, Ngô Vũ Trạch bởi vì uống quá chén mà một mình Tô Thi Vận không cách nào đỡ được nên Bùi Đông Lai chủ động hỗ trợ. Bùi Đông Lai. Sau khi xuống lầu mắt thấy những người khác đi phía trước, Tô Thi Vận do dự một chút hướng về phía Bùi Đông Lai nhẹ nhàng kêu một tiếng. Chuyện gì vậy? Bùi Đông Lai mỉm cười hỏi. Đông Tuyết rất nhớ cậu, nàng rất muốn tới nơi này. Tô Thi Vận khe khẽ thở dài. Tớ biết. Nụ cười trên mặt Bùi Đông Lai không giảm, trái tim lại co quắt một cái. Chỉ một chút. Rất nhỏ. Cũng rất đau. Hoàng Hoa Khuê Nữ tới, Hoàng Thân Quốc Thích không có tới. Không phải là không muốn, mà là không thể. Bóng đêm như mực, gió muộn thổi qua hai hàng cây bên đường bị thổi đến rung lên sàn sạt, bởi vì đã về đêm nên xe cộ trên đường phố tự nhiên giảm đi nhiều, người đi đường lại càng khó gặp, cả con đường trông có vẻ hiu quạnh. Dưới màn đêm, một chiếc Land Rover màu đỏ lướt như bay trên đường phố, Hạ Y Na ngồi ở hàng ghế sau đầu dựa vào ghế ngồi. Ánh đèn neon ngoài cửa sổ chiếu sáng vào trong ô tô, nương theo ánh sáng yếu ớt có thể mơ hồ nhận thấy khuôn mặt trứng nõn của Hạ Y Na hiện lên một tầng đỏ ửng. Nàng kinh ngạc ngắm nhìn cảnh đêm bên ngoài cửa sổ, trong lòng cũng không biết suy nghĩ cái gì. Tiểu thư, cô không sao chứ? Lái xe là một nam nhân trung niên nhìn qua kính chiếu hậu thấy vẻ mặt Hạ Y Na hơi có vẻ mất mát thì không nhịn được hỏi. Không trả lời, dường như Hạ Y Na không có nghe thấy lời nói của nam nhân trung niên. Chẳng qua là lẳng lặng nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ. Nam nhân trung niên thấy thế không khỏi ngầm thở dài. Trong ký ức của hắn kể từ khi Bùi Đông Lai ở khách sạn Hồng Tử Cáp dẫm Hà Hoa, Ngưu Hải Đào cùng với Dương Sách từ Nam Tô tới xong thì nam nhân trung niên cảm giác được Hạ Y Na giống như đã thay đổi thành người khác. Mặc dù nàng ở trước mặt người ngoài vẫn cười nói bình thường nhưng mà những lúc nàng ở một mình lại thường trầm mặc. Mà mỗi khi Hạ Y Na tâm huyết dâng trào ở biệt thự quận Gôn, cơ bản là nàng thức trắng đêm không ngủ, trong phòng ngủ ánh đèn lóe lên cả đêm. Đối với lần này, nam nhân trung niên biết Hạ Y Na thay đổi cùng Bùi Đông Lai có liên quan rất lớn. Hắn không biết là Hạ Y Na chỉ khi nghĩ tới Bùi Đông Lai tới mức đau lòng lúc đó mới đi tới biệt thự quận Gôn. Bởi vì, Bùi Đông Lai đã từng tới biệt thự kia, đi vào phòng ngủ của nàng, thậm chí đã từng đem nàng đẩy ngã xuống giường lớn trong phòng ngủ. Mặc dù ngày đó Bùi Đông Lai cái gì cũng không làm chỉ là Hạ Y Na cảm thấy ngôi biệt thự kia, cái phòng ngủ kia, cái giường lớn kia đã từng lưu lại chút gì đó của Bùi Đông Lai, hiện tại cũng làm cho lòng nàng say mê. Có lẽ là biết tâm tình Hạ Y Na rất mất mát nên nam nhân trung niên không có quấy rầy Hạ Y Na nữa mà là hết sức chuyên chú vào việc lái xe. Nửa giờ sau, xe hơi đã tới khu nhà giàu quận Gôn, cả khu nhà giàu trước sau như một vắng lạnh, chỉ có mấy ngôi biệt thự lóe lên ánh đèn.
Ngạc nhiên thấy ngôi biệt thự mà vua Ngọc Thạch Hạ Hà mua cho Hạ Y Na lóe lên ánh đèn thì nam nhân trung niên đầu tiên là ngẩn ra, sau đó trong lòng vừa động đoán được cái gì, mang theo vài phần hưng phấn nói. Tiểu thư, ông chủ tới. Lời nói của nam nhân trung niên khiến cho Hạ Y Na lấy lại tinh thần, theo bản năng nàng nhìn thoáng qua tòa biệt thự kia, sau khi thấy biệt thự lóe lên ánh đèn thì trong đôi con ngươi ảm đạm vô quang của nàng hiện lên vài phần sắc thái. Mấy phút đồng hồ sau, nam nhân trung niên lấy chiếc Land Rover màu đỏ đi dọc theo con đường trong khu nhà giàu tới trước cửa căn biệt thự của Hạ Y Na. Giống như nam nhân trung niên đoán giống nhau, Hạ Hà đúng là đã tới biệt thự. Trong biệt thự chẳng những xe của Hạ Hạ là xe ở Đông Hải hơn nữa, hộ vệ của Hạ Hà giống như một cây thương đứng thẳng tắp ở cửa biệt thự. Cùng hộ vệ của Hạ Y Na giống nhau, hộ vệ của Hạ Hà cũng là một nam nhân trung niên tuy người không cao nhưng thân thể rất bền chắc, cả người tràn đầy lực lượng mang tính chất bạo tạc. Sao bây giờ mới về? Mắt thấy xe hơi dừng lại, Ma Phong thân là hộ vệ của Hạ Hà mang theo vài phần không vui hỏi. Ông chủ đợi tiểu thư đã lâu rồi. Làm như đã nhận ra vẻ bất mãn trong giọng nói của Ma Phong, hộ vệ của Hạ Y Na hơi lộ vẻ khẩn trương. Chú Ma, hôm nay cháu cùng bạn bè tụ hội nên về muộn một chút. Thấy hộ vệ không nói lời nào, Hạ Y Na chủ động mở miệng giải thích. Nàng sở dĩ gọi Ma Phong là chú một là vì từ bé ông ta đã là gia sư của nàng, hơn nữa nàng cũng biết từ khi nàng ra đời thì Ma Phong đã đi theo bên người Hạ Hà, là tài xế, hộ vệ của Hạ Hà nhưng lại càng giống cái bóng của Hạ Hà hơn. Nàng không biết Ma Phong rốt cuộc đi theo Hạ Hà bao nhiêu năm nhưng nàng từng nghe người ta nói qua năm đó Hạ Hà một mình một người liều mạng ở biên cảnh thì lúc đó Ma Phong đã đi theo bên người Hạ Hà rồi. Có một lần Ma Phong ở giữa tình huống ba họng súng chỉ vào người vẫn dám cùng Hạ Hà chạy thoát khỏi cừu địch bao vây xung quanh. Có người nói Ma Phong là tâm phúc mà Hạ Hà tín nhiệm nhất nhưng càng nhiều người nói Ma Phong chính là huynh đệ sinh tử của Hạ Hà, có thể lúc liều mạng đem cái lưng giao lại cho đối phương đủ để nói lên sự tín nhiệm này. Vào đi thôi, tiểu thư, ông chủ ở đại sảnh chờ cháu. Ma Phong không nói thêm về chuyện vừa rồi mà chủ động kéo cửa xe cho Hạ Y Na. Nửa phút đồng hồ sau, Hạ Y Na một mình một người xuyên qua vườn hoa biệt thự đi tới đại sảnh. Trong đại sảnh, vóc người Hạ Hà hơi lộ vẻ mập mạp ngồi ở trong đại sảnh biệt thự, ngậm một điếu thuốc lào đang nhả khói. Người quen thuộc Hạ Hà đều biết. Mặc dù Hạ Hà là dạng nhà giàu mới nổi hận không được cho tất cả mọi người trên thế giới biết hắn có tiền, chỉ là Hạ Hà có hai thói quen khiến người cả ngoài lẫn trong vòng tròn đều biết hắn có chết cũng không bao giờ thay đổi. Nguyên nhân thứ nhất là từ khi còn nhỏ đã nghèo khóe nên vô luận lúc nào Hạ Hà cũng sẽ để ở trên giường của mình một túi ngũ cốc, mấy chục năm như một. Thứ hai, Hạ Hà vô luận lúc ra khỏi cửa cũng sẽ mang theo hai loại thuốc, một loại là thuốc lá hạng sang, một loại là thuốc lào. Mời bằng hữu của mình hút thuốc xịn còn chính mình thì rút thuốc lào ra hút. Người có quan hệ tốt với Hạ Hà cũng biết, Hạ Hà lúc mới bắt đầu xông pha giang hồ cũng hút thuốc lào, ngoài ra có một lần Hạ Hà ở biên cảnh bị người phục kích, chúng đạn một bên rút thuốc lào ra hút một bên tự mình dùng chủy thủ đem đạn ở trên người lấy ra, cả quá trình không nói một câu nào. Nhà đầu bảo bối, về rồi à? Mắt thấy Hạ Y Na đi vào đại sảnh, Hạ Hà giống như là học sinh len lén hút thuốc là bị thầy giáo phát hiện. Trước tiên bóp tắt điếu thuốc, cười hắc hắc đứng lên. Tới đây, để cha ôm một cái. Hạ bàn tử, cha tới Đông Hải tại sao không nói với con một tiếng? Hạ Y Na cũng không có nghe theo thỉnh cầu của Hạ Hà mà là chất vấn. Cha đây không phải là nhớ con sao? Nghĩ muốn cho con một cái niềm vui bất ngờ. Hạ Hà vừa nói bàn tay như ảo thuật lấy từ trong túi ra một cái hộp tinh xảo từ từ mở ra. Cái hộp mở ra. Một viên dạ minh châu lóe sáng nằm an tĩnh trong hộp hiện ra trong mắt của Hạ Y Na. Viên dạ minh châu này cha mất sức chín châu hai hổ mới đoạt được trong tay của Phỉ Thúy Vương đấy, nữ nhi bảo bối có thích không? Hạ Hà đem viên dạ minh châu đưa tới trước người Hạ Y Na cười hắc hắc nói. Không trả lời. Thấy viên dạ minh châu mà có tiền cũng chưa chắc mua được kia cùng ánh mắt yêu thương của Hạ Hà thì Hạ Y Na chỉ cảm thấy trong cổ họng giống như có cái gì chèn ngang vậy, không nói nên lời. Cha. Sau đó, vành mắt nàng đỏ lên, cái mũi chua xót trực tiếp nhào vào trong ngực Hạ Hà. Nữ nhi bảo bối, có người khi dễ con hả? Con mau nói cha sẽ đánh cho hắn hoa đào nở đầy mặt. Đưa tay kéo Hạ Y Na vào trong ngực Hạ Hà, một tay cầm lấy viên dạ minh châu, một tay vỗ sau lưng Hạ Y Na mỉm cười an ủi nhưng trong lòng thì giống như gương sáng.
hắn biết nguyên nhân khiến Hạ Y Na không vui. Không có, không có. Hạ Y Na giống như một hài tử yếu ớt bình thường dựa vào lồng ngực bé ú của Hạ Hà khẽ lắc đầu nhẹ nhẹ. Vậy tại sao con khóc? Hạ Hà vẫn đang cười. Con đâu có khóc đâu. Dường như Hạ Y Na cảm thấy mất thể diện vội vàng lau lấy nước mắt mạnh miệng nói. Hạ Hà cười hắc hắc. Khóc tu tu như vậy còn nói không có khóc, vành mắt đều đỏ cả rồi. Con nhớ cha thì khóc không được sao? Hạ Y Na lại dở bản tính của mình ra hừ hừ nói. Hạ bàn tử, nếu mà cha không có lương tâm như vậy thì sau này con sẽ không nhớ cha nữa. Hạ Hà nhẹ nhàng giơ tay lên lau đi nước mắt còn lưu lại trên mặt Hạ Y Na, ôn nhu nói. Nhà đầu ngốc, còn không phải do tiểu tử kia đi. Lộp bộp, ngạc nhiên nghe được lời nói của Hạ Hà, thân thể của Hạ Y Na không khỏi run lên, nụ cười trên mặt biến mất không còn sót lại chút gì. Ngồi xuống cha nói chuyện với con. Hạ Hà mỉm cười vỗ vỗ bả vai Hạ Y Na. Cảm thụ được lực lượng truyền đến từ bàn tay của Hạ Hà, thân thể cứng ngắc của Hạ Y Na chậm rãi buông lỏng, im lặng không nói gì ngồi xuống. Tối nay nhìn thấy tiểu tử kia rồi, đúng không? Hạ Hà để viên Dạ Minh Châu xuống theo thói quen rút ra một điếu thuốc lào vừa đưa lên khóe miệng nhưng không có đốt mà là gài lên trên tai. Hạ Y Na cúi đầu 10 ngón tay đặt ở trên đầu gối khẽ gật đầu một cái. Vẫn còn thích nó. Hạ Hà tiếp tục hỏi. Hạ Y Na gật đầu một lần nữa. Nha đầu ngốc. Hạ Hà khẽ thở dài vuốt ve cái đầu của Hạ Y Na. Có muốn biết nó gần đây đã làm những gì không? Có à? Hạ Y Na nhẹ giọng nói. Mấy ngày hôm trước, Hắc Đạo Nam Cảng đại loạn, tương cương của Hồng Tinh cùng Lăng Hoa Cường của Đông Tinh trước sau đều biến mất khỏi nhân gian. Hôm nay, Hắc Đạo Nam Cảng ngoài mặt là do Uông Chu của Hồng Tinh cầm quyền trên thực tế chẳng qua là một con cờ của tiểu tử kia. Hạ Hà vừa nói không nhịn được thở dài nói. Hắc, chỉ trong thời gian mấy ngày bình định Hắc Đạo Nam Cảng, chuyện này quả thực khó có thể khiến người ta tin được. Hạ Y Na trầm mặc không nói, tựa hồ kinh nghiệm gió tanh mưa máu của Bùi Đông Lai cùng nàng cách xa cả thế kỷ. Nhà đầu ngốc. Con từng nói với cha rằng hắn cũng không phải là không thích con, ngược lại nó đối với con cũng có chút động tâm, nó sở dĩ cự tuyệt con là bởi vì trong lòng nó một cô bé khác, hơn nữa đáp ứng cô bé kia trong vòng 4 năm sau đi vào Yên Kinh đón cô bé kia ra khỏi nhà một cách đường đường chính chính. Hạ Hà đang khi nói chuyện ánh mắt khẽ híp lại. Trong thời gian này cha điều tra chuyện này nhưng có thể nói chuyện này là thật. Thân thể của Hạ Y Na khẽ run lên, cắn chặt môi tiếp tục trầm mặc. Nhà đầu ngốc. Nếu như nó thật sự có ý đối với con thì cha nghĩ là khả năng con cùng hắn ở chung một chỗ còn có thể lớn hơn khả năng nó cùng cô bé kia ở chung một chỗ. Hạ Hà ngữ xuất kinh nhân. Ách! Hạ Y Na há to mồm ngẩng đầu nhìn về Hạ Hà trên mặt hiện lên nét kinh ngạc. Bởi vì cô bé kia họ Tần là một thành viên của Tần gia Yên Kinh. Hạ Hà nói thẳng ra. Hơn nữa bởi vì cô bé kia bị Tần gia dùng để kéo gần quan hệ với Diệp gia. Nàng sẽ bị gả cho Diệp Tranh Vanh là nhân vật nổi trội của Diệp gia đời thứ tư. Cha là nói người nhà của cô bé kia không đồng ý cho hắn và cô bé kia ở chung một chỗ. Tâm tình của Hạ Y Na giống như có đủ 5 loại cảm xúc, hết sức phức tạp. Không riêng gì Tần gia, Diệp gia cũng sẽ không. Hạ Hà nghiêm mặt nói. Nếu như chẳng qua là dựa vào một mình nó thì ngay cả tư cách bước vào cửa nhà cô bé kia nó cũng không có, ở trong mắt người bình thường. Tất cả những việc nó cố gắng làm đủ để dùng hai chữ nghịch thiên để hình dung, chỉ là ở trong mắt người Tần gia cùng Diệp gia thì hết thảy những việc hắn làm không đáng giá được nhắc tới không nói, từ đầu tới cuối hoàn toàn không thể được mang ra bàn luận. Hạ Y Na lại trầm mặc một lần nữa. Nàng từ nhỏ lớn lên trong đại viện quân khu, tai nghe mắt thấy không ít những chuyện như thế này, nàng rất rõ ràng trên thế giới này có một ít nhóm người như vậy, hôn nhân của bọn họ cho tới nhân sinh cũng là buộc chặt cùng với lợi ích của gia tộc. Những người như vậy giống như tượng gỗ dưới sự khống chế của gia tộc đã sớm sắp đặt nhân sinh của bọn họ sống như vậy cho đến hết một đời. Trong cuộc đời có lẽ sẽ xuất hiện một chút sai lệch nhưng tuyệt đối sẽ không bao giờ lệch khỏi quỹ đạo đã đặt sẵn. Cái duy nhất để nó dựa vào chính là cha của nó. Đang khi nói chuyện, trong đầu Hạ Hà không khỏi hiện ra thân ảnh của nam nhân đã từng đạp bằng hoa hạ năm đó, thổn thức nói. Nếu như là 20 năm trước. Chỉ cần một câu nói của cha nó thì Tần gia cũng được Diệp gia cũng được, tuyệt đối ngay cả cái giấm cũng không dám phong, nhưng là hiện tại thì thời đại của hắn đã kết thúc.
Cha của hắn là ai? Ngạc nhiên nghe được lời nói của Hạ Hà, Hạ Y Na sắc mặt không khỏi biến đổi, bật thốt lên hỏi. Kể từ khi từ Hạ Hà biết được sự tích nghịch thiên của Bùi Đông Lai xong thì Hạ Y Na vô cùng tò mò đối với thân thế của Bùi Đông Lai, cũng đã từng hỏi qua Hạ Hà, kết quả khi đó Hạ Hà cũng không có cách nào điều tra ra chuyện này. Hiện giờ, Hạ Hà nói Bùi Đông Lai chỉ có thể dựa vào cha của hắn không nói, còn nói 20 năm trước là thời đại của cha Bùi Đông Lai, cái này khiến cho Hạ Y Na rung động quả thực không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Cha của hắn gọi là Bùi Vũ Phu, 20 năm trước có một ngoại hiệu nổi tiếng Võ Thần. Võ Thần, tên như ý nghĩa, công phu của Bùi Vũ Phu rất cao, từng một chiêu đánh bại Võ Thần Nhật Bản, ở Hắc Đạo cùng giới võ học Hoa Hạ nhất Hồ Bá Ứng. Hạ Hà nói tới đây kìm lòng không đậu toát ra vài phần bội phục. Ngoài ra, năm đó Bùi Vũ Phu dưới áp lực của tứ đại thiếu gia kinh thành mà cưới được đệ nhất mỹ nhân của kinh thành. Ách! Hạ Y Na khiếp sợ há to miệng, cảm giác kia dường như không phải người nói ra những lời này, không phải là Hạ Hà thì đánh chết nàng cũng không tin cha của một người từng đeo bao lớn màu đen kia đến Đại học Đông Hải báo danh lại có quá khứ huy hoàng như vậy, thậm chí là không thể tin nổi. Cha của con cũng là một trong những người thất bại năm đó. Hạ Hà cười tự giễu một tiếng. Cha năm đó cũng theo đuổi đệ nhất mỹ nhân kinh thành Diệp Vãn Tình, bất quá ngay cả cơ hội ước hẹn cùng nàng cũng không có. Bởi vì chuyện này mà mẹ con cười nhạo cũng như oán giận cha cả đời. Cả người Hạ Y Na run lên, hai mắt tối sầm, thiếu chút nữa thì hôn mê bất tỉnh. Dường như Hạ Hà cũng biết hết thảy, chuyện này quá mức thần kỳ khiến cho Hạ Y Na rung động rất lớn. Thấy Hạ Y Na muốn té xỉu liền vội vàng vịn chặt tay Hạ Y Na. Hô, hô. Dưới ánh đèn, Hạ Y Na thở hổn hển từng ngụm lớn, đôi mắt trông mong nhìn Hạ Hà như muốn hỏi cái gì nhưng lại không biết hỏi từ đâu. Cha biết con có một bụng nghi vấn nên cha liền nói đơn giản thôi. 20 năm trước Bùi Vũ Phu đại náo Yên Kinh, dưới áp lực của tứ thiếu gia kinh thành cướp đi đệ nhất mỹ nhân kinh thành, Diệp gia giận mà không dám nói gì. 2 năm sau, Diệp Vãn Tình vì Bùi Vũ Phu mà sinh một đứa con, cũng chính là tiểu tử kia, kết quả chết ở trên bàn mổ. Hạ Hà vừa nói tới đây dường như bởi vì cái chết của Diệp Vãn Tình mà cảm thấy tiếc hận nên trong giọng nói mang theo vài phần thương cảm. Cái chết của Diệp Vãn Tình khiến cho Diệp gia tức giận, phái người thanh tẩy thế lực của Bùi Vũ Phu, hơn nữa còn phái người đánh gãy một chân của Bùi Vũ Phu. Sau đó Bùi Vũ Phu mang theo tiểu tử kia quy ẩn cho đến năm nay mới hiện thân. Cha! Không phải cha nói là Bùi, cha của Bùi Đông Lai một chiêu đánh bại Võ Thần Nhật Bản sao? Sao có thể bị người khác đánh gãy một chân như vậy? Chẳng biết tại sao, nghe Hạ Hà nói đến cố sự của Bùi Đông Lai thì Hạ Y Na không khỏi cảm thấy đau lòng một trận. Còn có, mẹ của Bùi Đông Lai gọi là Diệp Vãn Tinh kia, nàng cùng Diệp gia có quan hệ như thế nào? Bùi Vũ Phu ở lĩnh vực võ học có thành tựu quả thật khiến cho người ta sợ hãi thán phục, nhưng con phải biết rằng, võ công cao tới đâu cũng phải sợ thái đao, song quyền nan địch tứ thủ, huống chi trong Diệp gia có một người bàn về công phu cũng không hề thua kém Bùi Vũ Phu. Hạ Hà thổn thức nói. Còn về phần Diệp Vãn Tinh, nàng quả thật cùng Diệp gia có quan hệ. Cha của nàng cùng Diệp Thạch, người nắm quyền Diệp gia hiện tại có thể nói là chiến hữu sinh tử, mạng của Diệp Thạch là cha của Diệp Vãn Tinh hy sinh thân mình giành lại. Lần này, Hạ Y Na không có lên tiếng mà là đang đợi Hạ Hà nói tiếp. Sau khi cha mẹ của Diệp Vãn Tinh chết tại chiến trường thì Diệp Thạch vì muốn cảm ơn nên đã đem Diệp Vãn Tinh về, đối đãi như với con ruột của mình. Bởi vì nguyên nhân năm đó theo đuổi Diệp Vãn Tinh nên Hạ Hà đối với chuyện tình của Diệp Vãn Tinh vô cùng hiểu rõ. Mà đợi đến khi Diệp Vãn Tinh lớn lên xinh đẹp như hoa, hơn nữa thái độ đối đãi với người khác khiến cho những lão nhân kia hết sức vừa lòng, những lão nhân kia muốn để cho con của mình cưới nàng về làm dâu, trong đó có cả Diệp Thạch. Bởi vì không muốn nước phù sa chảy vào ruộng người ngoài, Diệp Thạch tính toán để cho Diệp Vãn Tình cùng con của hắn Diệp Cấm ở chung một chỗ. Nói tới đây, Hạ Hà dừng lại một chút, cười khổ không dứt. Bởi vì Diệp Vãn Tình cùng Diệp Cấm cũng không có quan hệ máu mủ nên quyết định của Diệp Thạch cũng không có tranh cãi quá lớn, để cho Diệp Thạch cùng mọi người nam mơ cũng không nghĩ tới chính là Diệp Vãn Tình, đệ nhất mỹ nữ kinh thành này cuối cùng bị Bùi Vũ Phu đoạt đi. Chuyện tình năm đó đưa tới oanh động rất lớn ở trong một ít vòng luẩn quẩn đặc thù, Diệp gia vô cùng nhục nhã. Chẳng qua là thời kỳ lúc ấy vô cùng mẫn cảm, cộng thêm Diệp gia đối với Bùi Vũ Phu có một chút kiêng kỵ, sợ Bùi Vũ Phu cá chết lưới rách cho nên giận mà không dám nói gì. Hạ Hà tiếp tục nói. 2 năm sau, lúc Diệp Vãn Tình chết đi,
Diệp gia đã hoàn toàn đứng vững vàng trên đỉnh kim tự tháp quyền lực. Ở dưới dạng tình hình này, Diệp Vãn Tình chết đi khiến cho Diệp gia tức giận cuối cùng cùng Bùi Vũ phu thù mới hận cũ tính cùng một lượt mới có chuyện sau đó. Nguyên lai là như vậy. Hạ Y Na nghe được thì sợ hết hồn hết vía, nàng cố gắng suy nghĩ xem năm đó Bùi Vũ phu là như thế nào mà dưới chân thiên tử dám cướp đi Diệp Vãn Tình. Nhưng mà, vô luận nàng cố gắng như thế nào thì nàng cũng không thể hình dung ra được. Nhà đầu ngốc, nếu như không ngoài dữ liệu, tiểu tử kia không cách nào bước vào được cửa chính của Tần gia, đến lúc đó hiện thực tàn khốc sẽ nói cho hắn biết, hết thảy cố gắng của nó không là gì không nói còn có thể biến thành trò cười. Trong con ngươi Hạ Hà lóe ra tinh quang gần từng chữ. Kể từ đó, chuyện tình của tiểu tử kia cùng cô bé Tần gia cũng coi như thất bại, nữ nhi bảo bối hoàn toàn có thể thay thế cô bé Tần gia kia cùng tiểu tử đó ở chung một chỗ. Tâm tình Hạ Y Na phức tạp không có tỏ thái độ. Nữ nhi bảo bối, con có phải cảm thấy thắng như vậy không chút vinh quang đúng không? Hạ Hà xem thấu tâm tư của Hạ Y Na cười hỏi. Hạ Y Na khẽ gật đầu một cái sau đó thở dài nói. Con rất muốn cùng hắn ở chung một chỗ nhưng mà phương thức này sẽ làm cho lòng con bất an. Hơn nữa, con không biết còn lại hy vọng hắn có thể quang minh chính đại bước vào cửa lớn của Tần gia. Lúc này đây, đến lượt Hạ Hà giật mình hắn trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Hạ Y Na. Nữ nhi bảo bối, con không có bị ấm đầu đó chứ? Cha, chẳng lẽ cha không cảm thấy hắn rất khổ sao? Con thật không dám nghĩ hắn vì lời thề của chính mình mà cố gắng như vậy, đến cuối cùng lại thành trò cười của người khác, cái này đối với hắn mà nói tàn nhẫn như thế nào? Hạ Y Na dường như có thể hình dung ra được một màn kia, sắc mặt lộ ra mấy phần lo lắng. Đứa nhỏ ngốc, cái thế giới này cũng không phải là chỉ cần cố gắng là có thể có hồi báo. Hạ Hà thở dài. Ngược lại, đôi khi cố gắng rất nhiều nhưng lại không nhận được gì. Con biết. Hạ Y Na khẽ lắc đầu. Chẳng lẽ cha không có phát hiện hắn cố gắng so với những người khác cố gắng khác nhau sao? Hạ Hà hơi ngẩn ra không hiểu. Tự ý nào đó mà nói thì hắn đang đi lại con đường cha hắn đã đi. Sắc mặt Hạ Y Na phức tạp nói. Mà dựa vào lời cha đã nói, 18 năm trước cha hắn mặc dù phong quang vô hạn cuối cùng lại chật vật quy ẩn. Hắn hôm nay xa xa không có bằng với huy hoàng năm đó của cha hắn, càng không có giống như cha hắn cùng nữ nhân mình yêu thích ở chung một chỗ, nhưng mà hắn lại cùng cha hắn rơi vào cùng một cái kết quả, cái này quá tàn nhẫn. Nữ nhi bảo bối, con xác định con thật sự yêu nó. Hạ Hà bị lời nói của Hạ Y Na khiến cho hôn mê rồi. Theo hắn xem ra nếu Hạ Y Na thật sự yêu Bùi Đông Lai thì không có đạo lý nào ủng hộ Bùi Đông Lai ở chung một chỗ với cô bé khác. Con không biết cái gì gọi là yêu cũng không có tư cách nói cái gì là yêu, con chỉ biết là con thích hắn, con thích cảm giác cùng hắn ở chung một chỗ. Hạ Y Na hồi tưởng lại từng ly từng tí lúc ở chung một chỗ cùng Bùi Đông Lai kìm lòng không đậu nở một nụ cười hạnh phúc. Con rất muốn cùng hắn ở chung một chỗ, cuối cùng gả cho hắn trở thành thê tử của hắn. Thật rất muốn, nhưng mà nếu cùng con ở chung một chỗ mà hắn thống khổ thì con tình nguyện làm một người khách qua đường đứng ở nơi xa nhìn hắn hạnh phúc, vui vẻ. Bên tai vang lên lời nói của Hạ Y Na, Hạ Hà hoàn toàn bị sợ ngây người, hắn dùng một loại ánh mắt kỳ quái nhìn Hạ Y Na. Giờ khắc này, hắn đột nhiên cảm giác được nữ nhi bảo bối của hắn khiến cho hắn cảm thấy có chút xa lạ. Bởi vì, nữ nhi bảo bối của hắn không hề lấy mình làm trung tâm mà là nghĩ cho người khác. Nữ nhân có thể khiến cho nam nhân trưởng thành, đồng thời nam nhân cũng có thể khiến cho nữ nhân trưởng thành. Nàng đã trưởng thành. Hô! Một lúc lâu sau, Hạ Hà phun ra một ngụm khó chịu thật sâu một lần nữa vươn tay xoa đầu Hạ Y Na, lộ ra nụ cười vui mừng. Y Na, con đã trưởng thành, cha rất vui mừng. Hạ Y Na cười gượng một tiếng, cười đến đỏ cả mắt, thật lòng mình hy vọng nam nhân mình thích cùng những nữ nhân khác ở chung một chỗ. Cái này cần bao nhiêu dũng khí, cần bao nhiêu ý chí. Ấm lạnh tự biết. Nhưng mà đứa nhỏ ngốc này, còn phải nhớ kỹ nhân sinh trên đời ngắn ngủn mấy chục năm trong nháy mắt mà qua, có một số việc lúc còn trẻ có thể làm thì phóng tay mà làm, chỉ có như vậy lúc già rồi mới sẽ không lưu lại tiếc nuối. Hạ Hà đem Hạ Y Na kéo vào trong ngực nhẹ giọng nói. Cha con năm đó thích Diệp Vãn Tình biết rõ là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga, nhưng cha con dám theo đuổi Diệp Vãn Tình. Mặc dù không có thành công nhưng cha con không mất mặt, cũng không có tiếc nuối.
con nếu yêu nó thì hãy theo đuổi đi. Chỉ cần nó còn chưa có kết hôn thì cuộc tỉ thí này nữ nhi của Hạ Bàn Tử ta còn chưa có thua. Con nói con hy vọng nó hạnh phúc, cái này có đúng hay không? Cái này là biểu hiện của lòng yếu đuối hay có thể nói là biểu hiện lòng dạ rộng lượng? Nhưng mà cha hy vọng con hiểu được đối với tiểu tử kia mà nói, hạnh phúc chân chính chưa chắc là cưới về được một người thuộc gia tộc lớn, trừ phi hắn có thể khiến cho những người ở thủ đô kia tâm phục khẩu phục. Nhưng mà con cũng biết, chuyện đó là không thể nào. Kể từ đó, nữ nhi của Hạ Bàn Tử ta lại càng không có lý do gì làm một người khách qua đường trong cuộc đời hắn. Hạ Y Na nghe vậy liền ngẩn ngơ. 20 năm trước, cha con không có tranh giành được với Bùi Vũ Phu, hiện tại cha hy vọng nữ nhi của cha không thể thua trong tay nhi tử của hắn. Cha chỉ hy vọng con có thể đem Bùi Đông Lai dẫn tới trước mặt cha để cho cha của con có thể hao hảo thắng Bùi Vũ Phu một lần. Hạ Hàm mỉm cười khích lệ. Có được hay không? Hạ Y Na lắc đầu. Không dám. Hạ Hà lại khích tướng. Không phải. Hạ Y Na lắc đầu một lần nữa, nói ra một câu để cho chính nàng đều là cảm thấy không giải thích được. Bởi vì, con cảm thấy được hắn có thể thành công. Trường An ở không dễ, người trong quan trường không có ai rảnh rỗi. Nói khoa trương một chút thì người bình dân xem quan trường cũng giống như người dương gian nhìn xuống âm phủ, chỉ cần dướn cổ lên nhìn một chút là nổi da gà rồi. Sáng sớm, khi ánh mặt trời vừa lên trên ngọn cây. Thân là người nối nghiệp đời thứ tư của Diệp gia, Diệp Tranh Vanh ngồi ở trong phòng làm việc, hắn không giống như những nhân viên công vụ khác mà ngồi thưởng thức trà ngon hay đọc báo. Mà lúc này hắn đang nhanh chóng viết lại toàn bộ công việc của ngày hôm qua, rồi lựa chọn ra những việc nào cần phải làm trước, những việc nào cần phải giải quyết sau. Reng, reng. Đột nhiên, lúc này tiếng chuông điện thoại vang lên. Diệp Tranh Vanh để bút xuống, hắn không lập tức nhấc máy lên nghe mà thoáng nhìn qua số người gọi điện, sau đó mới nghe điện thoại. Vương chủ nhiệm. Tranh Vanh, đến phòng làm việc của tôi một chuyến. Đầu bên kia điện thoại. Vị đại lão kia liền nói ngay vào điểm chính, giọng nói cũng không tỏ ra cao cao tại thượng mà cũng không tỏ ra không thể nghi ngờ, giọng điệu của người này vô cùng bình thản. Được. Diệp Tranh Vanh trả lời một câu chắc chắn, sau khi cúp điện thoại xong thì hắn đứng dậy, bước ra khỏi phòng làm việc. Đi ở trong hành lang, bước chân của Diệp Tranh Vanh vô cùng ổn định, không để ý đến các phòng làm việc ở hai biên. Mặc dù hắn biết rõ, sau lưng của mỗi phòng làm việc đều là những chuyện tranh đấu khi xưa. Nhưng mà, những việc này đối với Diệp Đại Thiếu gia hắn không có quan hệ với nhau. Bởi vì, đối với nhiều người quan trường mà nói thì đều muốn vỡ đầu nát óc để chen chân vào một chức vụ hoặc là một phòng làm việc nào đó, nhưng đối với hắn mà nói thì đó chẳng qua chỉ là một cái ao nhỏ, thậm chí thì đó chỉ là một cái ván cầu mà thôi. Rất nhanh, Diệp Tranh Vanh đã đi đến cửa phòng của Vương chủ nhiệm. Hắn đứng lại rồi gõ vào cửa. Vào đi. Trong phòng truyền ra một giọng nói hời hợt, vô hình làm cho người ta có một loại cảm giác áp bách. Két. Diệp Tranh Vanh đẩy cửa vào. Ngồi đi Tranh Vanh. Mắt thấy Diệp Tranh Vanh đi vào phòng làm việc, thân là nhân vật số 3 Vương chủ nhiệm nhìn thoáng qua, giơ tay lên ý bảo Diệp Tranh Vanh ngồi xuống. Đối mặt với sự khách khí của Vương chủ nhiệm thì Diệp Tranh Vanh cũng không tỏ ra khách sáo. Hắn cũng không tỏ ra mình là Diệp Đại Thiếu gia mà cuồng ngạo. Hắn gật đầu, ngồi ở trên ghế salon, ngẩng đầu ưỡn ngực, tư thế vô cùng đoan chính. Tranh Vanh, hôm nay tôi gọi đến đây là muốn an bài cho cậu một công việc. Vương chủ nhiệm nhìn tư thế ngồi đoan chính của Diệp Tranh Vanh mà có chút cảm thán, hắn cười nói. Xin Vương chủ nhiệm cứ nói. Diệp Tranh Vanh tỏ ra đúng mức. Ngày 25 tháng 12 tới đây. Chúng ta sẽ tiến hành một buổi hội thảo về vấn đề nghiên cứu kinh tế học. Chúng ta sẽ lo các công việc chính của buổi thảo luận ấy. Các bộ, các ủy ban chung khác đều sẽ tham gia. Vương chủ nhiệm nghiêm mặt nói. Ngày hôm qua, trước khi tan việc chúng tôi đã tính toán để cho cậu chịu trách nhiệm về lần hội nghị này. Cậu hãy nghĩ rồi làm một bản báo cáo, sau đó đưa đến đây để tôi nhìn xem. Đã biết, Vương chủ nhiệm. Diệp Tranh Vanh nhanh chóng đem những công tác mà Vương chủ nhiệm nói xếp vào laptop, hơn nữa còn dùng ký hiệu đó là công việc quan trọng. Mọi việc đều được Vương chủ nhiệm nhìn thấy ở trong mắt, hắn thầm khen ở trong lòng. Ở hắn xem ra, cho dù Diệp Tranh Vanh không dựa vào Diệp gia thì chỉ bằng năng lực cá nhân của hắn thì tiền đồ ngày sau sẽ vô hạn lượng. Mà thân là nhân vật đầu lĩnh của đời thứ tư trong Diệp gia, được Diệp gia dùng vô số nguồn lực ủng hộ nên không thể nghi ngờ năng lực của Diệp Tranh Vanh.
Bởi vì biết được tầm quan trọng lần này của hội nghị nên Diệp Tranh Vanh cũng không nôn nóng làm, mà là hắn tính toán nên làm gì cho tốt. Sau khi tan việc, Diệp Tranh Vanh không có về nhà liền mà là ngồi trên một chiếc Volvo rồi đi ra khỏi cơ quan đại viện. 40 phút sau, Diệp Tranh Vanh đón thẳng xe đến thẳng một hội sở có tên là Hồng Kinh Hội. Đối với người bình thường mà nói thì ba chữ Hồng Kinh Hội kia vô cùng xa lạ đối với họ. Nhưng mà, đối với những người ở trong cái vòng luẩn quẩn thì cánh cửa Hồng Kinh Hội kia còn cao, .cao hơn cánh cửa của những hội sở khác. Có thể nói không khoa trương chút nào thì ở quốc nội, người nào mà có thể gia nhập được vào Hồng Kinh Hội thì đó chính là một điều vẻ vang. Bởi vì, trong Hồng Kinh Hội có tụ tập rất nhiều đệ tử cán bộ cao cấp, trong đó có tướng, có doanh nhân, có đại tướng ở biên giới, còn nhiều hơn nữa những hài tử đời sau ở trong Hoàng Thành. Trong vòng 8 năm lại đây, Hồng Kinh Hội phát triển với một tốc độ chóng mặt, giống như một cái lưới lớn, lấy toàn bộ lợi ích của mọi người buộc chặt vào nhau, phần năng lực có thể nói là vô cùng kinh khủng. Trong 8 năm qua, cánh cửa kia chỉ có một lần rơi chậm lại. Một lần, bởi vì một câu nói của Diệp Đại Thiếu Gia đã khiến cho công chúa của Nạp Lan Gia trở thành phương hoàng, leo lên đầu cành. Hồng Kinh Hội. Hội sở dành cho tất cả các hoàn khố là do một tay Diệp Tranh Vanh thành lập ra. Hắn được xưng là thái tử, cũng là người đảm nhận chức hội trưởng. 7 giờ 30, Hồng Kinh Hội, Diệp Tranh Vanh ở trong phòng ăn riêng. Diệp Tranh Vanh ngồi trước bàn ăn, bộ dạng ưu nhã tiêu diệt thức ăn ở trước mắt. Một nữ nhân đeo kính đen, có gương mặt xinh đẹp, dáng người ma quỷ, làn da trắng nõn ngồi đối diện với Diệp Tranh Vanh, chăm chú nhìn vào hắn ăn. Có thể nói rồi. Không biết qua bao lâu, Diệp Tranh Vanh dừng dùng cơm. Cầm lấy khăn tay nhẹ nhàng lau miệng, nhìn vào nữ tử đối diện, thản nhiên nói. Vâng, hội trưởng. Nghe được Diệp Tranh Vanh nói thế, nữ nhân liền nói. Đã qua được một tuần, Bùi Đông Lai đi xuống Nam Cảng. Hắn dùng thời gian một tuần đã khiến cho Hắc Đạo ở Nam Cảng đổi chủ. Ta muốn điều mà người khác không biết. Diệp Tranh Vanh khẽ nhíu mày, cắt ngang lời nói của nữ nhân này, giọng nói tỏ ra bất mãn. Tương Cương bị Phương Khôn và Lăng Hoa Cường hạ thủ, chết trên đỉnh núi Thái Bình. Đầu tiên là Bùi Đông Lai chém giết con của Phương Khôn là Phương Húc Đông, sau đó âm thầm câu kết với Uông Chu của Hồng Tinh, lại mượn tay của cảnh sát để tiêu diệt Lăng Hoa Cường. Có lẽ làm nhận ra Diệp Tranh Vanh đã bất mãn, trong lòng nữ nhân này liền hơi căng thẳng nhưng mà giọng nói vẫn tỏ ra bình tĩnh. Điều đáng ngờ duy nhất chính là sau khi Bùi Đông Lai ra tay với Lăng Hoa Cường thì đem Lăng Hoa Cường đến một nơi tên là Thôn Đinh rồi bí mật giết chết Lăng Hoa Cường. Nguyên nhân? Diệp Tranh Vanh lại mở miệng. Dựa vào tình báo mà chúng ta thu được thì Trang Bích Phàm bạn cùng phòng với Bùi Đông Lai là con riêng của Lăng Hoa Cường, Bùi Đông Lai đối phó với Lăng Hoa Cường cũng có một ít quan hệ với hắn. Nữ nhân bổ sung. Nghe được Bùi Đông Lai giết chết Lăng Hoa Cường, trở thành người phía sau màn của Hắc Đạo Nam Cảng thì vẻ mặt của Diệp Tranh Vanh cũng không có biến hóa, dường như hắn cũng không để ý đến chuyện này, trầm ngâm một lát, hắn lại hỏi. Còn về phần Bùi Vũ Phu, nữ nhân khẽ lắc đầu, sắc mặt chán nản cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mặt của Diệp Tranh Vanh. Tiếp tục điều tra đi. Chân mày Diệp Tranh Vanh khẽ nhíu lên, bất quá hắn không có trách cứ với nữ nhân tên là Hoàng Oanh này. Bởi vì hắn biết. Cha không ra thế lực phía sau và hướng đi của Bùi Vũ Phu không phải là do Hoàng Oanh bất lực, cũng không phải là mạng lưới tình báo của Hồng Tinh quá kém mà là bởi vì Bùi Vũ Phu giấu giếm quá sâu. Sâu đến nổi Diệp gia vận dụng toàn bộ thế lực cũng không có cách nào điều tra ra được. Thấy Diệp Tranh Vanh không có trách mình, Hoàng Oanh âm thầm thở phào nhẹ nhõm, sau đó ngẩng đầu, do dự một chút, nói. Hội trưởng! Lấy khuynh hướng phát triển của Bùi Đông Lai thì càng lúc thế lực của Bùi Đông Lai càng trở nên lớn hơn. Chúng ta có cần âm thầm ngăn cản không? Không cần. Diệp Tranh Vanh nhẹ nhàng lắc đầu, khóe miệng nở ra một nụ cười khinh thường. Tạm thời không nói đến chuyện hắn vẫn là một đứa hài tử, Hắc Đạo vĩnh viễn không thể lên được mặt bàn. Hắn ở bên Hắc Đạo càng lợi hại thì sẽ khiến người của Tần gia càng trở nên thất vọng đối với hắn mà thôi. Hoặc là nói. Cho tới bây giờ người của Tần gia chưa bao giờ hy vọng gì vào người của Bùi Đông Lai cả. Nếu như không có cha của hắn thì hắn sớm đã chết 100 lần. Vẻ mặt Hoàng Oanh cũng khinh thường, nàng không hiểu rõ một người không có bất cứ căn cơ gì, chỉ bằng một người phụ thân là Bùi Vũ Phu thì có tư cách gì mà đấu với Diệp Đại Thiếu gia đây. Ở thời đại này, hợp lại cũng là một loại bản lãnh,
ta và cô không phải cũng như vậy sao? Dường như đã đoán được ý nghĩ trong lòng Hoàng Oanh, Diệp Tranh vanh cười nhạt. Sắc mặt Hoàng Oanh liền biến sắc, do dự một chút, nói. Nếu không có gì bất ngờ thì 2512 này Bùi Đông Lai sẽ cùng Cổ Bồi Nguyên đến Yên Kinh để tham gia hội nghị nghiên cứu và thảo luận kinh tế, hơn nữa rất có thể hắn sẽ là người lên phát biểu. Ngoài ra, Tần Đông Tuyết cũng đại diện cho Trần Tử Đạo Sư lên phát biểu, chúng ta cần phải làm gì? Ta cho cô một tháng để cô làm một mô hình luận văn. Giọng nói của Diệp Tranh Vanh vẫn hời hợt nhưng lại làm cho người ta có một cảm giác không thể nghi ngờ. Cô chuẩn bị để còn mà lên phát biểu. Vâng, hội trưởng. Đầu tiên là Hoàng Oanh ngẩn ra, sau đó tràn đầy vui mừng mà đứng lên, hướng về phía Diệp Tranh Vanh cúi chào lĩnh mệnh. Diệp Tranh Vanh phất tay kết thúc nói chuyện, Hoàng Oanh thức thời rời đi. Tần Đông Tuyết à Tần Đông Tuyết, cô thật là có phúc mà không chịu hưởng, nếu cô cứ khăng khăng một mực như vậy thì một tháng sau tôi sẽ cho cô biết lựa chọn của cô là ngu xuẩn như thế nào. Tôi còn cho cô biết. Thảo Căn vẫn mãi là Thảo Căn cho dù hắn có phủ lên người một bộ y phục hoa lệ thì hắn vẫn không bỏ được tật xấu của một tên Thảo Căn. Lặng lẽ thối lui ra khỏi gian phòng của Diệp Tranh Vanh, trên mặt Hoàng Oanh nở ra nụ cười lạnh, lặng lẽ nắm chặt hai đấm. Cùng lúc đó, Diệp Tranh Vanh đi đến bên cửa sổ, nhìn đèn đuốc sáng trưng bên ngoài Tử Cấm Thành rồi lấy ra di động, bấm lấy một số. Tôi bất kể cậu dùng biện pháp gò. Cậu cần phải giành được chức quán quân của lần đại bỉ võ năm nay. Biết rồi, anh. Đầu bên kia điện thoại, một người đang ở trong trụ sở huấn luyện, trên mặt có chét một lớp nước sơn trước tiên cung kính trả lời Diệp Tranh Vanh, sau đó hỏi thêm. Có cần phế bỏ tên phế vật ấy trong lúc cách đấu không? Không cần. Diệp Tranh Vanh lắc đầu. Ta sẽ khiến hắn giống như chó có tang mà cút ra khỏi Yên Kinh. Mùa đông ở Đông Hải tuy không rét bằng ở phương Nam nhưng mà vẫn làm cho người ta có cảm giác lạnh thấu xương. Bởi vì mùa đông ở Đông Hải khác với mùa đông ở phương Bắc. Mùa đông ở phương Bắc là lạnh và khô, chỉ cần ăn mặc nhiều thì gió sẽ thổi không lọt, sẽ không còn cảm giác lạnh. Còn mùa đông ở Đông Hải thuộc về cái lạnh của phương Nam, cái lạnh này thấm sâu vào trong xương, cho dù cậu có ăn mặc nhiều như thế nào đi chăng nữa thì nó cũng vẫn lạnh. Lúc này đây, trong sân trường. Bùi Đông Lai thân mặc một bộ đồ đen bó sát người, bắt đầu luyện công buổi sáng. Đối với Bùi Đông Lai mà nói thì mỗi ngày hắn ở sân thể dục chạy một vòng cho nóng người, sau đó hắn sẽ ra phía sau rừng cây của trường, tiến hành luyện tập quyền pháp. Mùa hè, lúc Bùi Đông Lai thường xuyên ra sau rừng thì hắn còn gặp phải nhiều đôi nam nữ đánh giã chiến, nhưng lúc này khí trời đã chuyển sang lạnh rồi, nơi này đã trở nên yên tĩnh hơn nhiều. 2. Sau khi Bùi Đông Lai chạy xong một vòng thì phía sau lại xuất hiện những tiếng bước chân, đây là một cô bé mặc một bộ quần áo thể thao màu trắng, xuất hiện ở phía sau Bùi Đông Lai không xa, đang đuổi theo Bùi Đông Lai. Phù! Có lẽ là khí trời buổi sáng hơi lạnh nên cô bé kia vốn có khuôn mặt xinh đẹp, lúc này lại trở nên có chút hồng, hai tay nàng bỏ vào trong túi áo, thoạt nhìn thì không ra bộ dạng của một vận động viên chuyên nghiệp. Trên thực tế, nàng cũng không phải là một vận động viên chuyên nghiệp. Cách đây 20 ngày nàng mới chạy bộ, sau khi rời giường nàng liền ra sân tập thể dục. Lạnh không? Nhận thấy được phía sau truyền đến tiếng bước chân quen thuộc, Bùi Đông Lai cố ý chạy chậm lại, quay đầu lại cười hỏi. Ừ. Hạ Y Na gật đầu, sau đó có lẽ là cảm thấy có chút mất thể diện nên bỏ hai tay ra ngoài, nhưng mà gương mặt nàng lại càng đỏ hơn. Nghỉ một hồi đi, chân nóng rồi đến lúc đó sẽ không còn thấy lạnh nữa. Bùi Đông Lai cười an ủi một câu nhưng trong lòng có chút cảm động vì hành động của Hạ Y Na. Bởi vì, hắn biết, một cô bé được sinh ra trong một gia đình không thiếu gì lại có thể không ngủ nướng, mỗi ngày rời giường dậy sớm để chạy bộ với mình cũng không phải là để tăng cường sức khỏe, cũng không phải là như lời nàng nói là để giảm cân. Đối với nữ nhân mà nói thì họ tình nguyện uống trà để giảm cân, không ăn cơm để giảm cân nhưng không bao giờ vận động để giảm cân. Huống chi một người được nuông chiều từ bé như Hạ Y Na. Cậu không lạnh sao? Hạ Y Na nhìn Bùi Đông Lai rồi hỏi. Quen rồi nên không cảm thấy lạnh nữa. Bùi Đông Lai cũng không có giải thích cho Hạ Y Na biết, trong lúc hắn chạy bộ thì hắn lợi dụng ám kình để phong bế lỗ chân lông, căn bản là sẽ không sợ cái lạnh. Cắt, quỷ sứ gì đâu? Hạ Y Na cùng chạy song song với Bùi Đông Lai, bĩu môi. Tớ cũng đã chạy 20 ngày rồi nhưng tại sao vẫn thấy lạnh?
cậu mới chạy có 20 ngày nhưng tớ đã được 20 năm rồi. Bùi Đông Lai dở khóc dở cười, từ lúc hắn 3 tuổi dưới sự yêu cầu của Bùi Vũ Phu thì ngày nào hắn cũng rèn luyện thân thể, chỉ có lúc bởi vì cơ thể dung hợp với linh hồn của Tiêu Phi nên hắn mới gián đoạn trong khoảng thời gian này. Từ lúc trong bụng mẹ cậu đã bắt đầu rèn luyện rồi à? Hạ Y Na hừ một tiếng, sau đó thấy Bùi Đông Lai không nói lời nào thì do dự một chút, hỏi. Nghe Vũ Trạch nói cậu sẽ cùng với lão hiệu trưởng đi Yên Kinh tham dự hội thảo nghiên cứu và thảo luận kinh tế, chuẩn bị như thế nào rồi? Ngày hôm qua vừa mới làm xong, chút nữa sẽ đưa cho lão hiệu trưởng xét duyệt. Vẻ mặt Bùi Đông Lai tự tin, nói. Vấn đề không lớn. Hạ Y Na hỏi câu này cũng có hai ý nghĩa, một mặt là hỏi Bùi Đông Lai chuẩn bị xong mô hình kinh tế kia, mặt khác là hỏi Bùi Đông Lai đã chuẩn bị bước vào Tần gia chưa. Lúc này nghe Bùi Đông Lai nói thế, Hạ Y Na cũng không có hỏi thêm nữa mà là cười cười rồi vươn tay ra làm động tác vỗ tay. Tên gia hỏa biến thái, chúc cậu may mắn. Cảm ơn. Bùi Đông Lai giơ tay lại. Bộp. Hai bàn tay đụng vào nhau, một lớn một nhỏ, một cứng một mềm. Bàn tay kề nhau, trái tim của Hạ Y Na không khỏi đập mạnh, nàng không nhịn được mà đem ánh mắt nhìn vào bàn tay của hai người. Ý hợp tâm đầu sao? Trong đầu Hạ Y Na thầm hỏi, khóe miệng nở ra nụ cười sáng lạn, sau đó nói. Bùi Đông Lai đồng học, trở về phải mời khách nha. Bùi Đông Lai đồng học. Bên tai vang lên năm chữ này thì Bùi Đông Lai không khỏi nhớ đến lúc trước Tần Đông Tuyết cũng thường gọi mình bằng tên này. Hắn liền mỉm cười, gật đầu với Hạ Y Na một cái. Sau khi kết thúc việc chạy bộ thì Bùi Đông Lai liền mang theo Hạ Y Na ra phía rừng cây sau trường để luyện quyền. Đạt được mục đích thì Hạ Y Na liền chủ động nhờ Bùi Đông Lai dạy phương thức đứng tấn, tư thế nàng đứng thì rất đẹp nhưng mà làm cho người ta có chút bận tâm là bởi vì hai chân nàng hơi nghiêng lúc nào cũng sẽ phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Đối với người luyện võ mà nói thì đứng tấn là một môn căn bản nhất, Bùi Đông Lai đã bước qua cánh của ám kính, đang bước đến ám kính đại thành tự nhiên là sẽ không cần đứng tấn nữa. Lúc Hạ Y Na đứng tấn thì Bùi Đông Lai liền luyện một bộ quyền vô danh mà Bùi Vũ Phu đã dạy cho hắn. Từ lúc thực lực cùng cảnh giới tăng lên, Bùi Đông Lai càng ngày càng cảm giác được bộ quyền pháp này của Bùi Vũ Phu bác đại tinh thần, cho đến hôm nay hắn cũng chỉ lĩnh ngộ được một ít mà thôi. Dầm. Một canh giờ sau, Bùi Đông Lai thu quyền, trong nháy mắt, một bàn tay đặt trên một cây khô, ám kình đột nhiên bùng nổ, cây khô liền lập tức chia năm xẻ bảy. Biến thái. Mặc dù trong vài ngày đây, Hạ Y Na đã thấy được những tuyệt kỳ thần kỳ của Bùi Đông Lai nhưng lúc này Hạ Y Na cũng bị cả kinh không nhẹ. Hôm nay đến đây là kết thúc, tớ đến phòng lão hiệu trưởng đây. Bùi Đông Lai cười rồi nói. Hạ Y Na vật đầu nhưng trong lòng lại nổi lên những đợt sóng, chẳng lẽ hắn giống với trong sách, mỗi người đều là hóa thân của thiên sứ và ác ma, bên trái là thiên sứ, bên phải là ác ma. Không có đáp án. Thông qua tin tức do Hạ Hà cung cấp thì Hạ Y Na biết được Bùi Đông Lai ở trong hắc đạo sát phạt, động tác vô cùng quyết đoán, lòng dạ vô cùng ác độc, điều này đã làm cho nàng động dung. Mà giờ phút này, Bùi Đông Lai lại hiện ra vẻ hiền hòa và tôn kính đối với lão hiệu trưởng, hai điều này hoàn toàn trái ngược với nhau. 7 giờ 25 phút, Bùi Đông Lai cầm lấy phần tài liệu kia đi đến cửa phòng làm việc của Cổ Bồi Nguyên. Giống như dự đoán của Bùi Đông Lai, lúc này cửa phòng làm việc đang khóa. Cổ Bồi Nguyên vẫn chưa đến. Đông Lai. 7 giờ 30, Cổ Bồi Nguyên đi đến phòng làm việc thì nhìn thấy Bùi Đông Lai, đầu tiên là ngẩn ra sau đó đã hiểu ra cái gì, lộ ra một nụ cười mong đợi. Lão sư. Bùi Đông Lai liền lộ ra một khuôn mặt tươi cười. Mau đem đồ vật của cậu cho ta nhìn xem nào. Cổ Bồi Nguyên gấp gáp mở cửa phòng ra, hận không thể kéo tay Bùi Đông Lai đi vào. Bùi Đông Lai cười cười, đi vào phòng làm việc. Chủ động lấy ra tài liệu rồi bỏ lên bàn làm việc của Cổ Bồi Nguyên. Ách! Thấy chỉ có hơn 30 tờ tài liệu thì Cổ Bồi Nguyên hơi ngẩn ra, chân mày hơi nhíu lại. Bùi Đông Lai nhìn thấu tâm tư của Cổ Bồi Nguyên nhưng mà không lên tiếng, hắn xoay người lại giúp Cổ Bồi Nguyên dọn dẹp lại phòng làm việc. Đông Lai! Cổ Bồi Nguyên do dự một lát cũng không có xem phần tài liệu kia mà là gọi Bùi Đông Lai. Bùi Đông Lai nghe vậy, dừng bước rồi quay đầu lại. Lão sư, có chuyện gì thế? Có lẽ cậu còn chưa biết, bạn gái của cậu cái cô bé gọi là Tần Đông Tuyết kia cũng tham gia buổi thảo luận lần này. Cổ Bồi Nguyên khẽ thở dài. Nàng đại diện cho Trần Tử viết,
mà Trần Tử Viết chính là một ngôi sao sáng trong lĩnh vực kinh tế học của quốc nội, người này từng du học bên Việt Nam và từng được góp đại ca chỉ cho vài chiêu cơ bản. Cháu biết, Bùi Đông Lai trả lời. Cháu còn biết, Bắc có Trần Tử Viết, Nam có Bồi Nguyên, cả hai được xưng là tuyệt đại song kiêu trong lĩnh vực kinh tế. Sự tích của hai người, cháu cũng đã nghe qua. Cổ Bồi Nguyên nhìn vào khuôn mặt của Bùi Đông Lai, thâm ý nói. Đối với cậu mà nói thì lần thảo luận này có ý nghĩa vô cùng quan trọng, cậu hiểu chưa? Dạ. Bùi Đông Lai gật đầu, hắn biết rõ, lần thảo luận này sẽ không chỉ có quan hệ đến thể diện của Bùi Đông Lai mà còn quan trọng với hắn. Đây là Cổ Bồi Nguyên muốn dùng lần thảo luận này để rửa đi phần nhuộm đen trên người Bùi Đông Lai. Để cho người của Tần gia thậm chí là nhiều người nhìn Bùi Đông Lai bằng một con mắt khác. Lão sư này cả đời không bao giờ làm việc gì trái lương tâm nhưng mà vì cậu có thể ta sẽ phá lệ một lần. Cổ Bồi Nguyên trầm mặc một hồi lâu rồi thở dài. Chỉ cần cậu nguyện ý, ta sẽ tranh thủ thời gian còn lại mà vì cậu làm phần mô hình kinh tế này. Đến lúc đó, cậu sẽ lấy danh nghĩa của mình để đi lên đài đọc bài luận văn này. Cảm ơn ngài lão sư, rất cảm ơn ngài. Nghe Cổ Bồi Nguyên nói thế, nhìn mái tóc trắng cùng với vẻ kiên quyết trên mặt của Cổ Bồi Nguyên thì trong lòng Bùi Đông Lai run lên, hắn chân thành nói cảm ơn rồi sau đó nhẹ giọng nói. Lão sư, xin ngài hãy tin tưởng học sinh của mình. Cháu sẽ không để Bùi gia bị mất mặt càng không ném đi mặt mũi của ngài. Cả người Cổ Bồi Nguyên rung mạnh. Hắn thấy được một vẻ mặt bất khuất. Đến trường thật sự rất tốt sao? Vào lúc hoàng hôn, đối diện với Đại học Đông Hải, Trần Anh ngồi ở trên một chiếc Jeep Wrangler nhìn vào cảnh tượng náo nhiệt trước trường, không nhịn được mà thầm hỏi chính mình. Không có đáp án. Đối với một người từ nhỏ khắc khổ huấn luyện để trở thành thành viên chính thức trong Long Nha như Trần Anh mà nói thì hai chữ sinh viên cách xa nàng cả vạn dặm. Có lẽ là ở trước trường học có quá nhiều xe nên chiếc Jeep Wrangler của Trần Anh cũng không có quá nhiều người chú ý. Rất nhanh, Trần Anh thấy được Bùi Đông Lai từ trong sân trường đi ra. Thấy một màn như vậy thì Trần Anh liền đẩy cửa ra rồi bước xuống xe. Trần Anh vừa mới xuống xe thì liền hấp dẫn vô số ánh mắt của mọi người. Mọi người nằm mơ cũng không ngờ rằng từ trong chiếc Wrangler xuống lại là một nữ nhân oai hùng, xinh đẹp như vậy. Thấy mọi người vây quanh Trần Anh thì Bùi Đông Lai cười khổ một tiếng, hắn bước chân nhanh đi đến bên cạnh Trần Anh. Ôi, đây không phải Trạng Nguyên Lang sao? Là hắn, chẳng lẽ mỹ nữ kia lại là bạn gái của hắn? Phất, mỹ nữ kia thoạt nhìn cũng đã 25 tê, còn Trạng Nguyên Lang thì bao nhiêu? Là một nhân vật phong vân trong Đại học Đông Hải thì mỗi hành động của Bùi Đông Lai đều được mọi người chú ý, vô luận hắn đi đến chỗ nào cũng sẽ trở thành tiêu điểm. Vì vậy khi hắn đến gặp Trần Anh thì làm cho đám sinh viên kia nghị luận ríu rít. Ăn cơm chưa? Sắc mặt Trần Anh phức tạp nhìn vào Bùi Đông Lai nhưng trong vẻ phức tạp đó còn có vài phần quan tâm. Còn chưa ăn? Bùi Đông Lai cười cười, quả thật là hắn chưa ăn cơm, sau khi tan học thì hắn liền nhận được điện thoại của Trần Anh, căn bản là không có thời gian để ăn cơm. Mà trước đây, cứ hai ngày là Trần Anh lại gọi điện thoại đến cho Bùi Đông Lai. Mục đích chỉ có một đó chính là Trần Diêm Vương ngồi không yên. Đối với Trần Diêm Vương mà nói, hắn và Bùi Đông Lai đạt thành hiệp nghị. Hắn đem toàn bộ hy vọng đoạt chức quán quân tại lần đại bỉ võ toàn quốc đặt vào người Bùi Đông Lai. Nhưng mà, từ sau khi Bùi Đông Lai ở trại huấn luyện đại đội đặc chủng Đằng Long đánh bại Ngưu Lỗi ra thì đến bây giờ hắn vẫn còn chưa bước đến nơi ấy nửa bước. Mà cái gọi là thi đấu bộ đội đặc chủng toàn quốc chính là tiến hành tỉ thí. Người giành chiến thắng cuối cùng sẽ giành chức vô địch. 6 người tạo thành một tiểu đội đặc chiến, một người là đội trưởng, hai người là tay súng bắn tỉa, hai người quan sát cùng một người có nhiệm vụ đột kích tạo thành một tiểu đội. Ở Trần Diêm Vương xem ra, tuy rằng năng lực tác chiến từng binh sĩ thì Bùi Đông Lai không thể chê vào đâu nhưng mà dù sao đây không phải là tranh tay dành cho từng người mà chính là toàn đội. Cho nên, Bùi Đông Lai cũng cần phải phối hợp với 5 đồng đội còn lại để có thể phối hợp ăn ý với nhau. Mà Bùi Đông Lai chẳng những không có huấn luyện chung với 5 người đồng đội kia, thậm chí ngay cả huấn luyện quân sự thì hắn cũng chưa từng trải qua. Điều này làm cho Trần Quốc Đào ngồi yên mới là chuyện lạ. Đi ăn cơm rồi ta sẽ đưa cậu đến Giang Ninh. Trần Anh nói ngay vào điểm chính. Lên xe đi. Bùi Đông Lai gật đầu rồi đem ba lô ném vào trong xe, rồi bước vào. Sau đó, ở cái nhìn kinh ngạc của mọi người, chiếc Jeep Wrangler giống như là một con quái thú xông ào lên trên đường,
biến mất trong tầm mắt của mọi người. Có lẽ là thời gian quá gấp cho nên đi được một đoạn thì Trần Anh tùy ý đưa xe đến một quán cơm ở bên đường. Đây là danh sách các thành viên của các đội tham gia đại bỉ võ lần này, mỗi đội đều có một bảng giới thiệu chi tiết. Sau khi xe dừng lại, Trần Anh liền đưa cho Bùi Đông Lai một xấp tài liệu. Cậu cần phải chú ý đến ba chiến đội, Tây Bắc Tuyết Báo, Đông Bắc Mãnh Hổ cùng Yến Kinh Lang Nha, trong đó cần phải đặc biệt chú ý đến Lang Nha, bọn họ đã liên tục đoạt chức quán quân của đại bỉ võ trong 3 năm liền. Cũng ở năm ngoái trong lúc tham gia đại bỉ võ toàn cầu, bởi vì có một chút sai lầm nên bọn họ đã bại dưới tay của đội phòng không không quân Việt Nam. Lang Nha, Bùi Đông Lai cầm lấy xấp tài liệu, như có điều gì suy nghĩ, nói. Nó cùng Long Nha có quan hệ như thế nào? Không có quan hệ gì cả. Thân mình của Trần Anh dừng lại. Bất quá, ngoài Long Nha ra thì Lang Nha chính là chiến đội đặc biệt nhất, nếu không phía trên cũng sẽ không phái bọn họ tham gia đại bỉ võ toàn cầu. Tại sao không phái Long Nha đi? Bùi Đông Lai không nhịn được mà hỏi, ở hắn xem ra nếu phái Long Nha đi thì đấu thì sẽ giành được chứng quán quân ngay. Nhưng mà so với quân đội Việt Nam thì đám quân đội Trung Quốc chỉ là một lũ chicken mà thôi. Thành viên Long Nha không được bại lộ. Sắc mặt Trần Anh ngưng trọng, trong giọng nói mang theo vài phần tiếc nuối, vài phần thương cảm. Nàng đã bại lộ, nàng không thể quay lại Long Nha nữa. Dường như đã nhận ra vẻ thương cảm của Trần Anh, Bùi Đông Lai cũng không nói gì thêm mà cầm xấp tài liệu xuống xe, sau đó đi theo Trần Anh vào quán cơm. Hai người ngồi gần ở cửa sổ. Đợi khi Trần Anh gọi hết món rồi thì Bùi Đông Lai mới mở xấp tài liệu ra, đập vào mắt hắn chính là tài liệu có liên quan đến đặc chiến đội Lang Nha. Cậu cần phải chú ý vào người ở giữa. Thấy Bùi Đông Lai đang nhìn xấp tài liệu kia thì Trần Anh nhắc nhở. Bùi Đông Lai không có lên tiếng mà nhìn thẳng vào cái người ở giữa trong bức hình kia. Người kia có cấp bậc là thượng úy, trong tay đang cầm một khẩu súng, tuổi cũng không quá lớn, ánh mắt làm cho người ta có một loại cảm giác thâm thúy, sắc bén. Danh hiệu, Huyết Lang. Tuổi, 21 tuổi. Chiều cao, 182cm. Thân phận, tay súng bắn tỉa số 1 của bộ đội đặc chủng Lang Nha. Vinh dự, liên tục 2 lần được đứng hạng nhất về thế loại tác chiến cá nhân trong đại bỉ võ. Trong đại bỉ võ toàn cầu đã đạt được danh hiệu đệ nhất xạ kích, 2 lần giành được danh hiệu đệ nhất cách đấu. Thực lực của hắn so với thành viên dự bị của Long Nha thì còn mạnh hơn. Thấy Bùi Đông Lai xem lư liệu của Huyết Lang thì Trần Anh mở miệng. Vậy tại sao hắn không tiến vào Long Nha? Bùi Đông Lai cũng không có tỏ ra khẩn trương khi gặp phải một cao thủ như vậy, vẻ mặt hắn vẫn bình tĩnh như nước. Bởi vì hắn không muốn ở dưới đáy của Long Nha. Hắn sẽ vượt qua thành viên chính thức của Long Nha rồi mới tiến vào Long Nha. Trần Anh giải thích, ngày hôm nay, hắn đã làm được điều này, thậm chí là còn vượt xa hơn, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì sau đợt đại bỉ võ lần này, hắn sẽ được tiến vào Long Nha. Bùi Đông Lai lại nhìn về tấm ảnh. Hắn họ Diệp tên Thiên. Giọng nói Trần Anh phức tạp. Là người của Diệp gia. Thoạt nhìn, đối với hắn thì tỷ rất quen thuộc. Bùi Đông Lai cười cười. Ừ. Trần Anh gật đầu, chậm rãi nói. Bởi vì hắn là sư đệ của ta, hơn nữa Diệp gia có ý để hắn kế thừa y bát của sư phụ ta. Đợi đến lúc thời cơ chín mùi, hắn sẽ thay thế sư phụ của ta, trở thành thủ lĩnh của Long Nha. Diệp Thiên. Diệp Cô Thành. Bùi Đông Lai trầm mặc không nói, khẽ nheo ánh mắt lại. Trần Anh thấy thế thì có chút hối hận vì đã nói ra chân tướng, nàng cầm lấy ly nước rồi uống. Dường như muốn làm cách này để che giấu phần lúng túng kia đi. Dư Quang lại nhìn chăm chú vào Bùi Đông Lai. Lúc này đây, Bùi Đông Lai cũng không chú ý đến tư liệu của Diệp Thiên nữa mà lần lượt mở tư liệu của từng người trong đặc chiến đại đội Lang Nha ra xem. Bởi vì lúc nãy Trần Anh đã nhắc nhở, nên Bùi Đông Lai chỉ chú ý đến Lang Nha, Mãnh Hổ cùng Tuyết Báo, mấy tư liệu khác thì hắn chỉ nhìn sơ qua mà thôi. Đợi phục vụ mang hết thức ăn lên thì BDDL cũng đem tất cả tài liệu cất lại, rồi đưa tới trước mặt Trần Anh. Không lấy về nghiên cứu một chút ư? Trần Anh hơi nghi ngờ. Bùi Đông Lai cười cười rồi chỉ vào đầu. Đều nhớ hết rồi, hơn nữa tôi tin tưởng những tài liệu này chiến hữu của tôi cũng đã nhìn hết rồi. Trần Anh hơi ngẩn ra, lộ ra một nụ cười khổ. Bùi Đông Lai không nói gì thêm mà lấy giấy lau đôi đũa rồi đưa đũa cho Trần Anh. Có lòng tin không? Trần Anh nhận lấy đôi đũa, do dự một chút hỏi,
tôi đã đáp ứng gia gia của tỷ, phải giúp ngài lấy chức vô địch. Bùi Đông Lai khẽ mỉm cười, giọng nói hời hợt nhưng lại tràn đầy tự tin. Ách, thấy Bùi Đông Lai tự tin như vậy thì Trần Anh có chút kinh ngạc. Dù sao ở nàng xem ra, nói về tác chiến cá nhân thì cho dù Bùi Đông Lai có mạnh hơn Diệp Thiên đi chăng nữa nhưng mà Diệp Thiên cùng với các thành viên đặc chiến lang nha suốt ngày ở chung với nhau để huấn luyện, thi hành nhiệm vụ, sự ăn ý vô cùng tốt hơn nữa đã trải qua bao biết bao lần khảo nghiệm, còn Bùi Đông Lai thì không có kinh nghiệm bằng. Mặc dù Bùi Đông Lai đã nhận ra được Trần Anh đang nghi ngờ mình nhưng hắn cũng không có giải thích gì, mà là lơ đãng hỏi. Trần tỷ, có rất nhiều người nói năm đó cha tôi bị sư phụ của tỷ đánh gãy một chân rồi khỏi Yên Kinh, tỷ thấy việc này như thế nào? Ách! Trần Anh há mồm ra, nhưng chưa trả lời. Hoặc là nói, tỷ cảm thấy giữa cha tôi và sư phụ của tỷ, người nào lợi hại hơn? Bùi Đông Lai đổi phương thức hỏi thăm. Bàn về thực lực cách đấu thì bọn họ sàn sàn như nhau. Trần Anh nhìn Bùi Đông Lai, nghiêm mặt nói. Nhưng nếu như cha của cậu cùng sư phụ ta tiến hành quyết đấu sinh tử thì người chết chắc chắn là cha của cậu. Bởi vì cha của cậu là võ giả còn sư phụ của ta lại là chiến sĩ đặc chủng ưu tú nhất. Không có khả năng. Bùi Đông Lai nhẹ nhàng lắc đầu, chậm rãi mở miệng, giọng nói không lớn nhưng vô cùng kiên định. Vì sao? Trần Anh hơi ngẩn ra, bật thốt lên hỏi. Sự thật sẽ chứng minh hết mọi chuyện. Bùi Đông Lai một câu hai ý nghĩa. Thời gian thấm thoát trôi đi, cho dù cậu có cố gắng như thế nào đi chăng nữa thì nó cũng lặng lẽ trôi qua. Bất chi bất giác đã đến lễ Giáng sinh, lúc này đại giang Nam Bắc đều tràn ngập hơi thở của lễ hội, lúc nào đi ra đường cũng thấy cây thông Giáng sinh, ông già Noel. Lúc này đây, trong trại huấn luyện của đại đội đặc chủng Đằng Long lại không có không khí của ngày lễ. Tất cả mọi người, hơn 100 thành viên của đại đội đặc chủng Đằng Long đều đứng thành một đội ngũ, đang đợi Trần Quốc Đào đến. Trên sân, lúc này khi Trần Quốc Đào chưa đến thì mọi người không nhịn được mà đem ánh mắt tập trung vào một người. Bùi Đông Lai. Lúc này đây ánh mắt của mọi người không còn khinh thường như lúc Bùi Đông Lai mới bước vào quân nữa, mà thay vào đó là ánh mắt sùng bái và khâm phục. Sùng bái. Sùng bái. Mẹ nó, vô cùng sùng bái. Hết thảy mọi chuyện, đơn giản là biểu hiện của Bùi Đông Lai trong đoạn thời gian vừa qua. Trong thời gian vừa qua, Bùi Đông Lai cùng với 5 thành viên tinh anh của tiểu đội đặc chủng Đằng Long tiến hành huấn luyện với nhau. Vốn là tất cả mọi người trong tiểu đội đặc chủng Đằng Long đều không lo lắng năng lực tác chiến cá nhân của Bùi Đông Lai, cái lo lắng chính là làm sao Bùi Đông Lai có thể phối hợp ăn ý với 5 thành viên tinh anh kia. Nhưng mà, sự thật đã chứng minh lo lắng của bọn hắn đã dư thừa. Bùi Đông Lai chẳng những là một quân nhân đặc chủng ưu tú hơn nữa đối với vấn đề tác chiến thì hắn cũng tỏ ra hiểu rõ. Quan trọng hơn là hắn đã chứng tỏ được bản thân hắn trời sinh ra đã là một người chỉ huy. 5 ngày, hắn và 5 thành viên tinh anh của tiểu đội đặc chủng Đằng Long phối hợp ăn ý với nhau. 20 ngày, dưới sự chỉ huy của hắn thì sức chiến đấu của tiểu đội đặc chủng Đằng Long đã bước thêm một bước nữa. 3 ngày trước, Bùi Đông Lai chỉ huy 5 thành viên tinh anh của đại đội đặc chiến Đằng Long cùng với hơn 30 tên tiểu đội đặc chủng Đằng Long tạo thành một hồi diễn tập. Kết quả là 30 tên kia đều thảm bại. Điều này đã làm cho tất cả các thành viên của tiểu đội đặc chủng Đằng Long đều không tin nổi, ngay cả Trần Quốc Đào nhân vật số 1 của quân khu Giang Ninh cũng không tin nổi. Chẳng qua là, đây cũng không là nguyên nhân thực sự mà bọn hắn sùng bái Bùi Đông Lai. Bọn hắn sùng bái Bùi Đông Lai là bởi vì trong 23 ngày qua, Bùi Đông Lai chẳng những cho thấy hắn là một người có năng lực tác chiến cá nhân cùng với năng lực chỉ huy mạnh mẽ. Hơn nữa hắn còn cho mọi người thấy được nghị lực cùng với sức lực của hắn. Trong 23 ngày qua, mỗi ngày Bùi Đông Lai chỉ ngủ 4 tiếng, thời gian còn lại thì hắn cùng tập với những thành viên của đặc chiến đại đội, ngoài ra hắn còn tự mình rèn luyện các hạng mục khác. Cách đấu, bắn súng, gỡ mìn, đặt mìn, lái trực thăng. Điên rồi! Đây là đánh giá của mọi người đối với Bùi Đông Lai. Đối mặt với ánh mắt sùng bái của nhiều người như thế thì Bùi Đông Lai cũng không tỏ ra dao động, hắn lẳng lặng đứng im, đem ánh mắt nhìn về phía trước cửa, đang đợi Trần Quốc Đào đến. Sau đó, bên ngoài truyền đến tiếng xe, những thành viên tiểu đội đặc chủng Đằng Long nghe được như thế liền đem ánh mắt nhìn sang. Rất nhanh, dưới cái nhìn chăm chú của mọi người mấy chiếc xe Jeep đang tiến vào trại huấn luyện của đại đội đặc chiến Đằng Long. Nghiêm!
mắt thấy Trần Quốc Đào và mấy vị đại lão khác đang đi tới phía mình thì tên đội trưởng liền hô to. Bộp! Tất cả mọi người đều đứng nghiêm, ngẩng đầu ưỡn ngực, hai mắt nhìn về phía trước, dáng người như là một khẩu súng. Tên đội trưởng liền hướng đám người Trần Quốc Đào chạy tới. Báo cáo thủ trưởng, tất cả tập hợp xong, xin mời thủ trưởng ra lệnh. Tên đội trưởng của đại đội đặc chủng Đằng Long tên là Ngũ Cương, khi cách Trần Quốc Đào 3 mét thì Ngũ Cương dừng bước lại thì kính lễ một cái rồi lớn tiếng báo cáo. Trần Quốc Đào hoàn lễ rồi sau đó đi tới trước đội ngũ. Các đồng chí tốt, Trần Quốc Đào vừa đi vừa đem ánh mắt nhìn về các thành viên của đại đội đặc chiến Đằng Long, cuối cùng ánh mắt của hắn dừng lại trên người Bùi Đông Lai. Thủ trưởng tốt, đám người Bùi Đông Lai lớn tiếng đáp lại. Thoạt nhìn, tinh thần của mọi người rất tốt. Trần Quốc Đào đứng lại, mỉm cười. Ta thật cao hứng. Đám người Bùi Đông Lai im lặng. Tiểu đội đặc chiến Đằng Long bước ra khỏi hàng. Trần Quốc Đào trầm giọng nói. Bộp. Sáu người liền bước ra khỏi hàng, tiếng bước chân liền vang lên. Chỉ còn 20 ngày nữa là đến đại bỉ võ. Sắc mặt Trần Quốc Đào hài lòng, nói. Bởi vì Bùi Đông Lai cần phải đi đến Yên Kinh trước nên đợt đặc huấn của mọi người đến đây là kết thúc. Bên tai vang lên lời nói của Trần Quốc Đào, thấy được ánh mắt của Trần Quốc Đào đang nhìn mình thì Bùi Đông Lai vẫn im lặng. Lần này, các cậu đại diện cho quân khu tham gia đại bỉ võ, là vinh quang của đại đội đặc chiến Đằng Long chúng ta cũng chính là vinh quang của cả quân khu. Các cậu sẽ có cơ hội cọ sát và thi đấu với các chiến sĩ đặc chủng trong nước, ta hy vọng mọi đừng làm mất mặt quân khu của chúng ta. Nói tới đây, Trần Quốc Đào cũng có chút kích động. Mọi người chuẩn bị xong chưa? Đã xong. Đám người Bùi Đông Lai lớn tiếng trả lời. Tốt, hy vọng mọi người không có làm nhục sứ mạng của mình. Trần Quốc Đào hài lòng gật đầu sau đó nhìn về phía Bùi Đông Lai. Bùi Đông Lai, cậu đi theo ta. Vâng, thủ trưởng. Bùi Đông Lai đi ra khỏi hàng rồi trả lời, sau đó đi theo Bùi Đông Lai. Tiểu tử, biểu hiện của cậu rất tốt, làm cho ta rất vui mừng. Mang theo Bùi Đông Lai đến một nơi yên tĩnh. Trần Quốc Đào dừng bước lại rồi xoay người nhìn về phía Bùi Đông Lai nở ra nụ cười, nhưng trong lòng Trần Quốc Đào lại thổn thức không thôi. Mới đầu khi hắn nhận được tin về kế hoạch tập luyện của hắn thì mặc dù hắn lo cho thân thể của Bùi Đông Lai sẽ không chịu nổi nhưng hắn muốn biết Bùi Đông Lai có thể kiên trì được bao lâu. Kết quả, Bùi Đông Lai kiên trì suốt 23 ngày. 23 ngày như một ngày. Điều này làm cho Trần Quốc Đào khiếp sợ với năng lực của Bùi Đông Lai đồng thời hắn cảm thấy bội phục. Báo cáo thủ trưởng, đây là việc mà tôi phải làm. Bùi Đông Lai lớn tiếng trả lời. Ngày tranh tài, ta sẽ đi đến Yên Kinh để tận mắt thấy cậu chiến thắng đối thủ. Trần Quốc Đào gằn từng chữ. Giống như lúc trước, ta cũng sẽ không quên lời hứa hẹn đối với cậu. Cảm ơn thủ trưởng. Vẻ mặt Bùi Đông Lai vẫn bình tĩnh. Đi thay quần áo đi, ta nói Trần Anh đưa cậu trở về Đông Hải. Trần Quốc Đào cười khổ một tiếng. Cổ lão đầu vừa gọi điện đến đây. Vâng thủ trưởng. Bùi Đông Lai lĩnh mệnh rồi rời đi. 20 phút sau, Bùi Đông Lai đã thay xong đồ, dưới ánh mắt sùng bái của các thành viên đại đội đặc chủng Đằng Long, hắn cùng với Trần Anh rời đi. Đông Lai, cậu đi trước đi, chúng ta sẽ đến đó. Ngũ Cương thấy vậy thì không nhịn được mà hô to. Tôi chờ mọi người. Bùi Đông Lai dừng bước lại, xoay người, nắm tay nhẹ nhàng vung hai cái. Ngũ Cương cùng với năm thành viên đại đội đặc chiến Đằng Long thấy thế thì cũng vung nắm tay lên. Thấy một màn như vậy thì Trần Anh liền rung động. Giờ khắc này, đột nhiên nàng cảm giác được bản thân mình đã hiểu Bùi Đông Lai. Hai tiếng sau, Bùi Đông Lai mang trên người một cái ba lô, đi theo Cổ Bồi Nguyên và Trương Thụy đến sân bay để đi Yên Kinh. Đối với người bình thường mà nói thì có thể mua được biệt thự trong Tử Viên hay Đàn Cung thì đó chính là tượng trưng cho thân phận của họ. Mà đối với người có tiền mà nói, ở Yên Kinh có thể mua được tư hợp viện thì đó mới đúng là pro. Bởi vì, không phải có tiền là mua được. Lúc bóng đêm bao phủ thành Yên Kinh, một nam nhân đầu tóc húi cua, râu đã được cạo sạch sẽ, mang theo một chiếc áo kiểu Tôn Trung Sơn đang ngậm một điếu con ngựa, ngắm nhìn bầu trời bao la. Vũ Phu, rốt cuộc cũng đã thay đổi rồi sao? Thấy bộ dạng mang giày tây, thân mặc trường bào của Bùi Vũ Phu thì cô độc phong ảnh mở miệng trêu ghẹo. Cùng con của mình đi gặp thân gia, không nên làm nó mất mặt. Dưới màn đêm, Bùi Vũ Phu phun ra một ngụm khói rồi cười.
có nóng vội quá hay không? Một người luôn cao ngạo như cô Độc Phong Ảnh cũng hơi do dự một chút rồi mang theo vài phần nghi ngờ mở miệng hỏi. Sở dĩ nghi ngờ, cũng không phải là cô Độc Phong Ảnh cho rằng Bùi Đông Lai không có tư cách đến Yên Kinh cũng không có tư cách bước vào cửa Tần gia. Ngược lại, sau khi biết được thế lực trong tay Bùi Vũ Phu thì cô Độc Phong Ảnh có một vạn lý do để tin tưởng chỉ cần Bùi Vũ Phu ra mặt giúp Bùi Đông Lai thì đừng nói là cánh cửa Tần gia, cho dù là nơi nào đi chăng nữa Bùi Đông Lai cũng có thể bước vào. Hắn nghi ngờ là bởi vì dựa theo tính toán của Bùi Vũ Phu thì Bùi Vũ Phu muốn làm theo tâm ý của Bùi Đông Lai, để Bùi Đông Lai tự cố gắng để có thể có tư cách bước vào cánh cửa của Tần gia. Không vội. Nụ cười trên mặt của Bùi Vũ Phu vẫn không giảm. Chẳng qua là nếu nó muốn làm ra quyết định gì thì ta đều ủng hộ nó. Nói xong, Bùi Vũ Phu bắn tàn thuốc ra, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Một chiếc máy bay từ Đông Hải bay đến Yên Kinh trên bầu trời. Đông Lai vào kinh. Ban đêm cả Yên Kinh đều giống những thành phố khác, đèn đuốc sáng trưng, đông nghẹt. Kể từ khi máy bay tiến vào bầu trời Yên Kinh thì Bùi Đông Lai ngồi ở bên cửa sổ, mắt nhìn xuống cảnh vật ban đêm ở phía dưới Yên Kinh, sắc mặt bình tĩnh như nước, cũng không biết là trong lòng đang suy nghĩ cái gì. Đối với Bùi Đông Lai mà nói thì đây là lần đầu tiên hắn đến Yên Kinh. Mùa hè lúc trước khi hắn ngồi xe lửa xuôi nam đến Đông Hải thì cũng từng đi ngang qua Yên Kinh. Ngày hôm đó, hắn chỉ dám ngồi trên xe lửa mà ngắm cảnh bên ngoài chứ không có bước xuống. Không phải là không muốn, mà là không dám. Bởi vì, khi đó hắn cảm thấy Yên Kinh là địa ngục đối với hắn, chỉ cần hắn dám bước lên mảnh đất này thì hắn sẽ trở thành một bộ hài cốt. Lần này, thông qua cửa sổ trên máy bay, nhìn Yên Kinh từ trên bầu trời xuống. Không biết là thân phận thay đổi hay tâm tình thay đổi mà ánh mắt của Bùi Đông Lai nhìn lại đầy vẻ thưởng thức. Lần này, hắn cảm thấy Yên Kinh không còn đáng sợ nữa, cũng không còn là nơi để hắn cảm thấy kính sợ. Nghĩ gì thế? Sau khi máy bay hạ xuống, Cổ Bồi Nguyên thấy Bùi Đông Lai thu hồi lại ánh mắt thì cười hỏi. Có cảm giác giống như là đang nằm mơ. Bùi Đông Lai mở miệng nói nhưng trong lòng thì cảm thán không thôi. Vốn là hắn tính toán thông qua 4 năm cố gắng sau đó mới bước chân vào Yên Kinh, hôm nay khoảng cách so với kế hoạch 4 năm đã giảm đi rất nhiều. Điều này làm cho hắn có cảm giác như mộng như ảo. Bắc Tử viết, Nam Bồi Nguyên. Thân là một trong những ngôi sao sáng trong lĩnh vực kinh tế, mặc dù Cổ Bồi Nguyên không có hỗn vào quan trường hay là đi xuống biển để buôn bán nhưng thanh danh của Cổ Bồi Nguyên cũng đã lan xa. Để tỏ lòng kính trọng với Cổ Bồi Nguyên, cho nên một người đứng đầu sự kiện lần này đã đến sân bay đón Cổ Bồi Nguyên, lúc thấy Cổ Bồi Nguyên thì khuôn mặt của người này mỉm cười, tôn trọng. Đối với Bùi Đông Lai thì hắn tỏ ra mỉm cười. Chẳng qua, hắn đã âm thầm đánh giá Bùi Đông Lai 3 lần. Sau đó, hắn nghĩ mãi không ra, Bùi Đông Lai dựa vào cái gì mà dám gọi nhịp cùng với thái tử của Diệp gia. Cổ lão, lần hội nghị này được tiến hành ở Yên Kinh, trong lúc hội nghị được tiến hành thì mọi người sẽ ở trong khách sạn Yến Viên. Trong chiếc Audi A6, nam nhân họ Diêu tên Lập mở miệng chủ động bắt chuyện với Cổ Bồi Nguyên. Tính đến trước mắt thì đa số đại biểu đã đến. Dựa vào an bài của buổi thảo luận lần này thì ngày mai các đại biểu có thể được tụ tập lại với nhau rồi tự do thảo luận. Ngày mốt vào lúc 9 giờ sáng, hội nghị sẽ được tiến hành tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế Yến Viên. Cổ Bồi Nguyên mỉm cười gật đầu. Ngoài ra, cổ lão, tôi đã an bài một phòng để một lát nữa ngài cùng với trợ thủ và học trò của mình đi ăn cơm, có được không? Diêu Lập thấy Cổ Bồi Nguyên không có dị nghị thì lại hỏi thêm. Cổ Bồi Nguyên lắc đầu nói. Buổi tối tôi ăn rất ít nên không cần. Đang lúc nói chuyện, Cổ Bồi Nguyên quay đầu lại phía Bùi Đông Lai, hỏi. Đông Lai, cháu cùng Diêu Cục trưởng dùng cơm đi. Không cần đâu lão sư, lúc nãy ở trên máy bay cháu đã ăn no rồi. Bùi Đông Lai mỉm cười, từ chối. Diêu Cục trưởng, tâm ý của cậu thì chúng tôi lĩnh, cơm tối sợ rằng sẽ không ăn. Nghe Bùi Đông Lai nói thế thì Cổ Bồi Nguyên hơi áy náy nhìn về Diêu Lập, nói. Có lão khách khí. Đối với lời từ chối của Cổ Bồi Nguyên, Diêu Lập cũng không nói gì thêm mà là cười cười. Một tiếng sau, xe hơi đã đến Yến Viên. Bởi vì quy mô của buổi thảo luận này không nhỏ, dường như là hấp dẫn toàn bộ ánh mắt của các nhà kinh tế học trong quốc nội, cộng thêm có nhiều đại của các ngành tham dự nên công tác an ninh cũng hết sức được chú trọng. Cổ lão. Tôi không quấy rầy ngài nữa, ngài nghỉ sớm một chút.
Sau khi đưa Cổ Bồi Nguyên đến một gian phòng trong khách sạn Yến Viên thì DP khẽ mỉm cười, chuẩn bị cáo từ. Cổ Bồi Nguyên mỉm cười, vươn tay ra cùng bắt tay với Diêu Lập. Làm phiền Diêu thị trưởng rồi. Là điều nên làm. Diêu Lập cười rồi trả lời, sau đó quay lại mỉm cười với Trương Thụy và Bùi Đông Lai rồi liền rời khỏi phòng. Đông Lai, tối nay cháu nghỉ ngơi cho thật tốt, ngày mai ta sẽ dẫn cháu đến tham gia buổi thảo luận. Có lẽ biết Bùi Đông Lai mới đến Yên Kinh thì tâm tư không thể bình tĩnh nên đợi sau khi Diêu Lập đi rồi thì Cổ Bồi Nguyên liền không có nóng lòng dẫn Bùi Đông Lai đi gặp các vị học giả ở vấn đề kinh tế học mà là để Bùi Đông Lai hảo hảo nghỉ ngơi. Tốt, lão sư. Bùi Đông Lai gật đầu, cúi người chào rồi cáo lui. Để tỏ lòng tôn trọng với Cổ Bồi Nguyên cho nên chủ bạn Phương đã đặt cho Cổ Bồi Nguyên một gian phòng hơn nữa, hai người Trương Thụy và Bùi Đông Lai mỗi người cũng ở riêng một phòng. Phòng của Bùi Đông Lai nằm đối diện với phòng của Cổ Bồi Nguyên. Reng, reng. Đi vào phòng, Bùi Đông Lai để ba lô xuống, đang chuẩn bị đi tắm rửa thì đột nhiên tiếng điện thoại di động lại vang lên. Trong lòng Bùi Đông Lai vừa động, lấy điện thoại ra nhìn thì phát hiện người gọi điện không phải là Tần Đông Tuyết mà là bạn gái của Ngô Vũ Trạch, Tô Thi Vận. Hơi có chút mất mát, Bùi Đông Lai nhấn nút nghe. Alo, Bùi Đông Lai, tớ là Tô Thi Vận. Đầu bên kia điện thoại, Tô Thi Vận liền giới thiệu. Tớ biết rồi. Cậu đã đến Yên Kinh chưa? Ừ, vừa mới tới. Buổi tối có rảnh không? Nếu có thời gian thì tớ mời cậu uống ly cà phê. Tô Thi Vận chủ động mời. Ok. Trong lòng Bùi Đông Lai vừa động cho nên liền đáp ứng. Quán cà phê mà Tô Thi Vận hẹn Bùi Đông Lai là quán cà phê Vi Nhạc Thạch. Sau khi bắt xe taxi đến, bước vào quán thì Bùi Đông Lai liền thấy được Tô Thi Vận đang ngồi ở gần bên cửa sổ. Thấy được Bùi Đông Lai thì Tô Thi Vận liền đứng lên ý bảo, Bùi Đông Lai thấy thế thì mỉm cười, sau đó đi về phía cua Tô Thi Vận. Ngài khỏe chứ tên sinh, xin hỏi ngài dùng gì? Bùi Đông Lai vừa mới ngồi xuống thì người phục vụ liền bước lên đưa cho Bùi Đông Lai một ly nước. Nước đá, cảm ơn. Bùi Đông Lai khẽ mỉm cười. Nước đá. Nụ cười trên mặt người phục vụ liền cứng ngắc, đôi mắt hiện lên vẻ nghi ngờ. Cà phê ở nơi này rất ngon, mùi vị cũng không tệ, cậu dùng thử đi. Tô Thi Vận thấy tên phục vụ lộ ra vẻ lúng túng thì mở miệng hướng Bùi Đông Lai nói. Tớ không quen uống cà phê, nước đá là được rồi. Bùi Đông Lai cười lắc đầu. Nghe Bùi Đông Lai nói như thế thì Tô Thi Vận cũng biết Bùi Đông Lai là một người kiên định, một khi đã làm ra quyết định gì rồi thì sẽ không thay đổi. Đối với việc này, Tô Thi Vận cũng không có miễn cưỡng mà là mỉm cười ý bảo tên phục vụ cho Bùi Đông Lai một ly nước đá. Một tuần trước, Đông Tuyết đã bị mang về nhà rồi. Một phút sau khi phục vụ mang lên cho Bùi Đông Lai một ly nước đá thì Tô Thi Vận liền nói vào điểm chính. Trước khi đi thì cậu ấy nói cho tớ biết, trước khi buổi thảo luận về vấn đề kinh tế học diễn ra thì nàng có thể bị giam lỏng, không cách nào liên lạc được với cậu. Mấy ngày nay cậu có liên lạc với Đông Tuyết không? Không có. Bùi Đông Lai lắc đầu. Hai. Thấy Bùi Đông Lai lắc đầu, Tô Thi Vận thở dài, nói. Cậu định làm như thế nào? Nên làm gì thì làm. Bùi Đông Lai cười cười rồi bưng ly nước lên. Cậu sẽ không trách Đông Tuyết chứ? Mắt thấy Bùi Đông Lai bưng ly nước đá lên thì Tô Thi Vận sợ Bùi Đông Lai sẽ trách Tần Đông Tuyết cho nên nàng mang theo vài phần lo lắng hỏi. Nếu như trách cậu ấy thì tớ cũng đã không đến đây. Bùi Đông Lai uống một miếng nước đá rồi nói. Tớ hiểu được cậu ấy bất đắc dĩ. Hô! Nghe Bùi Đông Lai nói thế thì Tô Thi Vận âm thầm thở nhẹ một hơi. Vậy thì tốt, đúng rồi, thiếu chút nữa quên nói cho cậu biết. Đông Tuyết nói nếu như cậu cảm thấy lần này quá nhanh thì cứ từ từ, dù sao cũng còn hơn 3 năm, cậu ấy chịu được. Nếu như đã tới thì sẽ đem mọi chuyện làm cho xong xuôi. Bùi Đông Lai cười cười, cười rất tự tin. Tô Thi Vận liền ngạc nhiên, nàng không biết vì sao Bùi Đông Lai lại tự tin đến như vậy. 30 phút sau, Bùi Đông Lai và Tô Thi Vận kết thúc cuộc nói chuyện, cả hai rời khỏi quán cà phê. Để cho Bùi Đông Lai cảm thấy ngoài ý muốn là Tô Thi Vận không đi xe tới mà là ngồi taxi. Bởi vì ngược đường nhau nên hai người đã chia tay, Bùi Đông Lai tự ngồi lên taxi trở về khách sạn Yến Viên. Không biết qua bao lâu, xe taxi dừng lại ở một ngã tư đường. Xuyên qua cửa kính xe thì Bùi Đông Lai thấy được một chiếc Audi A6 mang biểu số Yên Kinh dừng ở bên cạnh.
cửa xe mở ra, một gương mặt lãnh diễm đập vào mắt Bùi Đông Lai. Đối mặt với gương mặt này Bùi Đông Lai cũng không xa lạ gì. Có lẽ là nhận ra Bùi Đông Lai đang chăm chú nhìn mình nên nữ nhân kia quay đầu lại nhìn về phía Bùi Đông Lai. Bốn mắt đụng nhau, đồng tử của nữ nhân đột nhiên mở to ra, trên khuôn mặt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Đèn đỏ chuyển thành xanh, Bùi Đông Lai thu hồi lại ánh mắt, xe taxi khởi động cùng chiếc Audi A6 gặp thoáng qua. Bên trong xe taxi, lòng Bùi Đông Lai vững như bàn thạch, sắc mặt bình tĩnh. Trong chiếc Audi A6 kia, cô bé từng được xưng là một trong những bông hoa giảng đường của Trầm Thành Nhất Trung, tên của nữ nhân này là Cố Mỹ Mỹ, lúc này vẻ mặt nàng vẫn ngây ngốc. Thế giới rất lớn, cũng rất nhỏ. Nhân sinh hà sứ bất tương phùng. Bùi Đông Lai, không phải là hắn đến học ở Đông Hải sao? Làm sao lại xuất hiện ở Yên Kinh đây? Mắt thấy chiếc taxi rời đi thì trong lòng Cố Mỹ Mỹ rung động, vô số nghi vấn xuất hiện trong đầu của nàng. Mỹ Mỹ, em làm sao thế? Không đợi Cố Mỹ Mỹ nghĩ xong, chiếc Audi A6 đã khởi động, một nam nhân đeo mắt kiếng, da trắng nõn thoạt nhìn có chút nhã nhặn mở miệng, mang theo vài phần nghi ngờ hỏi. Lời nói của tên thanh niên làm cho Cố Mỹ Mỹ lấy lại được tinh thần, nàng quay đầu lại nhìn thanh niên tên là Chu Kiến một cái, do dự một chút rồi nói. Người mới vừa ở trên chiếc taxi kia là bạn thời trung học của em. Bạn học thời trung học. Nghe Cố Mỹ Mỹ nói thế thì Chu Kiến nhíu mày lại, hơi lộ ra vẻ không vui. Năm nay hắn sẽ tốt nghiệp Đại học Nhân dân, trước khi tốt nghiệp thì bằng vào gia thế hiển hách của mình hắn đã cưa được Cố Mỹ Mỹ vào trong tay. Nhưng mà có đôi lúc người nhà hắn lại giới thiệu nhưng đối tượng khách cho hắn tuy nhiên hắn cũng không có bỏ rơi Cố Mỹ Mỹ. Từ ý nào đó mà nói thì hắn thật sự thích Cố Mỹ Mỹ. Lúc này, thấy Cố Mỹ Mỹ lộ ra vẻ khác thường là bởi vì một người bạn thời trung học thì điều này làm cho hắn có chút khó chịu. Một người bạn nam thời học trung học làm cho Cố Mỹ Mỹ hoa dung thất sắc, điều này không khỏi làm cho trong lòng Chu Kiến suy nghĩ nhiều điều. Thấy được Chu Kiến lộ ra vẻ không vui thì Cố Mỹ Mỹ chẳng những không cảm thấy sợ, ngược lại trong lòng nàng không khỏi vui vẻ. Nữ nhân đều thích được bạn trai của mình chú ý, thích được bạn trai của mình vì một nam nhân khác mà ghen. Cố Mỹ Mỹ cũng không ngoại lệ. Ở nàng xem ra, giờ phút này Chu Kiến đang ghen rồi. Không nên đoán lung tung. Cố Mỹ Mỹ cười nói. Em cảm thấy kinh ngạc là bởi vì em từng nghe hắn nói hắn đến Đông Hải để học, không nghĩ rằng ở Yên Kinh này sẽ đụng phải hắn. Em rất rõ hắn a. Chu Kiến càng nhíu chặt mày hơn. Cũng không tính là rõ lắm, chỉ biết hắn và cha của hắn đi từ trong núi ra, cha của hắn là một tài xế taxi. Cố Mỹ Mỹ giơ đầu lên, vẻ mặt khinh thường nói. Như thế mà nói là không biết rõ sao. Nữ nhân không thích nam nhân ở trước mặt mình nói chuyện về những nữ nhân khác, nam nhân cũng vậy. Mặc dù nhận thấy được thái độ khinh thường của CCM nhưng mà trong lòng của Chu Kiến cũng có chút không thoải mái. Lại như vậy nữa rồi. Cố Mỹ Mỹ thấy thế thì liền cười một tiếng, nói dối. Lúc học trung học, hắn từng viết thư tình gửi cho em để biểu lộ, nhưng mà em đã từ chối hắn. Nói cho hắn biết học sinh cần phải lấy sách vở để làm trọng. Nhưng mà không ngờ hắn không lĩnh tình của em. Ngược lại hắn lại căm ghét em, lúc nào cũng nhắm vào em. Thì ra là thế. Nghe được Cố Mỹ Mỹ giải thích như vậy thì trong lòng Chu Kiến liền thoải mái hơn nhiều, sau đó trầm giọng hỏi. Hắn tên gì, ở Đông Hải học đại học nào? Hắn học trường bình thường thôi. Cố Mỹ Mỹ nói xong, dường như đoán được dụng ý của Chu Kiến, không nhịn được mà nở ra nụ cười hạnh phúc. Em biết anh muốn xả giận dùm em. Bất quá em cảm thấy rằng chúng ta không cần phải chấp nhặt với loại người như hắn. Tuy nói là như vậy nhưng mà người như thế có tư tưởng rất cực đoan, không biết tiếp theo hắn sẽ làm ra chuyện gì. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chu Kiến trầm ngâm một chút, có chút không yên lòng. Ở Đông Hải anh có không ít bạn bè, có thể nhờ bọn họ đi dạy hắn cách làm người. Thật sự không cần, Chu Kiến. Chẳng lẽ anh cảm thấy rằng để bạn anh gì dạy dỗ cho hắn một bài học là một chuyện đáng giá ư? Hắn hận em cũng không mất một miếng thịt nào, thôi cứ để hắn hận tiếp đi. Cố Mỹ Mỹ ra vẻ rộng lượng, nhưng trong lòng thì sợ Chu Kiến sẽ thật sự nhờ người đi tìm Bùi Đông Lai. Đối với Cố Mỹ Mỹ mà nói thì nàng khi ở Trầm Thành thì nàng và mẹ của nàng bị một tát vào mặt thì sau này từ cha của mình,
nàng biết được lúc đó Nạp Lan Trường Sinh ra mặt trợ giúp Bùi Đông Lai là bởi vì Nạp Lan Trường Sinh thiếu nợ cha Bùi Đông Lai một cái nhân tình chứ không phải Bùi Đông Lai có quan hệ mật thiết với Nạp Lan gia. Mà hôm nay, nàng cũng không biết được sự tồn tại của Bùi Đông Lai ở vùng Tam Giác Trường Giang cùng Nam Cảng, nàng vẫn cho rằng Bùi Đông Lai chỉ là một con chicken. Cho nên, nàng không để cho Chu Kiến tìm Bùi Đông Lai. Nàng cũng không phải là sợ Bùi Đông Lai, ngược lại nàng hận không thể khiến Bùi Đông Lai dập đầu trước mặt nàng rồi cầu xin tha thứ. Sở dĩ nàng không để Chu Kiến tìm Bùi Đông Lai là bởi vì nàng sợ Bùi Đông Lai nói ra mọi chuyện, điều đó sẽ ảnh hưởng đến chuyện tình cảm giữa nàng và Chu Kiến. Phải biết rằng, mặc dù Chu gia ở Kinh Thành không phải là nhà giàu có nhưng cũng là một hào môn. Chu gia có không ít người hỗn ở trong quan trường, trong đó mẹ của Chu Kiến là Phó Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp. Cha mẹ của nàng luôn ủng hộ nàng ở chung một chỗ với Chu Kiến, mà chính nàng cũng biết đây là một cơ hội tốt, làm sao có thể để Bùi Đông Lai, một kẻ trong mắt nàng chỉ là tiểu nhân phá hoại chuyện tốt này được chứ? Được rồi. Chu Kiến suy nghĩ một lát rồi cuối cùng cũng bỏ qua ý nghĩ tìm Bùi Đông Lai tính sổ, dường như hắn cảm thấy tìm một tên tiểu nhân vật để phân cao thấp cũng không có ý nghĩa. Đúng rồi, Cưng ơi, chuyện tình ngày mốt có vấn đề gì không? Lúc này Cố Mỹ Mỹ chuyển sang chuyện khác, giọng nói trở nên thân mật hơn nhiều. Đoạn thời gian trước, Cố Mỹ Mỹ biết được Chu Kiến bận rộn với buổi thảo luận kinh tế, nàng có ý nghĩa hỏi Chu Kiến, có thể để nàng đến đó phục vụ buổi hội thảo được không? Không thành vấn đề, đã sắp xếp xong xuôi. Thân là hội viên của Hồng Kinh Hội thì Chu Kiến cũng nghĩ biện pháp để đưa Cố Mỹ Mỹ vào làm nhân viên đón khách trong đó. Cảm ơn anh, Cưng ơi! Cố Mỹ Mỹ hưng phấn hôn lên mặt Chu Kiến một cái, nàng rất rõ, lần thực tập này sẽ lưu lại trên lý lịch của nàng. Sau này khi ở Yên Kinh nàng đi xin việc ở cơ quan thì lúc đó bản thân nàng sẽ trở thành trụ cột. Cùng lúc đó, trong Hồng Kinh Hội, Diệp Tranh Vanh đứng ở trước cửa sổ, ánh mắt nhìn về những ngọn đèn sáng trưng tượng trưng cho quyền lực kia, trong con mắt lộ ra vẻ dã tâm không thể nào che giấu được. Thân là người nối nghiệp đời thứ tư của Diệp gia thì những nhân viên công vụ hoặc là những người làm lâu trong cơ quan không đáng để hắn nhắc tới, mục tiêu của hắn chính là leo lên đỉnh quyền lực. Cốc cốc, đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên. Vào đi. Diệp Tranh Vanh thu hồi lại ánh mắt, đi về phía ghế salon trong gian phòng. Két, cửa phòng được mở ra. Hoàng Oanh Thân mang một bộ đồ công sở đi vào. Nhìn dáng người là lượt, khuôn mắt xuất chúng lại khôn khéo của nàng. Nghe được tiếng giày cao gót vang lên thì trong đôi mắt của Diệp Tranh Vanh không hiện lên vẻ dục vọng nào cả, thay vào đó hắn nhíu chân mày lại, lộ ra vẻ không vui, nói. Ta hy vọng sau này ở trong phòng này, ta sẽ không còn nghe cái loại âm thanh như thế này nữa. Bước chân Hoàng Oanh hơi dừng lại, sắc mặt hởi đổi, sau đó xin lỗi nói. Xin lỗi, tôi sẽ bỏ cái thói quen này. Diệp Tranh Vanh không nói gì nữa mà là bưng một ly rượu đỏ lên rồi nhấp một miếng. Luận văn về mô hình kinh tế đã hoàn thành, là thành quả 18 nhà nghiên cứu kinh tế học. Hoàng Oanh đi tới trước người Diệp Tranh Vanh, không có sự cho phép của Diệp Tranh Vanh nên nàng cũng không dám ngồi xuống mà hỏi. Ngài có cần xem qua không? Không cần. Diệp Tranh Vanh lắc đầu, hỏi. Ta chỉ muốn biết nếu như Trần Tử Viết và Cổ Bồi Nguyên đích thân khai đao thì luận văn trong tay cô có khả năng thắng không? Có thể. Hoàng Oanh trả lời dứt khoát. Sau đó do dự một lát rồi nhắc nhở. Theo tôi được biết thì vô luận là Tần Đông Tuyết hay Bùi Đông Lai thì bọn họ đều lấy luận văn của mình làm ra. Hoàng Oanh nói được một nửa thì thấy chân mày Diệp Tranh Vanh nhíu lại thì nàng liền lập tức ngừng lại. Cô cho rằng bằng vào thực lực của Tần Đông Tuyết và Bùi Đông Lai thì bọn họ sẽ dám đem luận văn của mình lên cho các nhà kinh tế học nổi tiếng trong quốc nội xem sao. Diệp Tranh Vanh lạnh giọng nói. Sắc mặt Hoàng Oanh biến đổi, không dám trả lời. Không có Trần Tử Viết và Cổ Bồi Nguyên thì những thứ đó căn bản không lọt vào mắt của các nhà kinh tế học, thậm chí cũng không có cơ hội xuất hiện ở trong buổi thảo luận kia. Diệp Tranh Vanh nói. Hội trưởng nói rất đúng. Hoàng Oanh gật đầu phụ họa. Nếu như không có gì xảy ra thì hai người bọn họ sẽ lấy những bài luận văn mà đích thân Trần Tử Viết cùng Cổ Bồi Nguyên viết ra. Ta hy vọng sau này lúc làm việc thì cô hãy nghĩ đến kết quả xấu nhất đi đã. Diệp Tranh Vanh nhìn Hoàng Oanh một cái thật sâu. Chẳng lẽ bài luận văn của Bùi Đông Lai đúng là do tự mình Cổ Bồi Nguyên làm sao? Trong lòng Hoàng Oanh vừa động. Sau đó, càng nghĩ thì nàng càng cảm thấy khả năng này rất cao.
Đúng rồi hội trưởng, vào lúc 19 giờ 50 phút tối nay thì Bùi Đông Lai và Cổ Bồi Nguyên đã đến Yên Kinh, ở tại khách sạn Yến Viên. Mặc dù trong lòng nghĩ đến khả năng này rất cao nhưng mà Hoàng Oanh cũng không có nhắc nhở Diệp Tranh Vanh, mà nàng liền chuyển đề tài. Trước mắt Tần Đông Tuyết vẫn bị người của Tần gia giam lỏng, bọn họ không có gặp mặt. Nói xong, Hoàng Oanh không nhịn được mà nhìn Diệp Tranh Vanh một cái, rõ ràng nhận thấy được trong đôi mắt của Diệp Tranh Vanh hiện lên vẻ âm độc. Nàng biết, sở dĩ Diệp Tranh Vanh chinh phục Tần Đông Tuyết không phải là bởi vì dung nhan, thậm chí cũng không phải là Tần gia ở phía sau lưng của Tần Đông Tuyết. Mà là bởi vì tôn nghiêm. Tôn nghiêm của thái tử, không để cho ai khiêu khích. Vì muốn đảm bảo an toàn cho buổi thảo luận nên những người có trách nhiệm tổ chức sự kiện lần này đã để cho cảnh sát, võ cảnh xuất động, thậm chí điều tới những quân nhân đặc chủng ưu tú nhất để làm nhiệm vụ bảo vệ an toàn cho buổi thảo luận này. Tối hôm qua, Bùi Đông Lai đi theo Cổ Bồi Nguyên tiến vào khách sạn Yến Viên, lúc đi vào khách sạn thì liền hấp dẫn ánh mắt chú ý của những binh lính. Sáng sớm khi Bùi Đông Lai dậy sớm tìm một khoảng không trong khách sạn để luyện quyền thì đã làm hấp dẫn ánh mắt của vô số đám binh lính làm nhiệm vụ bảo vệ khách sạn. Đối với việc này, Bùi Đông Lai cũng không che giấu gì mà vẫn làm theo thói quen hàng ngày. Cao thủ. Mắt thấy sau khi Bùi Đông Lai đánh xong bài quyền, toàn thân bị xương trắng bao phủ thì những binh lính kia liếc mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng tuôn hai ra chữ cao thủ. Những binh lính kia có thể nói là vô cùng tò mò với thân phận của Bùi Đông Lai nhưng bọn hắn lại không dám mạo muội bước lên nói chuyện cùng với Bùi Đông Lai. Một tiếng sau, Bùi Đông Lai kết thúc luyện công buổi sáng, trở về khách sạn. Đông Lai, Cổ hiệu trưởng cùng với mấy lão bằng hữu đã đi đến nhà ăn rồi. Trước của phòng, Trương Thụy đứng đợi Bùi Đông Lai đã lâu, lúc này thấy Bùi Đông Lai đi đến thì liền bước lên chào hỏi. Cậu đi tắm rửa trước rồi tôi sẽ dẫn cậu đến đó. Được. Bùi Đông Lai gật đầu cười đáp, trong lòng thì hiểu được Cổ Bồi Nguyên muốn mình tới là để làm quen với những nhà kinh tế học nổi danh kia. 20 phút sau, lúc Trương Thụy mang Bùi Đông Lai đến phòng ăn thì Cổ Bồi Nguyên đang cùng với những lão bằng hữu của mình tán gẫu, ngoài ra trong phòng còn có những nhà kinh tế học khác tới tham gia buổi thảo luận lần này. Đông Lai. Thấy Bùi Đông Lai tiến vào phòng ăn, Cổ Bồi Nguyên dừng nói chuyện, hướng về phía Bùi Đông Lai vẫy vẫy tay. Bá. Trong phút chốc, vô luận mà những lão bằng hữu của Cổ Bồi Nguyên hay là những nhà kinh tế học khác đều đem ánh mắt nhìn về phía Bùi Đông Lai. Hiển nhiên, bọn họ cũng biết một chút về việc Cổ Bồi Nguyên nhận một người làm đệ tử. Bọn họ muốn biết người mà Cổ Bồi Nguyên nhận làm đệ tử có chỗ nào hơn người A. Đối mặt với cái nhìn chăm chú của mọi người, Bùi Đông Lai thản nhiên, mỉm cười hướng phía Cổ Bồi Nguyên đi tới. Đông Lai, tới đây để tôi giới thiệu một chút cho cậu. Thấy Bùi Đông Lai đến gần, Cổ Bồi Nguyên mỉm cười. Vị này là Cổ Giật lão sư, trước mắt là một nhà kinh tế học người Hoa nổi tiếng khắp thế giới, hiện tại đang dạy tại Đại học Kinh tế ở Nam Cảng. Cổ lão sư, khỏe. Vị này là Vu Thanh Hồ lão sư, là viện sĩ viện Trung Khoa, có nhiều bài luận văn về vấn đề kinh tế được dư luận trong nước và quốc tế quan tâm. Vị này là Lịch Uẩn lão sư hiện đang giảng dạy tại Học viện Thanh Hoa. Là ủy viên ủy ban của Học viện Thanh Hoa. Lịch lão sư, khỏe. Mỗi người Cổ Bồi Nguyên giới thiệu thì Bùi Đông Lai đều khom người mà chào hỏi, bộ dạng vô cùng khiêm tốn, mà những nhà kinh tế học có thanh danh lan xa kia cũng ríu rít mỉm cười chào hỏi Bùi Đông Lai. Đồng thời bọn họ cũng âm thầm đánh giá Bùi Đông Lai từ đầu đến chân, cố gắng tìm kiếm một điều bất phàm trên người của Bùi Đông Lai. Lão Cổ A, lão để cho Đông Lai gọi chúng ta là lão sư. Chẳng lẽ lão nghĩ để chúng ta làm lão sư cho cậu ấy sao? Lúc Cổ Bồi Nguyên giới thiệu xong hết thì Lịch Uẩn, người đang giảng dạy ở Học viện Thanh Hoa liền mở miệng trêu ghẹo. Cho dù các ông có vui lòng, Đông Lai có đồng ý thì tôi cũng không. Cổ Bồi Nguyên cười ha hả. Phải không đó? Cổ Giật người đến từ Nam Cảng mang theo vài phần mong đợi, nói. Nếu ông đã nói như vậy thì cậu nhóc hãy đem mô hình kinh tế mà cậu đã làm. Cho mấy lão già này xem một chút. Không sai a lão Cổ, ông nhìn thấy chúng ta thì liền ném mồi ra, nói là bài luận văn của đệ tử mình sẽ khiến mấy lão già chúng ta phải giật mình. Hiện tại chúng ta đang rất hiếu kỳ, ông cùng cậu nhóc kia lại không lấy bài luận văn cho chúng ta nhìn xem, đây cũng không hiền hậu a. Vu Thanh Hoa mở miệng phụ họa. Cổ Bồi Nguyên chỉ cười mà không nói. Cậu trai trẻ, lão Cổ đã tán thưởng bài luận văn của cậu. Như vậy đi.
cậu đem ý nghĩ của mình nói ra cho mọi người cùng nghe một chút. Thấy cổ Bồi Nguyên không nói gì thì mọi người không làm gì khác là đem toàn bộ hy vọng gửi lên người Bùi Đông Lai. Đông Lai, đừng nói, để bọn họ sốt ruột đi. Cổ Bồi Nguyên cười ha ha một tiếng, có chút đắc ý. Bùi Đông Lai thấy thế, lần nữa khom người, mỉm cười nói. Chư vị lão sư, Đông Lai tài sơ học thiền. Tiểu tử, cậu nói như vậy chẳng phải là tát vào mặt lão sư của cậu là ta sao? Cổ Bồi Nguyên tức giận cười mắng. Khiêm tốn cũng không sai nhưng mà lúc nên cần lên mặt thì phải lên mặt. Đợi ngày mai lên buổi thảo luận, hảo hảo để cho bọn họ khai mở nhãn giới. Khai mở nhãn giới. Lúc này, không đợi mấy người bạn bên cạnh của Cổ Bồi Nguyên mở miệng, một giọng nói không hài lòng liền vang lên. Mọi người nghe vậy thì quay đầu lại nhìn, rõ ràng thấy được mười mấy người từ cửa bước đến. Người đi đầu cũng không cao, nhìn qua có chút cao ngạo. Nhưng mà đám người đi sau hắn mặc dù không tỏ ra cao ngạo như hắn nhưng ánh mắt nhìn về đám người Cổ Bồi Nguyên lại lộ ra vẻ không phục lắm. Thấy ánh mắt mọi người nhìn về phía này, một người trung niên đi mắt kiếng liền đi ra mỉm cười với Cổ Bồi Nguyên, nói. Cổ lão, ngài thân là một ngôi sao sáng trong lĩnh vực kinh tế, thế mà cũng không giữ được khí tiết tuổi già. Ông nói như vậy là có ý gì? Nghe được nam nhân trung niên nói như thế thì nụ cười trên mặt Cổ Bồi Nguyên biến mất. Vẻ mặt không vui hỏi. Không riêng gì Cổ Bồi Nguyên mà những người bạn của Cổ Bồi Nguyên cũng lộ ra vẻ không vui. Còn về phần những nhà kinh tế học ở bên phía bên kia thì lựa chọn trầm mặc, không lên tiếng mà ngồi nhìn xem kịch hay. Cổ lão, theo tôi được biết thì học sinh này mặc dù trên danh nghĩa đang là sinh viên của Đại học Đông Hải, hơn nữa còn được ngài thu làm đệ tử nhưng mà trên thực tế cậu ta là đại ca hắc bang nổi danh của vùng Tam Giác Trường Giang. Nam nhân trung niên cười lạnh. Một đại ca xã hội đen làm ra mô hình luận văn rồi muốn cho những người nhân sĩ như chúng ta mở rộng tầm mắt, đây không phải là nói đùa sao? Mọi người nói có đúng hay không? Nói xong, nam nhân trung niên nhìn về những người bạn bên cạnh mình. Ha ha! Trong lúc nhất thời, tiếng cười nhạo liền vang lên. Bên tai nghe được tiếng cười nhạo kia, sắc mặt của Cổ Bồi Nguyên liền trở nên xanh mét mà những lão bằng hữu của Cổ Bồi Nguyên kia bởi vì không biết thân phận thật tế của Cổ Bồi Nguyên cho nên khuôn mặt cũng lộ ra vẻ nghi ngờ. Theo tôi được biết, một vị đại ca xã hội đen từng ngồi trong trại giam đã đạt được giải Nobel Hòa Bình, mà Dương giáo thụ nhà kinh tế học nổi tiếng, người khai sáng ra hệ thống lý luận kinh tế cũng đã ngồi trong lao tù 10 năm. Lúc này đây, Bùi Đông Lai thấy lão sư của mình bị vũ nhục thì liền hai từ khiêm tốn vứt cho chó ăn. Cười lạnh phản kích lại. Ách! Mắt thấy Bùi Đông Lai thay đổi thành một người khác thì những lão bằng hữu của Cổ Bồi Nguyên liền mở to hai mắt nhìn vào Bùi Đông Lai. Mà khuôn mặt của nam nhân trung niên kia cùng với đám bạn của hắn liền trở nên đơ như cây cơ, hắn muốn mở miệng phản bác nhưng lại không tìm được sơ hở nào trong lời nói của Bùi Đông Lai. Tiểu tử, miệng lưỡi thật sắc bén. Lúc này đây, Tống Kim người đang đảm nhiệm một chức vụ ở ủy ban liền cười lạnh một tiếng. Hy vọng cậu không làm mất thể diện của lão sư mình. Nói xong, hắn cùng với đám người kia liền bước đi qua nhóm người Cổ Bồi Nguyên. Lão Cổ, đây là... Đám người Tống Kim vừa đi, Vu Thanh Hồ liền không nhịn được mà mở miệng hỏi. Hắn là bạn của Cổ Bồi Nguyên đồng thời trong đám người kia hắn cũng quen biết không ít người. Ở hắn xem ra, lấy thân phận của đám người kia thì tuyệt đối sẽ không ăn nói lung tung như vậy. Ở trong mắt tôi... Đông Lai làm gì tôi không cần biết nhưng hắn có khả năng làm người thừa kế y bát của tôi. Cổ Bồi Nguyên liền trả lời. Trong lòng Bùi Đông Lai ấm áp, cảm kích nhìn Cổ Bồi Nguyên một cái nhưng không có lên tiếng. Sau đó không đợi Cổ Bồi Nguyên ngồi xuống, lại một nhóm người nữa bước vào phòng ăn. Người bước vào không ai khác, cũng chính là người được khen là ngôi sao sáng trong lĩnh vực kinh tế Trần Tử Viết. Sau khi đoàn người Trần Tử Viết vào phòng ăn thì liền mỉm cười với đoàn người Cổ Bồi Nguyên rồi bắt chuyện, cuối cùng hắn đem ánh mắt nhìn về phía Bùi Đông Lai. Cậu chính là môn sinh đắc ý của cổ lão, Bùi Đông Lai đúng không? Đánh giá Bùi Đông Lai đơn giản một phen, Trần Tử Viết cười hỏi. Đúng vậy, Trần lão. Nghe được giọng nói của Trần Tử Viết, thấy được trong ánh mắt Trần Tử Viết không lộ ra vẻ ác ý thì Bùi Đông Lai khẽ khom người trả lời. Thái độ so với đám người Tống Kim thì cách xa một trời một vực. Học sinh bảo bối của tôi suốt ngày ở trước mặt đều nói cậu là thiên tài về toán lý hóa, nó còn nói lần này sẽ đến tỉ thí với cậu. Nói như vậy thì chắc hắn nó không phải là đối thủ của cậu a.
Tần Tử Viết cười cười, nói. Nàng đã làm ra một bài luận văn nhưng khi tôi nhìn vào thì có thể nói là nó đã vượt qua tưởng tượng của tôi. Cho nên, tôi rất mong đợi biểu hiện ngày mai của cậu. Bùi Đông Lai liền ngạc nhiên, hắn biết được học sinh bảo bối trong miệng của Tần Tử Viết là Tần Đông Tuyết. Thấy Bùi Đông Lai không nói lời nào, đoàn người Tần Tử Viết liền cười mỉm chào với Cổ Bồi Nguyên, sau đó đi về phía chỗ trống. Cùng lúc đó, trong một tòa tứ hợp viện ở Yên Kinh, Tần Đông Tuyết bị giảm lòng đứng ở trước cửa sổ, tay cầm điện thoại di động, nhìn vào ảnh chụp của Bùi Đông Lai lúc ở Hàng Hồ mà suy nghĩ xuất thần. Vừa nghĩ tới ngày mai chúng ta có thể gặp mặt thì tớ liền kích động không thôi. Nhưng nghĩ đến nhanh như vậy, vội như vậy thì tớ có chút lo lắng. Không biết qua bao lâu, Tần Đông Tuyết chậm rãi lấy lại tinh thần, run rẩy vươn tay, nhẹ khẽ vuốt vuốt gương mặt hơi lộ vẻ gầy gò của Bùi Đông Lai kia trên màn hình điện thoại di động. Đau lòng nói. Bất quá, tớ vẫn tin cậu, Nạp Lan Minh Châu không phải là người thứ nhất cũng không phải là người cuối cùng bị cậu tát vào mặt. Kế tiếp, cậu hãy để cho đám người kia, những người xem thường cậu cảm thấy hối hận đi. Trong một tòa tứ hợp viện. Sáng sớm, Tần Đông Tuyết đã rời giường. Hôm nay là một ngày đặc biệt cho nên nàng phá lệ ngồi trước gương để trang điểm. Bởi vì Tần Tranh cùng Tiểu Ái Linh bận công việc, không có thời gian chiếu cố cho Tần Đông Tuyết nên từ nhỏ Tần Đông Tuyết đã được một tay Vũ Lan nuôi lớn. Từ ý nào đó mà nói thì Vũ Lan chính là người mẹ thứ hai của Tần Đông Tuyết, đối với Tần Đông Tuyết thì nàng còn hiểu rõ hơn cả Tiểu Ái Linh. Lúc này, thấy Tần Đông Tuyết ngồi vào trước gương để trang điểm thì Vũ Lan rất kinh ngạc. Sau đó bà nghĩ đến Bùi Đông Lai và Tần Đông Tuyết sẽ tham gia buổi thảo luận và nghiên cứu kinh tế thì liền bình thường trở lại. Bà biết, hôm nay, Tần Đông Tuyết muốn trang điểm như vậy là để cho Bùi Đông Lai xem. Hôm nay, Tần Đông Tuyết mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng, phía dưới là một chiếc váy màu đen không quá gối, cặp đùi đẹp chiếc một đôi tất màu đen ôm sát, dưới chân chính là một đôi giày cao gót. Vũ Lan, Vũ xem cái lông mày như thế này có đẹp không? Đẹp. Vũ Lan, Vũ nói chọn sơn môi màu hồng có đẹp mắt không? Đẹp. Vũ Lan, Vũ nói có nên đánh phấn lót không? Không cần đâu Đông Tuyết, thế là đẹp lắm rồi. Có lẽ là do không có kinh nghiệm trang điểm, hoặc có lẽ là sợ bản thân không phơi bày hết vẻ đẹp trước Bùi Đông Lai cho nên một bên Tần Đông Tuyết trang điểm, một bên lại hỏi Vũ Lan. 8 giờ, dưới sự trợ giúp của Vũ Lan thì Tần Đông Tuyết đã trang điểm xong. Vũ Lan, Vũ xem con có đẹp không? Sau khi trang điểm xong thì Tần Đông Tuyết liền nhìn vào trong gương một chút, sau đó có chút không yên lòng hỏi Vũ Lan. Đẹp lắm, Đông Tuyết không cần trang điểm cũng đã đẹp rồi huống hồ là lúc này. Nhìn thấy gương mặt được trang điểm của Tần Đông Tuyết, đầu tóc lại được buộc kiểu đuôi ngựa thì Vũ Lan không ngừng cười khổ. Nhanh lên một chút, nếu không thì sẽ không kịp đó. Nha, vâng ạ. Tần Đông Tuyết gật đầu, sau đó lại nhìn thoáng qua hình ảnh của mình trong gương. Nàng khó nén kích động cùng hưng phấn ở trong lòng, sau đó liền thu dọn đồ đạc rồi đi tới Yến Viên. So sánh với Tần Đông Tuyết mà nói thì Bùi Đông Lai, một người không chú trọng đến việc ăn mặc nhưng lúc này hắn cũng biết được đây là một buổi lễ quan trọng cho nên hắn cũng không ăn mặc quá tùy tiện nữa. Mà là mặc theo một bộ kiểu áo tôn trung sơn do Quý Hồng nhờ một chuyên gia thiết kế của Ý thiết kế cho, dưới chân là một đôi giày da màu đen. Giày da là do Quý Hồng mua cho Bùi Đông Lai. Giá tiền của đôi giày này có thể mua được một ngôi nhà có diện tích hơn 100 mét vuông A. Từ miệng Quý Hồng biết được giá trị của đôi giày này thì Bùi Đông Lai khóc không ra nước mắt. Lão bản thân ái của tôi, lần này ngài tham gia vào buổi thảo luận và nghiên cứu kinh tế, chẳng những ngài đại diện cho bản thân ngài mà ngài còn đại diện cho tập đoàn Đông Hải. Thân là người làm công của ngài thì ta phải chuẩn bị đồ tốt nhất cho ngài, không thể để mất mặt tập đoàn Đông Hải A. Đây là lời giải thích của Quý Hồng. Buổi thảo luận sẽ được diễn ra vào lúc 9 giờ, bởi vì Cổ Bồi Nguyên phải xuất hiện ở trên đài chủ tịch cho nên không thể cùng với Bùi Đông Lai đi tới hội trường. Ngoài Cổ Bồi Nguyên ra thì bởi vì lúc nào cũng phải ở bên cạnh Cổ Bồi Nguyên nên Trương Thụy cũng không thể cùng Bùi Đông Lai tham gia hội nghị. Đối với việc này, Bùi Đông Lai chỉ có thể đi một mình đến hội trường. 8 giờ 40 phút Bùi Đông Lai đã đến đại sảnh, nơi sẽ tổ chức hội nghị. Tiên sinh, xin hãy lấy thẻ để chứng minh thân phận của ngài. Trong đại sảnh, một nhân viên thấy Bùi Đông Lai đến gần thì mỉm cười nói. Bùi Đông Lai mỉm cười lấy ra giấy căn cước rồi đưa cho nhân viên. Nhân viên thấy vậy thì cầm lấy rồi đi vào chỗ máy vi tính để kiểm tra,
sau đó đưa lại thẻ cho Bùi Đông Lai. Xin chào Bùi tiên sinh, hoan nghênh ngài đến tham gia hội nghị lần này. Cảm ơn. Bùi Đông Lai nhận lấy thẻ rồi đeo ở trước ngực, dưới sự hướng dẫn của nhân viên thì Bùi Đông Lai đã đi đến trước cửa thang máy. Bùi tiên sinh, hội trường ở tầng 3, ngài đi thang máy lên sẽ có người đưa ngài đi vào hội trường. Thang máy mở ra, nhân viên kia nở nụ cười rồi nói. Bùi Đông Lai gật đầu, tỏ vẻ mình đã hiểu. Đinh đông. Kèm theo một tiếng vang nhỏ, thang máy đã tới tầng 3, cửa thang máy chậm rãi. Cửa thang máy, thông qua bạn trai của mình là Chu Kiến thì lúc này Cố Mỹ Mỹ chịu trách nhiệm đứng ở đây để nghênh đó khách nhân đến tham gia hội nghị. Mắt thấy cửa thang máy mở ra thì theo phản xạ nàng liền đem hai tay đặt ở trước bụng, cúi người chào. Tiên sinh tôn tính, buổi sáng tốt lành. Ách! Lúc Cố Mỹ Mỹ cúi đầu xuống thì Bùi Đông Lai thấy được dung mạo của Cố Mỹ Mỹ, điều này làm cho hắn không khỏi nghi ngờ vì sao Cố Mỹ Mỹ lại xuất hiện ở nơi này. Tiên sinh tôn kính, mời đi theo tôi. Sau khi cúi người chào xong thì Cố Mỹ Mỹ ngẩng đầu lên, trên mặt mỉm cười làm ra một động tác mời. Chẳng qua là... Sau khi nói xong, nàng há to miệng, sắc mặt khiếp sợ nhìn vào Bùi Đông Lai. Thần là nhân viên của hội nghị lần này thì nàng hiểu được nhân vật được tham gia hội nghị này có thân phận tôn quý như thế nào. Ở dưới dạng tình hình như vậy cho nên nàng mới nhờ Chu Kiến thông qua con đường đặc thù để trở thành nhân viên trong lần hội nghị hôm nay. Lúc này nàng thấy Bùi Đông Lai xuất hiện ở đây thì liền cả kinh, nụ cười trên mặt nàng liền đọng lại. Bùi Đông Lai, sao cậu lại có mặt ở nơi này? Sau khi khiếp sợ trôi qua, Cố Mỹ Mỹ nhìn gắt gao vào Bùi Đông Lai, giọng nói vô cùng bất thiện. Hiển nhiên, có đánh chết thì nàng cũng không tin tưởng Bùi Đông Lai là nhân viên hay là người tham gia vào hội nghị hôm nay. Xế chiều ngày hôm qua, tất cả các nhân viên của hội nghị được mời. Nàng cũng không có nhìn thấy Bùi Đông Lai tham gia hội nghị. Thấy Cố Mỹ Mỹ cả kinh trợn mắt khi nhìn thấy mình, sau đó dùng một loại giọng điệu hoài nghi để chất vấn mình thì Bùi Đông Lai giải thích một cách hờ hững. Tham gia hội nghị. Nghe được Bùi Đông Lai nói như thế thì vẻ mặt Cố Mỹ Mỹ cảnh giác đánh giá lại Bùi Đông Lai. Rất nhanh, ánh mắt của nàng nhìn thấy tấm thẻ đeo trên ngực Bùi Đông Lai. Trên thẻ có ghi tên và ảnh chụp của Bùi Đông Lai. Ách! Thấy vậy thì Cố Mỹ Mỹ liền há to miệng ra. Bùi Đông Lai thấy thế cũng lười chấp nhặt với loại tiểu nhân như Cố Mỹ Mỹ này. Hắn không đợi Cố Mỹ Mỹ lấy lại tinh thần mà đã một mình đi vào trong hội trường. Chẳng lẽ hắn thật sự đến đây để tham gia hội nghị sao? Nhìn bóng lưng của Bùi Đông Lai rời đi thì trong lòng Cố Mỹ Mỹ thầm hỏi. Không thể nào. Đây tuyệt đối là không thể nào. Hắn chỉ là một tên cùi bắp, làm gì có tư cách để tham gia một buổi hội nghị như thế này. Rất nhanh, Cố Mỹ Mỹ đã bỏ qua suy đoán của mình. Mặc dù nàng không biết Bùi Đông Lai đến đây để làm gì nhưng mà nàng kiên quyết cho rằng Bùi Đông Lai không phải là nhân viên tham dự buổi hội nghị này, ngược lại nàng cho rằng Bùi Đông Lai đã làm giả thẻ để được đi vào. Bùi Đông Lai, cậu đứng lại. Trong lòng nghĩ đến giả thuyết này, Cố Mỹ Mỹ hướng về phía Bùi Đông Lai rồi hô to. Không để ý đến, Bùi Đông Lai đem lời nói của Cố Mỹ Mỹ trở thành giấm thúi, tiếp tục bước đi. Cậu đứng lại cho tôi. Cố Mỹ Mỹ thấy Bùi Đông Lai không dám dừng lại thì càng khẳng định suy nghĩ ở trong lòng mình, nàng lập tức đuổi tới Bùi Đông Lai. Sau đó, Cố Mỹ Mỹ liền túm lấy Bùi Đông Lai. Chuyện gì xảy ra? Trước cửa hội trường cũng có những nhân viên, lúc nãy các nàng nghe Cố Mỹ Mỹ kêu lên, sau đó thấy sắc mặt Cố Mỹ Mỹ khó coi nắm lấy cánh tay của Bùi Đông Lai thì một nữ nhân viên đứng đầu liền bước lên, hướng về phía Cố Mỹ Mỹ hỏi. Hắn giả mạo để đến tham gia hội nghị. Cố Mỹ Mỹ thở hổn hển nhưng lại có chút hưng phấn mà nói. Mặc dù nàng không biết vì sao Bùi Đông Lai phải giả mạo để đến tham gia hội nghị lần này nhưng nàng dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ đến kết quả của Bùi Đông Lai sau khi bị mình vạch trần. Tiên sinh, xin hỏi ngài tên là gì? Nghe được những lời nói của Cố Mỹ Mỹ thì nữ nhân viên kia liền sửng sốt sau đó sắc mặt nghiêm túc hỏi. Bùi Đông Lai. Mắt thấy Cố Mỹ Mỹ giống như một con ruồi bu lấy mình thì chân mày Bùi Đông Lai hơi nhíu lại rồi chỉ vào thẻ trước ngực mình. Đây là thẻ tham dự của tôi. Thẻ này là giả. Cố Mỹ Mỹ cười lạnh, dường như nàng rất muốn nhìn thấy bi kịch của Bùi Đông Lai sau khi bị vạch trần. Tiên sinh, xin ngài chờ một lát.
Nữ nhân viên thấy thẻ trước ngực Bùi Đông Lai vốn là muốn dạy dỗ Cố Mỹ Mỹ một trận, nhưng thấy Cố Mỹ Mỹ khăng khăng cho rằng Cố Mỹ Mỹ là giả mạo cho nên nàng lấy bộ đàm ra rồi liên lạc. Xin hỏi, có phát thẻ tham gia vào hội nghị cho người nào gọi là Bùi Đông Lai tiên sinh không? Đúng rồi, cậu ấy mới vừa đi vào, sao thế? Không có chuyện gì. Nữ nhân viên kia liền trừng mắt nhìn Cố Mỹ Mỹ một cái sau đó sắc mặt áy náy nhìn Bùi Đông Lai, làm một động tác mời vào. Thật xin lỗi Bùi tiên sinh, xin lỗi vì đã làm phiền ngài. Quản lại nhân viên của cô đi. Bùi Đông Lai nhàn nhạt nói một câu, liền trực tiếp bước chân vào hội trường. Cố Mỹ Mỹ, sau khi hội nghị kết thúc thì cô phải làm giải thích với mọi việc đã xảy ra lúc nãy. Còn nữa, nếu Bùi tiên sinh còn cảm thấy bất mãn đối với hành vi ngu xuẩn lúc nãy của cô thì mọi hậu quả cô hãy gánh chịu hết. Thấy Bùi Đông Lai đi vào hội trường, nữ nhân viên kia liền không khách khí mà nói. Hắn thật sự đến đây để tham gia hội nghị ư? Cả người Cố Mỹ Mỹ chấn động, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Không biết cũng là tội. Mắt thấy sắc mặt Cố Mỹ Mỹ trắng bệch đứng ở đó thì bốn nữ nhân viên liền khó hiểu nhìn về phía Cố Mỹ Mỹ. Dường như đã nhận ra ánh mắt khác lạ của bốn nữ nhân viên kia, Cố Mỹ Mỹ lấy lại tinh thần. Nàng không lên tiếng giải thích mà bước xuống lầu, cố gắng coi thử có phải Bùi Đông Lai là khách mời đến tham gia buổi thảo luận ngày hôm nay không. Cho tới bây giờ, nàng vẫn không tin, một người xuất thân cơ hàn, mới chỉ 18 tuổi mà lại có tư cách tham gia vào một buổi thảo luận cao quý như thế này. Rất nhanh, Cố Mỹ Mỹ đã xuống đại sảnh phía dưới, nàng trực tiếp đi tới chỗ ghi danh nơi đại sảnh rồi mở miệng hỏi. Xin hỏi, Bùi Đông Lai là người đến tham gia buổi luận ngày hôm nay phải không? Đúng vậy. Mặc dù nữ nhân viên kia khá khinh thường Cố Mỹ Mỹ nhưng nàng không dám cười lên tiếng, bởi nàng biết làm như vậy thì sẽ ảnh hưởng đến công việc của mình, ngoài ra nếu đắc tội Cố Mỹ Mỹ thì chẳng khác gì đắc tội Chu Kiến. Đối với phát triển sau này của thì sẽ gặp bất lợi. Cho nên nàng cố nén vẻ khinh thường trong lòng mình lại rồi trả lời câu hỏi của Cố Mỹ Mỹ. Tôi nghĩ muốn nhìn qua tin tức của nhân của anh ấy. Cố Mỹ Mỹ chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Đối mặt với yêu cầu của Cố Mỹ Mỹ, nữ nhân viên cũng không nhịn được mà chỉ vào thông tin của Bùi Đông Lai trên máy tính, nói. Cô qua xem đi. Cố Mỹ Mỹ nghe vậy thì cố gắng mở to hai mắt nhìn vào màn hình máy tính. Tên họ, Bùi Đông Lai. Đơn vị, Đại học Đông Hải. Chức vụ, sinh viên khoa quản lý kinh tế của Đại học Đông Hải, là đệ tử của Cổ Bồi Nguyên. Ghi chú, được lên phát ngôn tại buổi thảo luận. Rất nhanh, một đống thông tin liền hiện ra trước mắt Cố Mỹ Mỹ. Thấy đống tin tức kia liền mắt của Cố Mỹ Mỹ liền mở to ra, trên mặt hiện lên vẻ khiếp sợ. Hắn là đệ tử của Cổ Bồi Nguyên ư? Hắn còn là người có quyền lên nói chuyện tại buổi thảo luận ngày hôm nay nữa sao? Cố Mỹ Mỹ lẩm bẩm tự nói một mình. Giờ phút này, nàng có ngàn vạn lý do không tin mọi chuyện là sự thật, nhưng mà hết thảy mọi chuyện nói cho nàng biết đây là sự thật không thể chối cãi được.